Con chào cô khỏe không cô? Cô khỏe con, good Good morning. morning. Cô, cái áo của cô là cái áo dài hả cô? Đâu cái ô ngắn? Con tưởng là cái áo dài, cái cổ nó giống cái áo dài. Cái cổ của mandarin á cô. Dạ. Cô ơi, cái câu Việt Nam hoặc là cái tư tưởng mà làm người Việt Nam buổi nay, hôm nay ở nước Mỹ cho cô đó có ý nghĩa gì cô? Cô qua bên này là năm 70, là tháng 5 vừa rồi đó, là đúng 50 năm. Thì trong 50 năm đó là cô cũng có rất nhiều kiểu tóc và cũng có xài rất nhiều make up. Nhưng mà người Việt Nam cô không thay đổi được. Cô không cách nào mà cô làm trở thành ra là một người gọi là kêu bằng blonde hair và blue eyes như là một người Tây hay là người đầm được. Cho nên chị người Việt Nam là cô luôn luôn giữ nền nếp Việt Nam, văn hóa Việt Nam và những cái gì tốt đẹp mà cô đem theo cô trong đời cô thì cô luôn luôn là gìn giữ và tôn trọng cái đó. Cô không cách nào thay đổi được gì khác hơn là người phụ nữ Việt Nam thôi. Còn nói về đất nước Việt Nam thì đâu có phải là 50 năm hay là 70 năm mà cho đến 5.000 năm. Không thấy không? 5.000 năm thì làm thế nào mà mình nói rằng bôi bác cái đó được, hoặc là không tôn trọng, và cũng là đó là giàu gì đi nữa là kêu bằng đất nước ông bà tổ tiên ta là sanh đẻ mình ra đó là một dân tộc Việt Nam mà mình là trong một con người và con cháu của Việt Nam thì không cách nào mà mình dối trá được những cái mà gì đó trải qua. Cái đó là do thiên định chứ không phải là mình định, chỉ là con người đó là phụ giúp, nào là chiến tranh, nào là tàn phá giết chóc lẫn nhau thôi. Nhưng mà cái gì mà đã là cái bằng thiên định thì mình không cách nào mà mình tránh khỏi, thì do đó mình phải chấp nhận và mình move on thôi, chứ không cách nào mà mình chê bai hay là thù oán hay là make it even được, Dạ. phải không? Dạ Nó đã đúng an rồi. bài như vậy rồi là Dạ. mình cứ như vậy mà sống thôi. Dạ. Cô ơi, cái câu nói của cô nói blonde hair blue eye đó, con nghĩ lại về cô lúc mà cô qua 1970 thì chắc cô lúc đó cả hai mươi mấy tuổi, thì cái tư tưởng mà cô nói là cô là không phải là blonde hair blue eye, nhưng mà cô có một phần một tí là cô muốn biến hóa thành một cô gái Mỹ, tại vì cái thời gian đó là nhiều khi là kỳ thị, hay là mình đại khái mình muốn easier life, mình muốn đời sống nó thoải mái hơn một tí thì mình phải làm những cái gì mà, tại vì cô nói là cô cắt tóc hay là cô biến hóa make up nhiều, nhưng mà trong cái tiến trình đó đó cô có cảm thấy cái identity của cô bị lung lay không, hay là cô muốn hội nhập với lại cộng đồng Mỹ, tại vì cô sống với rất là nhiều người Mỹ cái thời gian đó không? Tất nhiên là tất cả những cái gì nó gọi là cái bằng một trang sử mới thì thí dụ như là hồi mà cô ở quê mà ra tỉnh, mình cũng phải là thay đổi từ con gái nhà quê đi chân không thì phải có măng dép, rồi từ cô gái ở một người nông dân chăn trâu mà đi ở đợi với một những gia đình giàu có ở bên Việt Nam trong Sài Gòn lúc bây giờ, thì mình cũng phải là upgrade, phải không? Mình cũng phải là làm sao để cho họ chấp nhận mình được, chứ không không cách nào mà mình như là con trăn trâu ở ở quê được. Thì như vậy thì trong khi mà năm 70 mà cô rời Sài Gòn qua San Diego là cũng là một cái quá trình là gọi là mình cũng phải new adapt. Mình phải là làm như thế nào mà để cho họ họ đừng có chê cười mình, họ cũng đừng có khinh bỉ mình, họ cũng đừng có cho mình là lùa lạc hay là quá lan. Thế nhưng mình cũng phải là đi ra ngoài đường cũng ăn mặc cho kín đáo, và những cái giỡn cợt hay là những cái gì đó mà mấy cái người lính Mỹ về thường nói với gia đình họ là Việt Nam là nào là Sài Gòn thi hay gái bóng ba hay là đài điểm điếm đoàn này kia khóc nọ, thì cái nó là nó có chứ không phải là không. Nhưng mà mình đừng có để mình làm sao nhập vô trong cái đó,
mình phải sống một cái cách riêng biệt cho mình. Mình adapt những cái mới. Và tất nhiên là có trình độ một chút, có lễ phép một chút, kính trai nhường dưới, tiếng Anh mình không rành, cái gì đáng nói mình nói, không nói thì mình nghe. Chứ còn không có ai dùa vô mà cho là mình là biết này biết kia trong khi mình không biết một cái gì hết. Thì tất nhiên là Việt Nam mình có câu nói là cơ bằng ăn thì phải qua nồi mà ngồi là cô hướng, là cái chỗ đó, phải không? Chứ không phải là mình cũng phải cố gắng mình vượt qua để làm sao cho người xung quanh của mình chấp nhận mình được, trong khi mình sống với một bà già chồng, trong khi đó là bà có con có cháu ở lòng vòng bà. Họ coi mình là như một, thực thật là ông chồng cô là lớn tuổi hơn cô nhiều. Nên chỉ đi ra ngoài đường thì giống như là một người cha và con thôi, chứ không phải là vợ chồng. Cho nên chỉ là mình cũng phải làm cái tuổi của mình mới có 20 hả? Cô qua bên này cô mới tròn 20 tuổi. Nhưng mà cô rest up cách là cũng 35 tuổi, ví dụ vậy. Thì là họ cũng có một cái phần là họ hiểu cho mình, mà mình cũng phải hiểu cho bản thân mình là ai. Chứ không phải là nói mình nhỏ mà để mà mình làm những cái không có, có trong cái truyền thống của Mỹ được. Cho nên chỉ là cô học từ cái hồi đó đến bây giờ là người Việt Nam là người Việt Nam. Nhưng mà đừng có để người ta đánh giá mình một cái cách là nó quá thấp hèn. Thì là sống vậy thôi. Chứ còn Việt Nam mình thì cô đâu có học hành gì đâu mà nói là biết một cái cách theo như kiểu trình độ trí thức. Nhưng mà cái con người của mình thì mình phải hiểu. Chỉ nhiều đó thì mình làm. Chỉ có nhiều đó thôi. Làm được cái gì thì bản thân mình nhờ cái đó vậy thôi. Cô qua 1970 là không, đâu có người Việt Nam sống cái khu của cô đâu phải không? Không, không có. Thì đến chừng năm 72 ông xã cô mất. Thì hồi đó là cô mới bắt đầu lần lượt gần gũi với các hồi đó cho là cũng cùng lứa tuổi nhưng mà họ là sinh viên. Họ ở Việt Nam hồi qua họ học trường đại học San Diego đấy, UNIS đó. Thì là quen biết rất nhiều về sinh viên. Mình có nhà, có cửa rồi thứ bảy, chủ nhật đồ trước là tập trung lại nhà mình rồi ăn nấu, ăn này kia khác nọ. Thì mình có một cái group đó. Đó rồi lần lượt rồi mới quen biết ra những người chị em cũng có chồng Mỹ về bên này trước mình hoặc là cùng lúc ấy. Thì là hồi đó mình mới lần lượt mới có một số cộng đồng Việt Nam mà phần đông là sinh viên Việt Nam và mấy cái người chị mà có chồng Mỹ về bên này sống ở San Diego. Cái thời buổi đó đó cô, và lúc mà cô mới qua mà không có người Việt Nam á, thì cái cộng đồng Mỹ họ đối xử với cô như thế nào cái thời gian đó? Thì cô không có đi ra ngoài cái vòng mà gọi là trong vòng gọi là xóm nhà lá đó, mấy cô gọi các cô là xóm nhà lá, là tất nhiên là mình có chồng Mỹ, mình sống theo kiểu mình nửa nạc nửa mỡ đó, là tất nhiên là mình phục vụ cho chồng Mỹ, nhưng mà trong cái bản thể của mình đó là cũng nấu cơm Việt Nam, cũng ăn uống đồ Việt Nam. Do chỗ đó đó thì là cái cộng đồng mà ra reach out nữa thì ít lắm, ít ra ngoài, ít không mấy. Nhưng mà trong thời kỳ đó là chiến tranh Việt Nam vẫn còn, và cái kỳ thị chủng tộc mà giữa đen, Mỹ đen và Mỹ trắng á, cái nó rất là mạnh. Thì cái đó đó là cái thời kỳ đó là con của cô, tại vì cô có hồi đó thì mới có hai đứa thôi, mà một đứa con lai còn một đứa con đào, thì con Việt Nam, cho nên chi là nó đi học á thì người ta nghĩ nó là người Mỹ hơn là người Việt Nam. Còn trong cộng đồng mà cô sống thì là toàn là người Mỹ, nhưng mà chồng của họ là ở Navy. Cũng biết San Diego là một cái tỉnh người Navy, cho nên chỉ là chồng họ đang phục vụ ở Việt Nam. Đó thì là một bên thì họ cũng không có ưa thích gì mình, nhưng một bên họ muốn nghe câu chuyện ở Việt Nam. Vì chồng của họ đó là đang phục vụ ở Việt Nam, cho nên là mình cũng học hỏi được họ những cái ý thức hệ của họ, là chồng của họ đang phục vụ Việt Nam về với chính sách gì, về với như thế nào. Còn mình đó là qua đây là sống theo như người ngồi mình nhìn vào và người Việt Nam mà nhìn qua cái hoàn cảnh của họ đó, thì mình cũng thấy rằng tội cho họ. Đó là một mẹ ở nhà nuôi hai ba đứa con mình cũng không có khá giả lắm. Chồng cửa lương của Mỹ
lính thì đâu có bao nhiêu. Cho nên chứ là mình cũng thông cảm với họ từ ban đầu, từ cái thời kỳ đó. Khi mà ông xã chị mất xong rồi thì là họ cũng đùm bọc với mình, rồi mình cũng đùm bọc họ, là hơn là trong cộng đồng Việt Nam mình nữa. Wow, yeah. Thì sau đó thì đó là năm 72, năm 73, 74, 75 thì cô gặp ông chồng thứ hai này là ông He Slip đây. Yeah. Cô trong cái thời kỳ đó thì mình sẽ nói sao, vì là cái 30 tháng 4 thì ông qua Việt Nam, ông đón bà chị của chị đưa bố qua bên này. Thì hồi đó là sao về chị mới lấy ông làm chồng. Thì hồi đó khi mà Việt Nam qua thì mọi việc nó là khác. Nó khác là vì một bên nhá, những cái người như mà người ta không có thích người Á Đông á, hay là yeah. họ kỳ thị á, thì họ không có muốn cái số người này qua Việt Nam, qua yeah. Mỹ. Mà trong khi mình á thì là vui là thấy có người Việt Nam qua, và họ cũng hoàn cảnh là tị nạn, hay yeah. là cũng như hồi trước mà cô đã tị nạn từ ở quê vô Sài Gòn, thì bây giờ họ từ Sài Gòn chạy qua sang Mỹ cũng cũng như hoàn cảnh đó. Nhưng mà nó rất nhiều cái mâu thuẫn cả trong từ trong gia đình ra xã hội. Người thì muốn giúp đỡ cho cộng đồng Việt Nam, người thì chống đối không cho. Cho nên chi cái này là cô mới dấn thân vô là giúp đỡ cho những cái người tị nạn mới sang, vì cô đã qua 5 năm trước rồi. Yeah. Rồi cô cái bằng làm foster parent đó con. Yeah. Cha mẹ nuôi mấy em đó. Yeah. Thì nuôi cho trong 5 năm mà cô nuôi trước sau được 17 em. Con trai không à. Yeah. Thì cô có ba đứa con trai, cho nên chi rồi nhà cửa cũng khá lớn, cho nên chi rồi đứa nào mà có hai ba anh em đến chùm với nhau là cô lãnh hết cả hai ba anh em, giúp giờ chia ra cho được. Thì hồi đó rồi gia đình cô mới dám thân vào, mới biết chút xíu là chính trị, chính phiếu là 75, chiến tranh qua này kia khó đoạn. Thì lần lượt thì cô mới, tất nhiên là nó mới gần gũi với cộng đồng hơn là trước đó. Trước đó thì không có cộng đồng Việt Nam, ngồi ra là mấy chị em có chồng Mỹ thôi. Dạ, yeah. Cái thời gian đó, con cũng sống ở San Diego được 3 năm. Lúc đó con cũng đi thủy ngân lục chiến năm 93, 97 đó. Cô ở cái thành phố San Diego, cô ở khu nào vậy cô? Hồi cô mới qua đó là cô chồng cô ở El Cajon á. Dạ, El Cajon, dạ. El Cajon thì sau khi ổng mất thì cô, trước khi ổng mất, ổng mua cái nhà ở San Thi. Dạ. Thì sau khi cô gặp ông He Slip thì cô bán cái nhà sang thi, cô dọn vô Claremont gần ở La Jolla đó. Yeah, yeah. Thì cô sống đó xong rồi cái ông mất, sau này ông mất thì cô mới dọn lên North County. Yeah, yeah. Là hiện bây giờ là cô ở Escondido, nhưng mà cô cũng ở Corbett, rồi cô cũng ở Encinitas rồi. Yeah, tất cả là cô ở xung quanh cái San Diego. Đúng rồi. Tại vì cái con được biết á, là cái khu San Diego nó có một cái khu hình như là East San Diego mà gần UCSD hay là sao, là yeah, có yeah. Một cái khu chòm người Việt Nam mình sống rất là đông. Đúng. Và người nó gọi là South East San Diego. South East San Diego, yeah. Hình như là Freeway 8 đó phải không cô? Freeway 8. Yeah, đó là nó gọi là University Avenue, El Cajon Boulevard, phức tạp lắm. Yeah. Trong vùng đó là không phải Việt Nam không, mà có Campuchia, có Lào, rồi có nhiều nước chủng tộc khác yeah. sống ở trong cái vùng đó. Dạ, yeah. Con muốn hỏi cô về cái khu đó, là tại vì con sống ở đó, gần đó, con ở Old Town, nhưng mà con lái đó, đi đó ăn hồi xưa cái ăn phở, cái ăn đồ Việt Nam đó nhiều lắm. Thì con muốn hỏi cô, cái khu đó đó chưa có phát triển cái thời gian cô tới 1970, 72, thì cô thấy từ từ cái community đó nó build up, cô thấy cái đó khoảng chừng năm nào vậy cô? Và nó build up như thế nào trong cái nhớ của cô đó? Cô giải thích cho con về cái từ từ cái community đó nó lớn, rồi nó người ta về, người ta ở đó, nó tạo ra cái không khí như thế nào? Cái năm trước 75 thì cô cũng thường xuống đó, là vì số sinh viên học sinh ở trong trường đại học gần đó đó. Ừ. Thì là cô cũng xuống đó pick họ up rồi đưa họ về, thì cũng biết qua là những cái đường đó thôi. Chứ còn mà đi vô trong cái những cái hẹp lắm sau này thì cô không biết. Nhưng mà khi mà cô biết cộng đồng là cô nuôi mấy em con nuôi đó. Yeah. Rồi con biết là một số đó là ba anh em ruột thì là đậu Thiên Chúa giáo. Rồi hai anh em ruột thì là Cao Đài giáo. Rồi ba anh em ruột nữa thì là đạo Phật giáo.
Cho nên chi rằng cô thường đóng xuống đó đưa các em đi ăn phở quà. Hồi đó tiệm phở quà ở đường hình như là Oklahoma Boulevard University đó, là có một cái tiệm đó thôi. Thì đưa các em đến đó shopping và ăn. Thì lần 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 cô mới thấy cái sự phát triển. Hồi đầu một cái chợ nhỏ nhỏ, rồi sau lần lần cái chợ lớn lên, rồi lần lần cộng đồng Việt Nam mở nhà hàng đồ ra, rồi mở tất cả những là tiệm tùng. Từ cái tiệm vàng, có một cái tiệm vàng có cái bà chủ vàng đó là cũng biết bà chút đỉnh, rồi sau bà bị giết đó. Rồi trong cái thời kỳ đó thì là cái vùng đó là sôi bồ lắm, là vì Việt Nam, rồi Lào, rồi Mỹ, rồi cũng như tranh giành bên giới với nhau á, chỗ nào khúc nào đến khúc nào như thế nào. Cho nên chi lần 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 cô rất ngại xuống cái vùng đó. Chỉ là xuống đó là thường đó là đi xuống đó là đi thuê mấy cái video cho mấy đứa nhỏ nó xem đó. Rồi nhưng mà nhờ cộng đồng, nhờ cái chỗ đó đó, cô mới khám phá ra là biên đạo Cao Đài á. Tại vì cô cũng có mấy đứa nhỏ sống, thì rồi mới biết ra là đạo Cao Đài, rồi đạo Hòa Hảo đó. Thì lần 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 á, mình mới đi vô trong cái cộng đồng đó, chứ trước đó thì hoàn toàn cô không biết mấy cái đó. Còn mà cái mà cô mà thấy mà sôi nổi nhất á, mà cô rõ nhất á, là cộng đồng ở Chula Vista, Linda Vista. Linda Vista, Linda Vista là vì như vậy cô mới mới cách đây mới có mấy bữa cô mới đi chợ Tết lại cái chợ mà cũng 20 năm nay cô chưa đi lại, là con không có biết, con có biết là chỗ Genesee và Linda Vista. Đấy. Thì hồi đó đó là cái anh mà cái chủ cái tiệm cái chợ lớn nhất đó, hình như đó Á Đông hay là cái tiệm gì đó, bây giờ đổi tên rồi, đổi tên người Hoa rồi. Nhưng mà hồi đó đó là ảnh mới qua bên này đó, là ảnh bán buôn bán ở trong cái xe van của ảnh á, tức là trong cái xe van của ảnh, rồi mấy củ hành, rồi mấy củ tỏi, rồi ai có cái gì trong vườn á thì là đem ra ngoài rồi bán cho ảnh, rồi ảnh bán. Thì trong đó có cô, tại nhà cô rộng cho nên cô trồng mướp á, mướp hương, rồi cô trồng xả, rồi bí đao á, tại vì cô ở quê cho nên cô thích cái gì cô trồng cái nấy, mà hồi đó mà cái giống gì liền xuống nó cũng lên hết. Nhưng mà con hỏi cô, là cô đem ra cô bán cho ảnh. Dạ, xin lỗi con, mấy cái thứ đó, xả với lại bí đao rồi mướp hương như vậy là cô mua, cô lấy giống từ đâu vậy? Hồi chuột cái này thì hồi mà năm 70 cô qua đó là cô có một người bạn cũng ở Đà Nẵng, mà cô biết cô ấy là tên Hồng, cũng là qua trong thời kỳ đó. Thì cô ở sống ở trên Santa Ana. Không biết làm sao cô có những cái giống đó. Hồi đó cô có mấy cái giống đó, thì cô có lên chơi với cô thì cô cũng hái cho tích tội xả rồi cho cây này cây kia đó. Cái cô về cô gái, cô gài ra, cô trồng lần 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 nó lên, rồi mình ăn cái gì mình thả xuống trở lại nó lên. Đấy. Mà bữa nào mà cô đem ra mà cô bán cho chú đó mà được 20 đô á, là mừng lắm rồi. Tại vì tứ nước biết là bao nhiêu phân bố mới được 20 đô, chứ hồi đó đáng lẽ là cho bạn bè cho ái đông, nhưng mình không có biết người ta nhiều, chứ là đem bán cho ổng rồi đi chợ luôn. Đó thì sau này là con biết là ổng có, không biết là ổng có bao nhiêu chợ, chợ grocery lớn đó, và có luôn cả McDonald's. Cho nên như bữa hôm mà đi chợ Tết bữa vừa rồi đó, cô cũng xài gần 500 đô trong cái chợ đó. Cô mới về cô email cho con của cô chụp cái hình cô nói đây này, cái chợ này nhớ không? Hồi mấy con nhỏ đó mẹ đưa đi đến đây rồi bán xả, rồi bán bi đào, rồi mướp cho họ bây giờ thì con thấy này. Cho nên là cộng đồng Việt Nam mình qua bên đó thì kể ra câu chuyện của chú đó cũng hấp dẫn lắm. Đến chừng mà cách đây cũng mười mấy năm gặp chú ở Việt Nam rồi hai file với nhau, tại là vì biết từ cái hồi đó cho đến bây giờ đó, là nhìn lại thì không biết là bây giờ chú ở đâu và được bao nhiêu cái chợ và được bao nhiêu cái McDonald's thì không biết. Nhưng mà đó là trong những cái người Việt Nam mà thành công đó là cô Thái. Còn một cái việc nữa là ở đường University á, là hồi đó là có hai vợ chồng người ta uống tóc, tiệm Mimi á cũng còn ở đó. Thì hồi đó là họ qua bên này đó, là con biết, em biết, con biết là hai vợ chồng, bà vợ thì có bầu đứa sau, còn đứa bé con chút chút không biết làm cái gì mà ra tiền, mà họ là làm tóc của cô ở Việt Nam, ở trong Sài Gòn lâu rồi cho nên cô cũng biết họ. Cái cô mới mời đem họ về cái rồi để cho họ làm việc ở một cái cara của cô á, cái mời kêu bạn bè tới mình cứ nấu cơm cho họ ăn như vậy rồi để cho họ làm tóc.
làm tóc sau này đó, ra mở tiệm riêng. Mới mượn cô là 5.000 đô mà để mà mua cái miếng đất hay là làm gì đó, mà cô hầu đó sự thật là không có tiền mà cho mượn. Cho nên chị rằng sau này làm ăn thịnh vượng lắm, mua hết cả một cái plot đó luôn. Cho nên chị rằng Wow. bây giờ con cái là hai đứa con, mà hồi đó bé con đó là bây giờ bác sĩ. Rồi bữa hôm cách đây cũng mấy năm trở xuống thăm thì cô nói là cô nói con trai nó về nó thấy cái bàn của chị cho từ hồi đó giờ, nó hỏi có phải cái bàn này là hồi trước cho mình cái bàn này không. Tội. Nhưng mà thấy nó làm thành công mình vui lắm, mình mừng lắm, tại là vì họ qua bên này không có một cái gì hết, mình phải đưa họ đi mở từng cái ngăn mục tiền rồi chỉ cách họ deposit cái chép như thế nào rồi. Nhưng mà sau này họ làm ăn thịnh vượng mình thấy rất là vui. Cái mấy đứa mà nó hỏi như vậy là cái bà này có phải là cái bà cho cái bàn hay không đó phải không con? Đó đó, đó đó. Nhưng mà con ngồi con nghe đó nó mất rất là có mất cái câu chuyện hỏi một cái câu hỏi như vậy nó rất là không phải là mâu thuẫn nhưng mà nó nghe rất là mắc cười là tại vì bà này là cái bà cho cái bàn nhưng mà bà này sau cái việc mà cho cái bàn á là một cái chuyện rất là nhỏ cái việc mà làm mà, sau này mà được biết tới mà làm một cuốn phim Heaven and Earth cái đó mới là cái quan trọng cô hiểu ý cái nói không cái người này cho một cái bàn nhưng mà thật ra cái bà này đâu phải là cái bà mà cho cái bàn đây là một cái bà mà là viết ra sách trở thành mà họ chắc những người bác sĩ đó họ không có biết cái những cái chi tiết đó về hay là họ không có để ý là bố mẹ mình quen một cái bà như vậy nhưng mà đâu cái này là đâu phải là cái bà mà cho cái vàng cái này là much bigger than that con ngồi cứ nghe Không như vậy biết cũng là thấy cái mâu thuẫn cô cũng không có rõ là trong khi cái trước khi cái câu hỏi đó thì có thể là người ta nói gì về cô, hay là người ta có nhắn nhủ gì cái thời kỳ xưa cũ kia không, thì mình nghĩ là đấy là có phải cái bà này đây không, mà nói cái bà này phải không đó. Cho nên chứ mà cũng tội, tại vì người họ người Hoa cho nên vậy nói tiếng Việt cũng 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 không có rành lắm. Nhưng mà vui, những cái chuyện vui mà kể lại như vậy đó thì Rất là dễ thương. rất là dễ thương. Có muốn hỏi cô cái con hồi lúc mà con nghe mới đây cô nói là cô mười mấy đứa cô nuôi đó là những đứa đó là con có muốn clarify là có phải là người Việt Nam mấy đứa nhỏ Việt Nam không cô? Việt Nam trước nhất là ba anh em là Hiệp, An và Anh. Ba em này đó là ở thành phố Hồ Chí Minh đó, ở trong Sài Gòn á, là đi theo một người chị với lại ông anh rể là người Mỹ. Đó thì qua bên này có mấy tháng thì người chị đó mất, bị đây. Bỏ là ba em thì ông chồng người Mỹ đó ổng mới đi qua kiếm việc làm ở bên Mỹ không được, ổng phải qua bên Trung Đông ổng làm việc. Thì ba em này đi thất thơ thất nghiệp nữa rồi cũng thấy tội lắm. Mà cô không có biết cái chương trình hồi đó là chương trình nuôi như thế nào. Mà nhà cô thì 5 phòng ngủ rộng lắm. Thì cô mới ra rủ về nhà chơi, tại cô cũng có 3 đứa con trai. Cho nên chỉ là mời rủ ba em nó về cho nó ăn, nó uống, mà nó đói thấy nó tội lắm mấy mời. Cái rồi cứ đem về nuôi thì mới đi xin tiền welfare. Cái họ mới nói không, bà không xin được tiền welfare, bà mới qua apply cái gọi là bên foster Program. parent. Thì lần lượt cô mới mang được, họ tới tìm nhà, họ tới họ thăm, họ làm thủ tục mà để mà khám bệnh lao rồi đó. Cái tất cả những cái hồ sơ của mình là không có một cái gì mà yêu lý cô, tất cả những cái gì cũng good. Ông xã cơ hội đó là đang làm cho federal. Thì ổng mới được thấy tất cả, mà cái lần lần cái nuôi ba anh em đó trước rồi đã. Đến chừng ba anh em đó xong rồi nuôi ba anh em nữa là đi vượt biên qua với một ông sư, và trong khi ông sư thì ông ở chùa Trường Hải Đông chứ có ba đứa này nó làm sao nó ở chùa được, đem về nuôi luôn, rồi thành ra sáu sáu cái rồi Ba cái nó đứa đi học là chín hả, sáu sáu rồi cô có 3 đứa nữa là 9 đứa, rồi có hai anh em nữa là mẹ ly dị chồng mà có một người bồ khác, người bồ không chấp nhận 2 đứa nhỏ này. Thì cho nên chỉ là nếu như mà cô đó mà muốn ở với ông ấy thì mình phải giữ 2 đứa nhỏ cho cổ. Cái rồi cái con biết là trong cái phim con thấy là hai
hai đứa con của ông chồng Việt Nam, chồng Việt Nam thì không phải, nhưng mà ông chủ mà hồi mà cô vô Sài Gòn cô làm công cho ổng mà cô nuôi hai đứa đó đó. Mà sau khi nó vượt biên năm 82 nó qua bên này được, nó cũng ở luôn với cô. Thì đó cho nên cho rồi mấy em nó rủ đứa này đứa kia về, có phở có bún có đồ ăn Việt Nam nó ăn thì nó ở luôn đó. Thì cứ vậy đó, nhà của cô trở ra thành là một cái giống như là một cái gì đó, cái làng mồ côi á, cái trại mồ côi á. Mà do cái chỗ đó đó, ông xã cô hồi đầu thì ông chấp nhận, ông người Mỹ mà sau này ông thấy có một cái là rất tiếc, đó là ổng và ba đứa con của cô thì rửa tội hết ở bên nhà thờ Tin Lành á, là Southern Baptist Church. Còn trong cái gia đình của cô thì hai anh em nhà đó là công giáo này, hai anh em nhà kia công giáo khác, cho nên chỉ sáng chủ nhật là cô phải bỏ một nhóm này đi nhà thờ này, nhóm kia đi chùa kia, nhóm kia đi chùa nọ, xong rồi cái tối đó về ổng muốn là đi rửa tội ở nhà thờ ổng hết thôi. Dù rốt cuộc có Đấy, cũng làm như vậy không? chờ chờ cái đó là trong những cái kế mà đưa đến cái chết của ổng, mà cô phải đi học riết 5 năm là cái chỗ đó đó, tại vì cái áp lực, cái áp lực của ổng mà biểu cô phải là bỏ hết bàn thờ, hồi nó cô đi đâu cô cũng phải là thờ, cô phải cái tâm linh của cô là rất là trước hết. Ông cứ về ông nói cái đó là tàn là quỷ ốm gì đâu, ông kêu mấy cái ông pastor trong nhà thờ của ông tới làm cái gì kêu ma của ra nhà cô á, Exorcist. exorcist. Cái rồi cái mới kêu Bible study đến dạy cho cô Bible này cơ. Ôi trời ơi, trong một thời gian đó làm cô điên luôn á. Cái cô cứ chống chủa là không, tôi không có muốn bỏ đạo của tôi không muốn đi rửa tội, mà ba đứa con của cô thì rửa tội hết, chỉ là có cô không rửa tội có nhiêu đó, mà con cũng là ốp bức cô là đi rửa tội, ổng cũng ốp bức cô đi rửa tội. Rồi sau cái cô không đi rửa tội rồi cô cũng làm cái làm found divorce ly dị á, cái rồi ổng mất cái do cái chỗ đó đó mà cô mới cũng như cái kiếu tiền à. Rồi cô mới tìm hiểu thử là nếu như mà mình mà đi vô nhà thờ ổng rửa tội thì có thể ổng sống, có phải mình nghe lời ổng mình bỏ đạo của mình theo đạo của ổng, mà cái lương tâm mình không cho phép không được. Cái cho nên chi rồi cô học, cô nói thôi bây giờ trong thời gian đó cô không có còn phải đi làm nữa, cô ở nhà cô lo cho mấy cháu mấy em thôi, đó là cô bỏ công sức ra đi học triết, cô học triết 5 năm. Bây giờ coi thì cái ông God đó là cái ông nào mà ông minh dễ sợ Wait a vậy. minute. Cô vô trường học đại học ở community college hay là cô học ở đâu? Không, cô học ở trong cái nhà nó gọi là cái Philosophical Library, à cái thư viện này là dành cho New Age, à mà trong cái đó đó là cô thiện nguyện, cô viện thiện nguyện để mình khỏi có trả cái tiền mà nghe người ta lectures rồi tất cả những cái event gì là mình được được á hết, tại ở Escondido đấy cô có học 5 năm, cho nên chi được cô cứ cô gọi là cô hiểu được chút đạo đức. Nhưng mà cô học như vậy đó, cô có kêu bằng cô có chấp nhận cái sự chết của ông chồng sau khi cái 5 năm đó không, hay là cái sự học như vậy là để cho bồi dưỡng cái kiến thức của cô sau, ý con hỏi là sau cái 5 năm đó cô có feel better về cái vấn đề mà cô không vô đạo không, hay là cô cảm thấy là sau cái 5 năm đó đáng nhẽ là mình nên vô đạo rồi nó có lý hơn không? Trước khi mà cô đã học cái đó là cô đã biết rằng đạo ai nấy giữ, là vì là mỗi người đó có cái tầm cỡ khác nhau, cái hiểu biết khác nhau, thì cho nên chi là, nhưng mà cô cũng not for sure, right? You're not confident that's the truth, yeah? Đó, do đó cho nên chi khi mà cô học, cô biết, cô theo dõi thử nhờ Bible nào đúng, cái lời nói của Chúa nào hay là của Phật nào hay là của ai như thế nào đó, thì tập trung lại đó là cô chỉ là nắm một cái, là vì cô lớn lên trong quê từ nhỏ đến lớn gia đình cô á là gia đình cái bằng đạo gia Đạo ông bà đó. đó ông bà, mà ba của cô á là ông có tất cả là hai người anh và hai
hai người chị, người chị và người em, tất nhiên là cô có hai ông bác và hai bà cô, ổng là người con út. Ổng thờ cúng từ trên chi dưới rất là đoàn hoàng, rất là chu đáo. Mà lớn lên trong cái nhà của cô đó là rất là linh thiêng, huyền bí. Nó xảy ra nhiều cái và bây giờ cô cũng vẫn nhớ nguyên thủy. 5-7 tuổi trong nhà mà những cái mà thấy mà cha mẹ mình làm những cái gì mà bị phạt là phải phải xin lỗi. Mà những cái gì mà ông bà tổ tiên về kêu là phải làm. Tất nhiên là ba má cô là tuy rằng không biết chữ nhưng mà ba cô có biết chút chữ Nho. Cho nên khi mà về độ Khổng, độ Tử, độ Lão, độ ông bà là ông ta rành lắm. Về những cái gì mà tâm linh và những cái gì mà kêu bằng huyền bí đồ thì ông ta rất là respect. Thì cô nghĩ như vậy, sau khi mà cô học về trong triết thì hai cái này nó cáo là một. Con người chúng ta không cách nào sống không có tâm linh được. Và cái tâm linh này nó không phải nó nằm ở đâu mà nó chính là nằm ở trong ta. Nó nằm từ phía bên trong ta. Ta phải act. Là cái viết Anh của mình, cái tiếng Việt của mình, cái bằng học thì phải hành. Hành động. Yeah. Hành động phải không? Vì chỗ đó thì nếu như mà cô học được cái chỗ nào thì cô phải act out cái đó. Chứ nhưng mà ta phải hành theo như cái lý thuyết của ta học. Thì chỉ có cái đó là cô thấy đó, rằng đạo Phật á, nếu như mà mình biết là cho một cái religion, nhưng mà sự thật ra đó là chỉ là một cái là belief đó. Chứ feel cái mà cái triết này đó là mình phải học hiểu làm thế nào mà để cho tự giấc ta được thôi, chứ không có ai cứu giỏi ta được. Thì như vậy đó, thì lần lượt đó cô mới lần lượt, khi mà đã học hiểu thấm nhận chút ẩn rồi đó thì gần gũi với, hồi đó mới có chùa, hồi đó mới có những là đi được có thầy có sư đồ người ta giúp đỡ mình đó. Thì như chùa Vạn Hạnh ở San Diego đó, là cô là trong những cái người đầu tiên mà giúp họ. Cô found được cái đó có phải là Deer Valley không cô? No, Vạn Hạnh là ở San Thi á. Dạ. Mà hồi đó là ở Claremont, ở gần nhà. Đi sao rồi đó, rồi mấy cái người mà có chồng Mỹ như cô vậy đó mới lần lượt gai quỷ rồi mới mua được cái nhà ở ngoài San Thi, rồi mới làm đó là đầu tiên, chùa đầu tiên và chùa lớn nhất ở San Diego. Dạ. Rồi sau chùa Vạn Hạnh dọn đi rồi thì có pháp sư Thích Giác Nhiên á. Dạ. Là kêu bằng ngài cũng về, ngài giờ tịch rồi. Ngày về cũng ở gần nhà cô có mái lót hả? Wow. Cho nên chỉ là cứ hai chùa này ở cùng một đường, ở gần nhà. Có cái duyên, có không có gì cũng có duyên hết á. Cô không có đi làm cho nên rồi cô cũng công quả rất nhiều. Mà do những cái công quả mà ông chồng cô ổng ghen, ổng muốn tại sao cô không đi rửa tội trong nhà thờ mà cứ đi theo mấy ông sư. Một bên thì chùa Vạn Hạnh, rồi bây giờ đó chùa Vạn Hạnh dọn đi rồi ổng mừng. Tới ra là tịnh xá của thầy Pháp Giác Nhiên gần về, cho nên chi là cũng vậy. Thì khi mà cô học hỏi được thấm nhuần đó là thấy tất cả cái gì chung quy là một thôi. Thì mình chỉ là biết là bản thân mình là cái ta là mình tự trọng và mình phải sống theo cái gì mình học thôi, chứ còn ngoài ra không có ai giúp mình được, mà chính là mình phải giúp mình thôi. Cô kể lại từ hồi nhỏ cô sống ở thôn quê ở ngoài ở Quảng Ngãi, Quảng Nam. Thì cô sống từ sinh ra đó, rồi cô bao nhiêu tuổi cô mới đi Sài Gòn về Trung Nam, và tại sao cô phải rời Quảng Nam? Cô là trong gia đình có 6 người con, cô là con út, thì có 3 người chị và 2 ông anh. Năm rồi cô là người con thứ 6. Thì lớn lên thì trong cái hoàn cảnh là chiến tranh chống Pháp đó, thì là một ông anh thì đi tập kết ra Bắc, rồi 2 người chị thì có chồng cũng tập kết ra Bắc, rồi họ dọn ra họ ở riêng, thì cô ở nhà với ông già đó. Bà già thì con nít mà xe đâu làm đó mà đi chăn trâu. Cho nên chỉ là cúng kiến thì ông biểu là đi hái hoa, đi hái hoa đó,
về cấm trên những cái bàn thờ á. Yeah. Thì đi ra ngoài gặp hoa nào hái nấy. Rồi ông biểu là đi chỗ này đi gặp ông thầy này, hay là đi mời ông bác kia, hay là đi mời bà cô bà chú mà đi. Đâu phải là nói rằng ban ngày đi, đi ban đêm mà đi qua nghĩa trang này nghĩa trang kia, cái thấy ma đó. Cô, cái rồi cái cô thấy ma hả? Thấy ma. Rồi cái bạn bè mà chết á, cái rồi bây giờ họ hiện về, có biết không? À, cho nên chị hồi nhỏ đó thì là trong nhà tối là kể chuyện gì, đâu có chuyện gì kể ngồi đó chuyện ma. À, rồi như chẳng hạn như là người ta bị chết trẻ, hay là người ta bị những cái gì mà không có chết. Tốt á. Dạ, yeah, chết mà mình cho nghi nên hết. Yeah. Ở đấy Chết thì dĩ. là ông bà cha mẹ cứ nói chỉ ra là cái nguyên do, lúc nào họ cũng có một cái nguyên do nào. Nó tất nhiên là cái cause á. Mình thấy là cái cause và cái effect. Yeah. Nhưng mà hồi đó mình con nít mình chỉ là nghe thôi. Tại vì ông bà đó làm cái đó, thì ông bà kia làm cái kia, bây giờ con cháu họ rứa rứa thì họ nói, không phải là họ khiến cái sai. Yeah. Họ không có được chỉ trích, họ chỉ Yeah. nói là kể Nêu câu lên chuyện cái ông về. lý do thôi. Đó. Thì là con nít thì ngồi trong bàn ăn, hay là ngồi tối rồi sáng trăng trở chiếu rồi ngồi săn rồi nghe ma kêu á con, nghe ma. cho Wow. nên là rất là thanh tịnh. Rồi con biết là ngồi đó mà thấy mà cái bằng bay này là của cái bằng star suit á. Yeah. À, sao bang á. Yeah, yeah, yeah. Là bay nó là cái bằng ngày đi. Ngày đi là tất nhiên là cái đình này á, họ bang qua cái đình kia. Thì tất nhiên ngày mai đó là gia đình tắm rửa khen áo chỉnh tề tới cái đình đó van xin vái lại để lấy thuốc. Là họ đi làm cho thuốc, họ đi cứu cứu mấy người bệnh á. Thì những là khi mà tối mà những cái đêm linh thiêng như trời sáng trăng, hay là những cái thời kỳ mà mình cảm nghĩ rằng hot spot á, là họ về á, tất nhiên là các ngài về ngự những trên cây cao, trên núi, trên non, trên sông, trên biển á, thì để ý thì là khi mà ngài đi từ cái cây này qua cây kia là tới cái cây đó vái sinh là đem thuốc về uống là hết bệnh, hay là cái đình này tới cái miếu kia là tới cái miếu đó mình xin, rồi mình hái những cái lá đó về mình xét mình uống, hay là mình đắp trên trên thân thể của mình là hết, hay là đi tới một cái sông đó, hay là cái giếng đó mà ngài ngự đó thì mình tới mình xin mình múc nước đó mình uống. Cho nên chỉ là 50 tuổi mình đã có cái đó rồi. Rồi bên nội của cô á, là bà cô út là tất nhiên em ruột của ông già cô, là dâu của bà đó là sát, là tất nhiên là hầu cô cậu về cũng là cho thuốc thôi, ai có bệnh hoạn gì là đến đó là xin. Yeah. Thì ở trong nhà quê thì con biết rồi, bà già chạy đem cái này lên cho cô, thì tới đó là bà cô bà đón mình ngồi cổng, bà nói con kêu cô bằng o nghe, đừng có kêu bằng cô là mấy cô trên đó chứ không phải là cô, cho nên chỉ phải kêu bằng o. Ừ. Thì vô mình đứng đó mình coi, mình nghe người ta nói nào là bị mã mồ không tốt, nào là có người âm về phạt, nào là có này cái, cho nên chia rằng nó như thế là bây giờ mình kể lại là nghĩ như là một cái tuần kịch vậy, nhưng mà không phải, nó rõ ràng rất là cụ thể. À, cái rồi bà cô mà chị á, đó là bà em ruột của ông già, rồi bà chị ruột của ông già đó, thì là có một người con gái út thứ 8, là cái bàn tay của chị là tên chị Tóm Lại. Chị cho câu chuyện của chị thì dài dòng lắm, nhưng mà nói xong sơ là cổ không được lấy chồng, vì bữa hôm đó là cổ đi buôn bán rau hành á, ở nhà quê cắt rau hành đem ra ngoài chợ, còn ở Đà Nẵng bán. Thì trên đường về thì cái ông già mà ông ngồi cô bối dọc đường á con, yeah. Ông nói này cô ngồi đây, cô ngồi xuống, tôi nói cái này cho cô nghe. Thì cổ cũng chỉ có hình như 19-20 tuổi gì á, thì cổ cũng dùng vàng, cổ không muốn, ông kéo lượm, ông kéo gánh lượm, nó ngồi xuống. Cổ ngồi xuống kia, ông nói này cô không được lấy chồng nghe. Cho cô đó đã có chỗ cho cô sẵn rồi đó. Mà con biết là mỗi lần mà ai đã đến nói mà sắp cưới là không được, phải bỏ. À, cho nên chị rồi bà về thì chị cũng về chị nói lại với bà cô ruột của mình, rồi gia đình ai cũng bận rộn đâu có ý để ý. Nhưng mà đến chừng cuối cùng là bà cô của cô đó vô trong Sài Gòn lo cho người con gái sanh đẻ trong đó. Thì là cái chị Tóm này chỉ ở nhà có một mình. Thì trước khi mà bà cô của cô đi á, thì là cổ lô lây nói với ông già cô, nói rằng con Bãi là cô đó. Yeah. À, tối nói con Bãi nó xuống ngủ với con Tóm cho nó có bạn. Chứ không biết hồi đó là cái dùng của cô đó là mất an ninh cũng có, mà còn an ninh cũng có. Cho nên chị mấy ông lính quốc gia đó vô đó, cho nên chị lộn xộn lắm.
thì là phải là biểu là con bãi phải xuống ngủ đó, có với con tóm có việc gì nó la. Thì là tối ban đầu thì là cô xuống cô ngủ với chị Tám á, thì chị em nằm ngủ trong giường cũng không vấn đề gì. Tối hôm sau đó xuống thì bà nói rằng em về, thì tôi chạy về cái nói ông già, ông già nói rằng mi phải xuống ngủ với nó, rước là phải xuống. Cái đêm thứ ba đó là cái cặp mắt của cô chị đó, nó bực ra mà nó đỏ, cái rồi cái dữ lắm, hồi nó dữ rồi không được ở đây, về đi về. Rứa là đợi chạy về, cái rồi cái cô chạy về, cái ông già ông nghĩ là cô này đang có bồ, cho nên chi rằng không không cho cô ở, có thôi ông dặn luôn, ông không cho cô xuống nữa luôn. Ừ. Mà con biết thì xóm ngày thứ tư đó là cô cởi ốt, chỉ cởi ốt cởi quần cô đi trùng qua đường điềm. Thì là bà già cô đó mới ra Đà Nẵng đánh dây thép, rồi hồi đánh dây thép rồi đánh điện đó vô Sài Gòn biểu bà mẹ về. Thì về đó thì là đem cái xác của chị đó lên cái nhà bà cô ruột chứ út á, là có dâu mà lên xác đó chù cho cái đó mà con thái là con mưu mưu tiền, là vì đó là ông già của cô này đó là chết của một cái chết oan, mà chết oan là vì ổng nghèo, ổng mới đi nhờ cái thằng giữ trâu bên hàng xóm người khác đưa con trâu về làm việc ở nhà. Cái thằng nhỏ đói bụng, nhỏ mới đem trâu về kiếm đồ ăn, thì ông này ông mới la, ông nói mày mới thả con trâu ra ăn được bao nhiêu mày về, mày đem nó ra ăn nữa. Cái thằng nhỏ nhịn đói đưa con trâu ra ngoài ăn, cái con trâu nó ăn ở dưới cỏ đó, cái thằng nhỏ nó tụt xuống ở dưới nước nó chết. Mà cái oan ức đó mà về bắt ẩm, ổng tự dặn ổng chết, ổng cắt cổ ổng tự dặn ổng chết. Mà ổng biết là ổng chết rồi cái ổng xuống ngục, ổng ở trong ngục luôn, ổng không được ra. Thì cái năm đó, cái ngày, cái tháng đó không biết làm sao mà ổng ra được, ổng mới bắt cái cô con gái này đem xuống thế cái bên tai mặt của ổng á, thì để cho ổng mới lên được mà ổng bắt người khác. Mà con biết không, cả xóm thỏa hết tất cả công ăn việc làm cứ theo cái này, giống như là cái tuồng hát bội đó. Thì sao cuối cùng rồi người này người kia ủng hộ rồi mới làm cái bằng trai đàn chuẩn tế đó, mới giúp hết tất cả dớt hết cái vong đó lên. Vong nào chết bén, chết trôi, chết nước, chết như thế nào trong chiến tranh dớt hết lên. Là sát người đó hả cô? Dớt ma đó, Giấc dớt ma. dớt mấy cái người mà chết 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 om chết ức Dạ, đó, nhưng mà chết giấc giấc là như thế nào? vong Giấc giấc á, bằng vớt 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 dòng, tức như vớt dòng là là tự cái nhiên là cái hồn á hả? giấc cái hồn đó, Dạ dạ cũng như là cái cậu nhỏ mà của chết xuống ở dưới cái dạ sông cái ao nước đó là phải giấc cổ lên trước. Mấy cái người mà cơ bằng bị Pháp giết đó, rồi máy bay thỏa bom giết đó, phải giấc họ lên hết con mới thả, mới thả con chù cho mà cả tháng đó chứ đâu phải ít con. Thế sao mà làm tra đàn chuẩn tế 3 ngày 3 đêm xong rồi đó, thì chị đó chỉ mới bớt, chỉ bớt nhưng mà chừng cỡ là 70% thôi chứ không hết được 80 hết. trăm Thì phần trăm sao một có ông thầy bùa, ông thầy Pháp á, ông mới nói rằng tôi giúp cô được nhưng mà tôi phải đền mạng, vì tôi cũng lớn tuổi rồi, tôi có gia đình rồi, thì tôi giúp cô một cách rằng tôi đền mạng thế cho cô để cho cô có chồng có con chứ. Đó là Wow. ổng giúp cổ chôn cho, mà cái khi mà ổng giúp cổ mà đem vô trong trong nghĩa trang mà để đánh đập chứ mấy cái tà ma đó con. Ồ trời ơi, Mà cô chứng kiến được hồi hả? thời kỳ đó đó là cô nghĩ lại bây giờ đó là mấy cái đó phải làm thì đất nước mới yên được. À, thì sau khi ổng chết, ổng làm xong cổ bớt ổng chết, hiện giờ cô ở Mỹ nè mà tìm không ra, không biết cách nào tìm cô ấy ở Mỹ đây, có chồng về Mỹ đây, Cái này là cô ruột của cô phải không? là con gái cô ruột của cô đó. Cô tóm lại đó là chị, cô kêu cổ là chị á, là má của cổ, là em à, chị ruột của ba cô, Mà cái người là mẹ người trong là gia đình đó chứ không phải là người hàng xóm láng giềng, trong gia đình cô đó. cái người mẹ mới là bị cái tình trạng này phải không cô? Hay là Người con gái út con gái Úc là là tất cái người nhiên mà là qua có đây rồi đó. hả, Cái người là qua đây rồi đó là mới người là qua cái đây rồi người đó. mẹ. À, qua đây là lâu lắm rồi mà không biết ở đâu, bây giờ ở đâu sống chết như thế nào không biết. Bia là 100% rồi hả cô? Chiều cho cái thời kỳ đó cô mới nhỏ thôi, cô 5 10 tuổi thôi, nhưng mà những cái mà nó gọi là evidence,
Nó rõ ràng, nó rất là cụ thể. Từ trong gia đình mình chạy, mình đi đây miếng trầu, rót miếng rượu, hay là xách miếng nước, hay là đây miếng cơm, chù cho những cái khi mà giữa giữa âm và dương đó, giữa người trần và người người cái bằng physical và non physical. Hai cái này á là nó không khác gì mình chứ con, không khác gì mình ra tòa, mình hầu tòa hàng ngày chứ đó. Thì sau khi con biết là như một cái thí dụ thôi, như là hàng xóm láng giềng đó, thì người ta thường thường ta cúng là người ta làm một cái cây trụ, cái người ta có một cái bàn, cái người ta để một cái lông sữa bò gạo cát á, lên cái tối tối người ta tụng, người ta thắp nhang lên đây đó. Còn ông già cô đó là phở là xây, xây cái bằng xây một cái miếu cho thổ thần. Biết là thổ thần đó là ổng linh lắm. Ôi trời trời, nói về ổng là kể cả ngày không hết việc của ổng. Rồi một bên á là một cái miếu của bà tiên cô. Hồi đó bà mới là tổ cô thôi, mà sau này cách đây 10 năm bà lên tiên cô rồi, cho nên bây giờ nói đến bà là phải nói là tiên cô. Đó là hai miếu, là gọi là miếu ông và miếu bà, vẫn còn, bây giờ vẫn còn tại nhà cô đấy. Không biết. Rồi đó là ở trong đó là thờ cái bằng nhiều lắm, nhiều nhiều lắm. Mà ông già của cô là mấy cái đó ổng truyền lại cho cô hết. Cho nên tất cả những cái gì mà ông già cô làm cái đó mà cô học hỏi được ổng đó, là bây giờ nó nhập vô hết cho cô. Cô gánh hết, cô lo hết. Cho nên chị cô rất là interest, rất thích về cái cúng quải, cái thờ tự, cái tu hành, cái đạo đức, cái gì cái gì cái gì, nó đi theo một lập từ hồi bé đến giờ, không cách nào qua khỏi cái đó. Cô, cái lúc mà con nghiên cứu về đời của cô đó, và lúc từ từ hồi con còn tuổi trẻ con coi phim của cô, con cứ ngồi cứ nghĩ á, cái người này là một người có văn hóa, người Mỹ rất là nặng nề, họ sống bên này, cô sống bên này, rồi cô biến hóa, rồi kể cả lúc mà con đang nghiên cứu về đời của cô cách đây mấy ngày nay, con cứ nghĩ là ngồi xuống với cô là sẽ bàn về văn hóa của Mỹ, và sau 7 năm 70 cô trở thành một người Mỹ như thế nào, đời sống. Tại vì con nhớ là cái lúc mà trong cái phim cô đi shopping, rồi cô thấy cái supermarket, thì cái ấn tượng của con á là ok, bàn về văn hóa Mỹ, cô là một người Việt Nam bàn, nhưng mà con không ngờ đó là một cái kho tàng về những cái truyền thống của lúc mà cô còn nhỏ sống với ba của cô, nó nặng nề như vậy. Mà nó vì như vậy chắc có lẽ là cô mới phải viết sách, và cái tên của cái cuốn sách của cô Heaven and Earth, và những cái đó nó đi theo một cái tuần tự từ hồi còn bé, rồi nó từ từ tới ngày nay cô lớn tuổi, cô vẫn còn giữ cái truyền thống của hồi xưa. Cái đó là không ra khỏi được đó con. Con không ra khỏi được. Như là nhà thờ, nhà tự mổ mà con biết là năm 1992 mà cô đã dời được 36 nấm mộ từ những người trong tộc của mình mà bị chết trôi, chết bén, chết nơi nơi nào nào, Bắc Nam, Trung gì không biết. Hay là chỗ nào mà kêu bằng cho về cho thấy là cô bỏ tiền ra, cô mời họ về hết. Tại vì là đó là trong một cái dòng tộc của mình mà chẳng qua là bom đạn, bom rơi đạn nổ họ chết, mà họ về họ kêu là mình phải đáp ứng ngay. Ông anh của cô hy sinh ở trên núi á, mà cô đưa một đoàn quay phim bên này về mà để lái được remain của ẩm. Đó. Cho nên chị nói rằng nhiều cái nói mà về mà cái mà linh thiêng quyền bí ở trong cái đất của cô á, hiện bây giờ đây chứ không phải là xa gì. Vô cùng lại không biết thì cả một cái làng cái xóm đó nhà cửa tiêu tan hết, cháy hết, trước thì Pháp đốt, sau này Mỹ đốt, nhưng mà nhà của cô không hề bị cháy, chứ còn cái nền vẫn còn, và kiếp sai lệ tạo dựng đến giờ này cũng vẫn đứng. Mẹ cô do cái chỗ đất đó là như vậy, mẹ cô mới lấy ông già cô là năm 1925. Thì có một người con gái đầu tiên là 1927. Đó thì là bà già ở chung với bà nội, mà nàng dâu với mẹ chồng thì có khi nào mà ở mà nghèo nàn ở, không biết là nhà miếng tranh vách lá không biết không. Bữa hôm đó hai mẹ con gây lộn sao không biết. Cái bà già bà mới tức, bà mới quơ ba cái vẻ rách vẻ rúng gì, bà bỏ vô trong một cái thúng á.
Người ta thì ấp ẩm trong nách của bà chị thứ hai mới có ra thoáng thôi, là chức nhân đã chừng 1-2 tháng gì đó. Đào với đội thì đóng giả rách đó, đi không biết đi đâu. Cho nên chỉ đi qua cái vùng này là cái vùng đất cát, là tất nhiên đất biển, đất bồi, một cát vô đó, đâu có trồng gì được, đế rồi không có trồng gì được. Thì ông bác ruột á, là ông bác thứ hai á, ông mới có gia đình, ông cũng dọn riêng ra, ông chai cái chòi, ông ở trên cái đống cát đó. Cái thì bà già mới đi thẳng tới ổng, mới nói anh Hương, anh cho tôi ở nhờ về đêm cho tôi mới đây gây lộn với bà già, giờ tôi không về nữa. Cái ông bác á, ổng mới thanh niên mà, ông mới cũng là cưới vợ ra, ông muốn có privacy của ông chứ. Ông mới chấm cái cài, cô cũng chỉ ông nói thêm thêm ngó đất kìa, đất mênh mông ra so mắt gì thêm ở với tôi à. Có tự ái bà già, bà mới nói ờ thôi anh giữ nhỏ đi. Cái bà bỏ bà chị thứ hai nó vô trong cái thúng đó, ngồi đó với ông anh chồng, còn bà đi qua ba cái cây này cây kia về bà chai cái chòi, bà chai cái chòi xác ở đó cũng cũng xoa xoa chút. Cái đó ông dò qua 3 lần năn nỉ bà về, bà không về, bà nói ông về đất rồi, giờ nhà của tôi rồi, tôi ở đây. Thì mỗi khi mà ông dò qua rất là đem ít cây tre, bấn ít cây tre trong làng của ổng đó, làng của ổng đất thiệt cho nên chỉ là có cây tre, cái ổng nhổ tre bên đó ổng trồng, ổng khoanh một đất lớn lắm, rất là lớn, từ trong chí ngồi từ trên chí dưới, cái rồi cái từ cái chồi đó mà dựng lên dựng lên dựng lên. Cái một ngày đó cô mới còn bé tuổi chừng 5-7 tuổi thôi, không có một cái ông già, ông mới đi mà ông biết là mấy ông già nhà quê mà sai sai đó, đi chấm cây dù đi té lên té xuống á, ông đi ngon qua ông ngó trực lên ông thấy cái nhà của ông già của cô một cái chòi thôi chứ cũng chưa có cái nhà nữa. Thế ông đứng ông dòm dòm, mấy ông già ông ở trong nhà ông đang chạy trẻ tre đó, làm tre mà để mà đong rổ đong thúng luôn. Ông chạy ra ông hỏi chứ ông tìm ai, ông già ông trả lời ông nói ơ sai cái nhà này nhà có ế à, ông già ông nhà của tôi có ren không, nuôi tiếng quẩn nôm á. Ông già ông nhìn ông nói xù ơ chỉ ông trổ cái ngõ này ấy, ông già nó tôi trổ cho anh chỉ, ông xù cái nhà này không bao giờ thiếu ăn ông hư. Ông già ông nói ủa sao ông biết, ông nói ông cua cái nhà bên cạnh, nhà ông cạnh nhà ông bóp đó, cái nhà mà bà già muốn ở đó. Ông nói ông cua cái nhà đó không bao giờ đủ ăn ông hư, còn cái nhà này là không bao giờ thiếu ăn ông hư. Ông già ông cứ đứng ông cứ thét mép, cái gì mà đủ ăn thiếu ăn. Ông nói cái nhà này á, nhà của ông già đó là anh ngó này, cái thung lũng cái váo liền như vậy, nước nó chảy từ đây nguồn nó chảy xuống, mà ông xây cái cửa rộng trổ cái ngõ ra vậy là bao nhiêu của tiền ông hứng động đâu hết. Còn cái nhà cái ông bên kia ông là đi theo cái dòng nước, là tất nhiên theo cái ngõ ông đó lẹ à, thì cái nhà bên kia ông nói cái nhà bên kia như vậy nó đi theo dòng nước nó trôi hết không còn cái gì hết. Mà con biết không, đến giờ phút này là cô 72 tuổi, nhà đó tiêu toan không không còn một miếng đất. Con cháu 7 người con, nhà cô 6 người con, nhà ông 7 người con, không còn ai hết, đất đứng nắp nhà cửa gì tiêu toan hết, đình chùa miếu mốt gì đập hết. Mà nhà của cô thì còn vẫn trụ 3 cái miếu, một cái nhà thờ tổ chót còn nguyên vẹn từ hồi nào đến giờ, đó là từ năm 1927, gần 100 năm mà vẫn còn đó. Con biết là năm sau 75 đó họ vô họ đập, trước nhất là họ đập cái nhà ông bác bên cạnh, đập miếu, đập mấy cái miếu á. Thì là bà già bà ngồi trong nhà vậy là bà thấy chà, bà nói một mình bà nói sao bây giờ bữa nay họ tới họ đập hết mấy cái miếu thì thôi để ra thắp nhon. Cái rồi bà ra bà thắp 3 cây nhon mỗi cái miếu, rồi bà lại bà giá bà nói thôi tôi bưng cái nồi nhon ông trong cái miếu á, tôi để ở trên cái đây, rồi họ đập xong rồi tôi kiếm chỗ tôi thờ ông. Thì bà làm bà nói nữa, rồi bà qua bên thờ bà, bà nói họ tới họ đập nhà của bà thì tôi mời bà ra, rồi hồi họ đập xong tôi kiếm chỗ tôi thờ bà. Thì bà nói tự nữa, cái bà nói xong rồi cái bà vô trong nhà bà ngồi bà chờ. Thì hai cái ông kia ông đập cái miếu của nhà ông bác bên kia đường, ông qua cái nhà bà dò cô thì ông mới vừa bước vô cái ngõ cũng dòm cái đồng hồ, ông nói ôi giờ trưa rồi thôi về ăn cái rồi trở lại. Ông đi luôn cho đến bây giờ, con có tưởng tượng không?
nó linh lắm con nè. Đến giờ phút này đây này mới nói chuyện với anh ruột bữa hôm qua, bà chị ruột là bà chị thứ hai của cô đó, bà mới mất, bà mất ngày 30 tháng 12 vừa rồi đó, thì từng vừa rồi 3-4 ngày đi đây là làm 49 ngày á. Yeah. ông mới kể là bà còn mấy ký gạo, mà trước khi bà đi ra con gái bà chữa bệnh bà nằm ở ngoài nó là bà không về, cho nên chỉ còn mấy ký gạo bà chụp nó vô nó tìm. Ông mới nói còn mấy cái gạo với lại mấy cái áo cái quần bà gói vô bà để nguyên ở trong đó, bây giờ giái bà mà để đốt đi, với lại đưa mấy ký gạo về cho con gái của bà ăn áo cho cháu, mà bà không cho. Sao anh biết bà không cho? Bà nói thì giái xin kêu bà không cho, mà đâu có dám làm, bà không cho con. Bà ở cái nhà đó đó, bà đó đó, cái bà mà bà dò bỏng bồng qua mà bỏ trong cái thúng đó. Dạ dạ. Mà bà sống đến cái nhà đó cho đến cái ngày giờ mà cuối năm ngoái bà mới mất. Là mất cái Việt Nam. Mất cái Việt Nam, mất Nga lại ở đó rồi đấy. Là wow. Linh là bà mới mất. Con biết không, bà ở bà lớn tuổi rồi, bà đi hàng xóm, bà ngồi lê đê mắt á. Thì bà có một cái nhà bên cạnh đó, bà qua bà ngồi bà làm giúp họ, người ta có cái má xay lúa đó. Yeah. Rồi bà dòm gạo, bà làm giúp dùm cho họ. Khi mà bà mất rồi đó, bà về bà cũng ngồi, bà tới cái nhà đó, với bà chủ nhà đang ngủ vậy, bà lên cái giường đó, bà ngồi. Cái bà đó bà sợn quá, bà đứng ra 2 giờ sáng bà ra ngoài đường bà kêu. Bà hứa, tôi sợ quá, bà đừng có về. Đó, là mới đây đó, là mới đây, cách mấy tuần đi. Ôi, cho nên chứ mà nói đến cái khuôn đất của nhà cô thì nói thiệt chứ con, chứ cô phải con về đó rồi, cô nhập vô cho con thấy. Cô có xác. Cô về đó con không được mang đồ đỏ. Dạ. Cô, cái văn hóa của người Mỹ là không hề có mấy, có những cái câu chuyện này. Cô về, cô tới bên Mỹ cái thời thập niên 70 mấy đó, thì cô có cảm thấy là cái sự cách biệt, cái sự mà khác biệt của người Mỹ và của người Việt Nam, mà những cái làng của cô sống nó khác cái văn hóa trong cái vấn đề linh thiêng đó. Cô có cảm thấy là cô sống ở bên Mỹ, cô có feeling là có những cái ma hay là những cái linh thiêng xảy ra trong đất ở Mỹ không? Hay là cô cảm thấy là vì cái văn hóa họ không có thì nó không ảnh hưởng tới cái đời sau? Cái nó còn đang hỏi con của cô, nó kể cho con nghe. Tại vì rằng là ông chồng của cô mất, ông mới mua cái nhà ở Santee á, thì mẹ con vợ chồng cô ở đó được mấy tháng thì ông mất. Đó thì khi mà cô gặp ông chồng thứ hai đó, thì ông về đó ông ở với cô. Vậy là ông chồng thứ nhất về không chịu, nguyện về luôn, cô không gặp, mà ông chồng thứ hai cô gặp. Mà ông gặp đó không phải là ông nói không con nghe. Khi mà ông ở ngoài bếp á, ông đi làm về là ông làm cho civil service, là ông làm từ 2 giờ chiều cho đến 11 giờ khuya. Thì 11 giờ đây ông về thì cô ngủ rồi, thì ông ăn uống gì đó xong rồi là ông vô. Mà ông biết không, ông vô một cái là cái tóc của ông nó dựng lên, một cái con người của ông nó trắng mà nó làm như là người mất hồn vậy đó. Cái cô mới sắp bị câu hỏi what's wrong ông biết không, xích ông, cái ông mới tỉnh lại. Ông nói Ed, I just saw Ed. Ed là ông chăm của chị in a hallway. He don't let me come in the room. Đó là cái nhà ở Santee đó, nhà ở đường Dempster Street ở Santee đó. Bây giờ cái nhà đó vẫn còn. Rồi đó, một bữa hôm đó, thằng con đầu của cô là Jimmy với cô rồi ngồi trong kitchen á, cũng là chừng cỡ 3-4 giờ chiều, thì đang nấu cơm mà mẹ con ngồi tắm dốc. Không biết không, mở cô mới giơ cái tay lên mở cái kép lên, lấy cái chén cái bát gì trong đó. Không biết không, từ một cái lần sóng á, làm ánh nắng nó cái ánh đèn gọi là light từ ở trong nó bay ra. Ồ, cô thấy mẹ con nhìn với nhau đó rồi, nhưng biết là đó là những cái hồn hậu đi, nhưng mình đâu có biết ai. Cho nên chỉ đối với cô thì không cách nào mà cô không tin được. Yeah. Tại vì cái foundation cô lớn lên nó quá dài đi, nó quá rõ ràng, nó quá cụ thể. Cô chứng kiến bị nói cái gì đó là bị phạt, từ ông táo cho đến ông dôi, cho đến những cái cây đa bóng mát, cho những cái bên đồ. Con gái đó là ba má của cô đó là dạng rất là kỹ càng,
không được làm những cái đó, không được làm những cái kia, cái lý do nào họ nói rõ ràng. Cho nên chị á rằng cô hiểu mấy cái đó, đi ra ban đêm mà hái cái cây gì là phải xin phép, hái cái trái gì là phải kêu họ dạy, từ trái ớt cho đến trái chanh. Nhà cửa là con gái là không phải được đi ngang trên cửa mà phải đi bên hông. Tất cả cái này cô có kể sơ hết trong hai cuốn sách của cô, nhưng mà kể làm sao cho hết. Khi mà qua bên Mỹ này á, nó làm như là bị đứt đi, cắt đứt đi, nó không có connect được mấy cái đó. Nó sau khi mà cô có nhà rồi đó, cô cũng không được quyền thờ cúng nữa ông già, ông chồng của cô, tại vì ông nó là danger, hương đèn thấp trong nhà có con nít không có đấy. Nhưng mà sau khi ông chết rồi á thì cô phải đi tu qua bên Mỹ, bên Mexico á, cô thỉnh ông Phật về rồi cô mới có bàn Phật, rồi cô mới thờ ổng, rồi cô mới có bàn thờ được, chứ trước đó cô không có. Mà khi mà cô không có một cái bàn thờ trong nhà đó là cô làm như là cắt đứt một cái liên hệ giữa cô và Việt Nam. Việt Nam và bề trên, nó không có cái connection. Thì sau khi mà đó rồi con biết không, mà khi mà cô thờ cô cúng thì gặp rất nhiều khó khăn. Con cái của cô đó đem bạn về không được, họ không thích mấy cái đó, họ sợ không biết không. Cô bạn bè rồi đến chơi hoặc là đem mấy đứa nhỏ về chơi, nó biểu là dẹp mấy cái đó đi, nó không thích. Mà trong khi mình coi cái đó là quý, nhưng mà họ thấy cái đó kỳ quá. Sau khi mà cô con nó lớn lằn lên rồi, cô dọn xuống ở Claremont à. Cô thờ lớn, cô hồi đó là cô có chùa, biết chùa biết Phật rồi đó, thì cô tụng kinh hàng đêm rồi khổ mổ cúng. Mà con biết đến chừng cái bộ giò con gà đó cô còn xem được nữa, con biết xem giò gà không? Dạ không, con chưa bao giờ nghe cái đó làm sao không? À, tất nhiên đó là con gà trống ở con cúng đầu năm hoặc cuối năm, thì trong cái bộ giò đó đó là có năm ngón, thì một năm ngón này nó chỉ như thế nào, nó chỉ như sao trong cái bộ lòng gà này, bộ cái bàn tay của con gà này đó, thì mình theo cái đó mà mình làm. Họ chỉ trích hay là họ khuyến khích hay họ lại có cái message gì họ cho mình biết là trong cái hai bàn chân con gà này. Thì mỗi lần mà cô mua gà đó là phải có đó, phải có chân, phải có đầu, phải có ấy. Ôi cha con cô nó mắc cỡ con ơi, nó tìm mỗi nó thì nó đi nhà thờ, nó đi nhà thờ nó rửa tội, nó về nó nấu tang là chúa không. Mà còn mình thì ở nhà thì nào là đầu gà chân gà, nào là bánh tét bánh chân, nào là cúng tiền dùng bạc hương đèn khổ mỏ tụng kinh, nó hai cái này nó chối một cách là gọi là bằng, trời ơi nó như là âm dương vậy đó. Mà con biết không, cho nên trên đời này á, nhiều cái bài mà bây giờ mình nhìn lại là mấy cái bài đó là học những cái bài rất là đích đáng để cho mình học, mình kinh nghiệm, mình trải qua và mình thấu hiểu được cũng một ông trời tại sao ông chia ra nhiều phái, nhiều tông, nhiều đạo, nhiều lý thuyết quá, làm người confused. Không hiểu không? Cho nên chia rằng trong gia đình của cô là cô gọi là cái bằng Hollywood. Hả? Trong cái nhà của mình chỉ là làm yên ổn, mình muốn vậy mà tàn là cái gì ở đâu nó ập tới. Nhưng mà mình phải đứng cho vững, còn cái đó là cái kéo mà gọi là demanding, là phải cho vững. Dầu ai nói ngã nói nghiêng, chứ lòng ta vẫn giữ như thiềm ba chân. Dù ai nói đông nói tai, chứ lòng ta vẫn giữ như cây trong rừng. Khi mà mình đã tin một cái gì rồi á là mình tin. Đừng có bữa nay tin cái này rồi ngày mai tin cái kia, không được. Phải là mình, tâm của mình như vậy là mình phải theo như vậy thì mình mới sống được. Cô ơi, Được cái lương lai. cái lúc mà cô rời từ cái làng của cô xuống ở miền Nam á, là cái lý do gì vậy cô? Hồi đó là cô mới có 14 tuổi thôi. 14 tuổi là 1964. Mà trong khi làng của cô đó là đã giải phóng là năm 62 rồi. À, cái tiếng giải phóng không biết là con có biết không? Dạ Là tất biết. nhiên là Việt Cộng đã về nằm vùng hết rồi. Ở là hồi đó là Mỹ, mà Mỹ đến mà chưa có đổ quân mà kêu bằng đi làm cố vấn á. Thì Là trong cô khi đã là nắm những cái khu đó rồi. đóng nắm được khu đó rồi, thì là khi mà ban ngày á, thì là mấy ông Mỹ ông đi theo lính quốc gia đó lên đóng quân đó trú đó, mà tối mấy ông đi thì ban đêm thì Việt Cộng về.
mà hồi đó cô đâu có kêu cái tiếng Việt cộng, cô biết Việt cộng là ai đâu, chỉ là biết mấy ông giải phóng thôi. À, cho nên chia rồi sau đó thì gia đình cô gặp những cái kế mà gọi là không có tốt đó, là bên này bên kia đó, sống trong vùng sôi đạo thì bên ngoại của cô đó là đi lính quốc gia hết, toàn là thiếu tá, đại tá, trung quý, đại quý gì tùm lum, còn bên nội thì đi tập cái hết theo cách mạng hết. Ừ. Ở trong gia đình của cô đó là bà chị thứ ba đó thì có chồng đi tập kết ra Bắc, mà ông lấy chồng, ông chồng sau thì là ông là lính lính mà cảnh sát mà xuất cảnh đặc biệt á, gọi là security á. Cho nên chị rồi trong gia đình không đó là cũng có nhiều cái áp lực, là bên này không tin bên kia không tin bên nọ, cho nên chị gia đình cô dàn xếp là những cái xử tử rồi tù tội rồi nhiều cái không có may để đến với cô. Cho nên chi rồi cuối cùng thì cô phải cái bằng bỏ xứ ra đi á, là phải xin phép bên quốc gia rồi phải xin phép bên Việt Cộng rồi bà già phải đi, tại vì bà mẹ cô là cũng phải chịu một cái ách, gọi là cái ách là tất nhiên là cái nạn á, là bên Việt Cộng thì nghĩ là gia đình cô làm gián điệp, tại vì sống trong cái vùng mà người con rể là Bên kia. cảnh sát. À, rồi bên ngoại của cô đó là bốn người con trai toàn là đi bên quốc gia hết, còn bên nội thì toàn là đi bên ra Bắc hết. Cho nên là bên này không tin bên kia thì gia đình cô bị những cái nạn mà không có hai đó giữa đó, rồi cô má cô với cô rồi sau khi thì năm 64 là phải bỏ làng đi, mục đích đó là đi cho đến khi nào mà hết chiến tranh mới về. À, thì biết là bao nhiêu cho hết thì mình cứ nghĩ là 1-2 năm thôi chứ mình đâu có biết là lâu. Thì hồi đó 14 tuổi thì bà già chỉ đâu là đi vậy thôi. Nhưng mà trời ơi kế mà từ ở rời làng mà vô trong thành phố Sài Gòn hồi đó không khác gì là mình bứng một cái cây mà nó đang mọc rễ, nó đang đâm chồi, nó đang nở lá, mà mình bứng nó đi rồi mình đưa nó vô một cái nơi mà nó không có đất mà để thở, nó không có một cái không khí mà để mà trong lành mà để cho mà mình enjoy, con hiểu không? Nó khác lắm con ạ, nó khác. Cái người mà chưa có từng sống ở trong thôn quê họ không hiểu cái peacefulness. Mình sống cũng như cô kể đó, trên thiên dưới địa. Mình sống dưới ban ngày thì cái xác, nhưng mà ban đêm thì là mình sống dưới hồn. Là tất nhiên đó là cô nặng, rất là nặng về tâm linh, là vì mình thấy những cái đó. Mình sống dưới bề trên với mình là một. Bây giờ mình vô trong thành phố không bàn thờ, không ngăn nắp, không gì, nó ồn ào, nó náo nhiệt, nó cái energy ở trong thành phố nó làm con người của mình điên đảo, còn cái không khí trong lành ở miền quê nó làm con người của mình nó peaceful, nó calm đó. Cho nên hai cái này nó chối với nhau. Ôi sao cô trốn cô về, cô tìm đường cô đi bộ về, cô tìm cô làm đâu có ra được, cô làm như nhốt mình trong chuồng không biết đường nào, nó rối rắm. Mà cô sống trong cộng đồng người Quảng Nam vô làm việc ở trong đó đó chứ không phải là ấy, nhưng mà cũng là đi tìm người ở, mình ở đợ thôi chứ mình đâu có nghề nghiệp gì, mình đâu có chữ nghĩa gì, thì chỉ là có cách đi ở đợ cho mấy nhà giàu. Lúc mà cô 14 tuổi là cô chưa cũng có không có đi học, và tới 14 tuổi lúc mà cô ở làng ở quê cô không có đi học hả cô? Cô đi học mà học bình dân á, con biết học bình dân là cái gì không? Tất nhiên là Dạ đi không. thả trâu buổi sáng, đi thả trâu buổi sáng về cái nấu cơm nấu nước rồi cái ông bà già ở ngoài đồng về ăn, thì mình đi học ban trưa đó, mà đâu phải tới trường được con. Đi học mấy cái nhà mà mấy cái người mà người ta đã học lớp 3, lớp cao đâu đó, người ta về người ta hay dạy lại mình, thì chừng có 2-3 em rồi học cũng giúp vậy chứ đâu có tiền gạo gì. À, rồi chứ còn đi mình nếu như mình đi vô trường học thì phải đóng tiền tiền học, mà cũng có đi thời gian, nhưng mà vô mấy trong nó mấy cái chú thanh niên lớn tuổi hơn mình nó phá quá đi, cho nên chi rồi cô cũng bỏ. Dạ không có học Rồi nữa. chiến tranh vô rồi cô cũng không có đi học hành gì, sự thật ra là không học hành, nhưng mà trời thương cái là cô học đâu cô nhớ đó, tất cả những bài học thuộc lòng lúc đó là bây giờ cô cũng nhớ đến bây giờ. Bây giờ con cứ nghĩ như vậy nè, học như hồi đó dạy những cái bài thuộc lòng đó, học đi cho biết con ơi, biết đây biết đó biết người biết ta, học cho biết nước biết nhà, đây là bờ cõi đó là non sông, học
lấy ghi lòng ta là con cháu lạc hầm tinh hoa. Việt Nam là tổ quốc ta, 4.000 năm sử chứa nhiều vinh quang. Học không phải để cầu vương cầu tước, học không mong để được làm ông. Học là cốt để cho thông, phòng sáo ra giúp giống dòng rồng tiên. Thì những cái bài học đó nó in đậm trong cái lòng của cô. Cho nên chi rằng cô có đi đâu đến bây giờ 50 năm, 70 năm cô cũng nhớ như vậy. Rồi cô lúc mà cô 14 tuổi cô đi ở đó cho gia đình những người trong Sài Gòn. Rồi cô có được học thêm hay là cô đọc sách hay là cô có cái trau dồi kiến thức thêm không cô? Có cho con, cô ban ngày thì cô làm việc vất vả lắm, nhưng mà ban đêm lại là cô đọc những cái tờ báo trong Sài Gòn đó. Mà cô thì cô về văn, cô thích cải lương, rồi cái cô practice, rồi cô học về những cái ấy, chứ còn cô không thích về chính trị, mà về văn hóa đồ thì cô thích. Sau khi mà đó, trong chỉ là trong thời gian rất ngắn, chỉ có năm mấy hai năm, cái cô mang bầu. 16 tuổi là cô đã mang bầu với ông chủ rồi. Thế thì là cô phải quay về Đà Nẵng để sanh thằng bé con. Năm 66 là cô mới có 16 tuổi chứ mấy. Mấy nhưng cho mà tại nên sao cô phải về Đà Nẵng? Chứ cô ở Sài Gòn ở đâu bây giờ? Mình đi Nhạc ăn ở đợi cho người ta. Bây giờ mình vào. Có bầu với bà già, mà bà già cũng ở đó luôn đó. Hai mẹ con để giữ cô mà té ra như vậy đó, con thấy không? Thì cho nên chi rồi cô về Đà Nẵng 16 tuổi mà đâu có về quê được, ông già đâu có chấp nhận. Rồi cô phải gọi là homeless á. Rồi ở đậu chỗ này chỗ kia mấy cái hiên người ta đó, mình ở mình sang trời ơi cô không có nhà về. Lúc đó cô có bầu rồi cô phải về Đà Nẵng homeless. Bởi vậy cho nên chi đời như vậy đó. Nhưng mà cô không than không trách, là vì nếu như mà hiểu nhìn lại con nè, là mình không phải nạn nhân, mà chính là những cái người mà đưa đến cho mình họ mới nạn nhân. Mình phải nhìn theo kiểu nhà Phật như vậy, là vì mình mang cái nợ, mình có những cái nghiệp đó mà mình phải trả. Chỉ là không biết như thế nào mà mình trả cái gì nó cũng ngắn 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 ngắn, chứ không phải trả suốt một kiếp một đời. Cho nên chỉ là nhìn trở lại tất cả những cái gì cô làm nên hư xấu tốt gì đó là cũng là do thiên định, và mình phải nói rằng đó là một cái duyên mà đưa đến. Như chẳng hạn như ông chủ của mình, ông cho mình một thằng con hồi đó là vô cùng là khổ sở, con biết không? Chờ ơ mong tiếng chịu lời, gia đình bị nhiều tê tiếng lắm và nhục nhã gia phong. Ôi trời, cho đủ thứ trên đời con uất mà. Hai mẹ con mà mẹ đi dễ dữ mà té rồi cũng như vậy. Nhưng mà bây giờ đó, khi mà cuối cùng lại đó, là cái ngày mà mẹ cô chết 2006 á, là cái ông đó là một người rể duy nhất trong gia đình đi sau lưng cái quan tài của mẹ cô. Cô thấy không? Hai cái đứa con của ổng mà vượt biên qua bên này á, ở với cô mà hồi nãy cô kể đó. Bây giờ mỗi đứa có vợ, có con, hai đứa kêu cô bằng nội. Cái đó là một cái hạnh phúc để cho cái cuối đời của mình hưởng. Con biết là khi mà bà già cô, trong thời gian mà cô về mà cô tìm bà già cô năm 1986 á, là ông đó là một người cầu nối giữa Sài Gòn và Đà Nẵng để đưa cô đi tìm, và ông tận tới nhà tìm nhà được nhà cô mà để cho cô biết là mẹ cô còn sống. Thì tất cả những cái giờ phút mà đến giờ này đó, là ông mất rồi, ông mới mất cách đây 5 năm, nhưng mà hai đứa con của ông ở San Diego này, cô kêu bằng dì, là dì, tất nhiên là dì ghẻ đó, con của mấy đứa nó thì kêu cô bằng nội. Thì như vậy là đã ấm lòng rồi. Mà moving nhất á, là khi mà mẹ cô mất á, là ổng là để tang, và chỉ có một người rể đi sau lưng quan tài của bà thôi. Mà trong cái thời gian mà đen tối như vậy á, thì cô chịu, gia đình cô chịu mang tiếng nhiều lời lắm. Nhưng mà cái khi mà ổng mang cái bộ đồ tang đội để khen tang cho mẹ cô, mà đi sau lưng quan tài của mẹ cô, là làm như là một cái luồng mưa mà mấy mươi năm mà
tan hết. Cái đó là chỉ là có những cái gì mình đã làm và mình sẽ làm, hay là mình thấy hay mình chưa thấy, thì nó từ từ nó mở ra những cái khoảng cách đó cho mình thấy. Rồi thằng con lớn của cô là thằng lớn nhất rồi, bây giờ nó sống ở Thụy Sĩ, nó có vợ rồi, có đứa con làm ăn cũng khá giả, đầy đủ, cũng mừng cho nó. Cho nên chi rằng đó, bây giờ có được đứa con, đứa cháu nội đích tôn đó, 23 tuổi đó, thì đâu nó cũng vào đó hết. Cho nên chi là Việt Nam mình có câu nói là thức đêm mới biết đêm dài, đi ra ngoài sông mới biết là sông cạn hay sông sao. Cho nên chi mình đừng có adjust, đừng có adjust người ta, mà phải thông cảm và tự hỏi mình có được như vậy hay không. Nếu như chưa được như vậy là mình nên sửa đổi làm thế nào cho sống cho nó được những cái kế, là đừng adjust, đừng có mâu thuẫn, đừng có ganh tị, đừng có thù hèn, đừng có đua chen. Cái định mệnh con người nó đã như vậy rồi. Con người cái áo quần mình mua cũng có cái số, cái đôi giày đôi dép mình mua cũng cái số. Thì như vậy là con người phải có cái số, số ngắn số dài tùy theo cái nghiệp, cái ngắn cái dài, cái xấu cái tốt là do cái nghiệp của mình tạo ra, chứ chả có ai tạo cho mình đâu. Cho nên chư đạo Phật cứ nói rằng đó là mình tự cứu mình. Tất nhiên là mình muốn cho thoải mái, mình muốn cho hạnh phúc, mình muốn cho đầy đủ cơm no áo ấm, thì mình phải thương người, mình phải sống cho có đạo đức, mình phải sống cho có đầu có đuôi, có trên có dưới. Chứ đừng thấy một cái gì đó cái ai vua vô chửi bới với nhau, rồi đấm đánh với nhau, rồi chê bai hai tuổi ngồi đó, tất cả những cái gì cô nói là sự thật hết. Thì cho nên chỉ là mình phải hiểu rằng những cái lý do nào mà mình đã làm như thế hay là xảy ra như vậy, thì mình phải là cảm ơn mấy cái người đó, họ là những cái người thầy của mình, giúp mình. Như ông không có cho cô đứa con, cô có thể là có chồng người Việt Nam rồi, sống ở Việt Nam mà có 5 7 đứa con, cô đâu có cách nào cô qua bên này. Thế nhưng mà vì con gái hồi nó có 16 tuổi mà đã có con thì làm sao cô có chồng được nữa, thì chỉ ngồi ra là đi lấy Mỹ thôi. Mà đi lấy Mỹ qua bên đó hồi đó là cũng là nhục nhã lắm chứ đâu phải tốt, kêu là con đĩ này con đĩ nọ này kia khó nọ. Nhưng mà đến giờ phút này bao nhiêu người con gái Việt Nam ở Việt Nam muốn có chồng Mỹ, cô thấy không? Cho nên cho Việt Nam mình thường nói là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Cho nên chỉ rằng che bù hắng thì đóng ổ yên. Hồi đó che Mỹ, lấy chồng Mỹ là một cái nhục nhã. Nhưng mà bây giờ có người con gái mà có chồng người Mỹ thì thôi, hãnh diện lắm. Không thấy không? Nó chỉ là trong một đời của cô thôi. Nó bày tỏ rõ ràng, trắng đen rõ ràng. Đó, do chỗ đó là những cái bài học, đó là những bài học đích đó. Cô, con xin lỗi cô, con hỏi ngược lại trong cái quá khứ của cái người mà chủ của cô đó. Lúc mà cô có bầu như vậy là gia đình họ có bị náo loạn hay là như thế nào, rồi họ khám phá ra, cô giải thích rồi confront cái người chủ, rồi gia đình bà vợ có upset, cái lúc đó nó xảy ra như thế nào cô? Thì thật ra đó là 10 người phụ nữ Việt Nam đi ở đợ là đã 5 người bị ông chủ đè rồi. Cô đã bị đè nhiều lắm rồi, nhưng mà nó không có đúng cái đối tượng, cho nên chỉ cô chạy từ nhà này đến nhà khác. Mà ổng là người cuối cùng, là vì lý do là điều thứ nhất là ổng là người Trung, mà rất là đẹp trai, rất là hào hoa phong nhã, nhưng mà giàu có nữa. Ở Sài Gòn là ở những cái nhà mà giày chứ, mấy cái xưởng giày rồi đó là của ổng. Cho nên chi ổng giàu có lắm. Thì là cùng một tâm huyết, cùng một cái ổng có vợ là chị Liên, chị hiền lắm. Còn mình là ở gái ở nhà quê 16 17 tuổi, không biết không, là thân hình nôn nã lắm, mà cơ bằng mau mắn lại làng, mà không biết là ở nhà quê mình suy nghĩ rất là
cụ thể hay là nấu cơm là nấu cơm, nấu canh là nấu canh, đi chợ là đi chợ. Còn mấy cái bà mà ở trong thành phố thì chỉ là cứ son với phấn với hột xoàn lớn hột xoàn nhỏ. Mà ổng là người Quảng Đông nữa biết không, mà ổng là dân mà ăn làm cái bằng thật, ổng thì ổng đâu có nghĩ đến mấy cái việc đó. Cho nên ổng thấy mình như vậy đó, không phải là ổng lợi dụng mình, cái mà tiếng lợi dụng thì mình không nói đấy, nhưng mà cái kế mà gọi là nó có một những cái mà đồng Attraction. tâm đồng ý hợp với nhau. Yeah. Ổng cần những cái người như mình vậy, ổng cần những cái đứa mà như thầy tớ vậy, lo cho con, lo cho cái, lo cho công việc của cô thì dễ lắm, sáng ngày dậy thì sớm dậy cái pha cà phê để đó, cái giặt giũ trên phơi đồ, cái xuống đưa đứa nhỏ, hai đứa nhỏ đi học, mà đưa hai đứa nhỏ đi học là có tài xế đưa, mình chỉ là cho nó ăn mặc lên rồi ăn uống đàng hoàng rồi lên xe đưa cho nó tới trường học, về đi chợ nấu ăn xong xuôi rồi cái là tài xế đưa mình tới rước con ổng về, về cái rồi cho nó ăn uống xong xuôi rồi cho nó ngủ, thì khi mà nó ngủ thì mình ủi một đống đồ, trong khi mình ủi đồ đó thì mình ca mình hát mình nghe cái gì mình làm cái gì mình làm, xong rồi trưa dậy đưa nó đi học lại rồi chiều về lộn xộn gì đó, rồi tối đi rước nó về cứ rước đó. Nó công việc như vậy mất có 16 tuổi đầu à. Mà mau mắn lắm, mà đi chợ là phải chờ ơi phải trả từng đồng từng cắc, mà để nhất là cái khi mà có bầu á, ôi chú cho cô không biết làm sao mà cô thèm cái bánh ướt cho lụa đó, mà hồi đó một dĩa bánh ướt cho lụa đâu có bao nhiêu con, mà trời ơi mình trả sao mà để mà đủ dư cái đồng tiền đó mà để ăn được một dĩa bánh ướt đó mà đi về. Thế sao cái gì khi mà bà biết ra là vì vì cô muốn phá thai, cô đi tới nhà thuốc bắc á, cô muốn phá thai đó mà cô phá không được, cái rồi cái bụng mình nó lùa ra thì là bà biết thôi. Thì bà nói nhưng mà hồi đó mình cũng đâu cô ấy, nhưng mà khi mà bà hỏi ông chắc là ông chịu thôi, thì bà đuổi ra khỏi nhà cả hai mẹ con luôn, cả mẹ con mẹ Wow. cô cũng ở đó, thì đuổi ra khỏi nhà thì giờ có cách về lại Đà Nẵng thôi, về Đà Nẵng không có về quê được, tại vì hồi đó chiến tranh cực lạc lắm, hồi đó là đã 66 rồi thì chiến tranh Mỹ đã đổ bộ vô rồi, cho nên chỉ là nó có cái chương trình mà gọi là cơ bằng search and destroy mission, thì nó đến làm mình là nó sốt không có cái gì nó destroy, mà có cái gì cũng destroy luôn, cho nên chứ đâu có về quê được, thì phải là homeless, có mẹ có con homeless, cái rồi cái mới ở chung với một gia đình người chị con nhỏ ông cạo là bả có 8 người con, rồi mình ba mẹ con của mình nữa ở chung hết cho một cái nhà đó, rồi là mình lo hết cho bài con của bả. Nhưng mà nhờ bả cô bữa ngày được ngày hôm nay, tại vì 11 giờ bà buôn bán cá thính, cá thính ngoài chợ, cái bà về 11 giờ bà về bên đó, bà ơi, xong chưa đi với tao, cái rồi cái bà dắt mình đi, không biết là hồi đó là mua cái đôi dép cao su của Việt Cộng mang á, hồi đó mua thí dụ như mua đồng đi, thí dụ vậy hồi đó bao nhiêu không biết nhớ, mua chừng 2-3 đôi vậy, cái chạy theo bà đi lên đứng ở trần trước cái PS Đà Chị là Nẵng cái nơi mà lính mua đồ đó, là cái cũng như cái tiệm của lính. đó đó. Ở kia đứng trước đó đi tới đi lui cái mời họ mua, thì mua 1 đồng bán 5 đồng ví dụ vậy đó, một ngày nào cứ đi vậy bán được 2-3 đôi như vậy, cái biết đầu là cái chữ đầu tiên mà bà dạy đó là nè em vừa nói là mời nó mua là you buy rồi cái là hello rồi cái $1 là $2 $3 bà dạy từng cái chứ. Riết cái rồi đến trường mình nó bả lớn tuổi rồi, còn mình nhỏ tuổi mình chạy mau hơn, mình bán lại hơn, mình vui vẻ hơn, mình skill hơn. Cho nên chia rồi lần lượt cái bán lên như tới Marijuana rồi. Cái rồi cũng Wow, cô bán cần là bán sa, giả, cần sa, bán giả là làm à. sao cô? Bán giả là tất nhiên mua đồ giả, nó cho đồ thiệt không đâu. Ủa, mà nó hút vô làm sao mà Thì nó... nó mua tất nhiên là nó mua rồi nó nhả lên xe nó đi chứ nó đâu có đứng đó. À, Tất wow. Wow, hồi cô đầu có... là chỉ là bắt đầu ra một cái đôi dép cao su đó thôi, bả lớn tuổi thì bả mang trên lưng bả một hai đôi vậy thôi, mà cái cơ bả là mục đích của bả là đổi tiền đô, không hiểu không, cho nên như bả làm cái business của bả mà cái nó mình không hiểu mình không biết, cái sao mình thấy rồi nó hỏi này hỏi cái kia sao mình không bán được, lần lần biết tiếng Anh chút chút mình đi gặp người cũng như cỡ tuổi mình á, cái người ta chỉ với nhau
mua cái này nè, bán cái kia kia, cái lần cái nào áo quần, áo dài quần, rồi tất cả những cái gì đồ so xí phẩm ở Việt Nam mình tầm bậy tầm bạ đó, cái rồi bàn lần lượt lên cái buôn bán marijuana rồi. Nhưng mà con biết đó là bán rồi đó là suốt một ngày đó đâu có giữ được tiền đô, đem về cảnh sát người ta lục người ta lấy hết, cho nên chỉ là phải lấy cái tiền đô đó mới biểu nhờ mấy cái thằng Mỹ nào mà thấy nó dễ thương á, nó hiền hiền á, cái nhờ nó trở vô PS Mua mua đồ. giùm cho mình đồ trong PS, là mua là kẹo xương gom một này, whisky là hai này, sốt giặt đồ là ba này, đồng hồ, dầu thơm, mấy cái đó. Cái rồi cái mình đi trên đường mà đi về đó là phải đi mấy cái gọi là cái xe lom á, hay là cái xe ngựa đó, thì mấy ông lính Việt Nam với mấy ông cảnh sát không có lục thì là mình quả mai mình đi khỏi. Mà nếu như mà mấy ông có lục đó, thì mình kiếm cái anh nào mà lính đó, mình ngồi kế bên ảnh kia, thấy mà họ lục á, mình nói anh nhận cái này của anh nha, cái tôi cho anh cây thuốc thí dụ vậy, cái đó cái anh nhận của ảnh, cái là nó không lục, cái rồi mình cho ảnh cây thuốc, cái mình đi, cái mình đem thẳng vô trong chợ Việt Nam á, mình mới Bán bán hả? trở ra, thì tất nhiên là mình lời được như vậy. Mà con biết 16 17 tuổi đầu mà một làm đủ mà để mà mua nhà mua cửa cho bà già với đứa con. Tất May mắn. nhiên là đời của cô là bề trên lo cho cô chỉ là chịu khó thôi, cô chịu khó học hỏi và chịu khó lanh lẹ thiệt thà chất phác làm tất cả cái gì đó, là với một cái tâm thì tự nhiên rồi nó đến thôi. Rồi cô gặp ông Ed thời gian nào cô? Có gặp ổng là đầu năm 1969, ổng qua Việt Nam mới có mấy mấy ngày mấy tuần gì đó thôi. Ổng ở trên núi Phước Tường á, con biết núi Phước Tường á Dạ con có là nghe nhưng mà con không biết ở Đà Nẵng á, thì ổng làm cho RMK VOJ, là ổng là engineering đường xá đó. Thì năm ổng mới qua Việt Nam mà hồi đó cô sống độc thân, cô đi làm sở Mỹ, cho nên chỉ là buổi sáng đi xe đưa, buổi chiều về xe đón, buổi chiều về xe đưa, rất là thoải mái sống với thằng con của con, hai mẹ À, con lúc cũng đó là đủ. cô không cần đi bán đồ nữa, cô vô sở Mỹ Cô không làm được. cần đi bán đồ. Ôi cho cô bị giật nhiều lắm, cô bị Việt Nam giật, mấy ông lính Việt Nam với mấy ông cảnh sát ông lấy hết. Tất nhiên là biết là người Việt Nam với người Việt Nam của mình là chưa có giúp gì được cô. Đến giờ phút này mình nói chỉ là làm đem những cái phiền toái và đem những cái đau khổ và đem những cái buồn bực đến cho cô thôi, chứ còn chưa giúp gì được cô, ngoài ra là tạo cho cô việc làm như là cho ở đợ tử tế hơn những cái chỗ khác. Chứ còn nhưng mình nhờ những mấy cái khúc mẻ đó, tra tấn hành hạ này kia khóc nọ đó mà cô mới có câu chuyện mà đâu kể trong hai cuốn sách của cô, không thấy không? Cho nên chỉ mình phải là nghĩ họ là một ân nhân. Họ là những họ là những người ân nhân của mình chứ không phải là họ là thù oán gì mình hết. Đó thì sau khi mà Cô bán đồ xong rồi cô vô sở Mỹ làm. cô cái rồi cái cô mới đi làm sở Mỹ, cô làm trong cái câu lạc bộ á, mà câu lạc bộ Được của in Mỹ hiến đó mất thì đó thì không có cần phải đi vất vả lắm. Thì cái ông này ổng lớn tuổi rồi con nè, nhưng mà ổng qua mà không biết là mấy cái người Mỹ mà qua Việt Nam thời kỳ đó không khác gì là con nai tơ mà nó vô trong cái rừng. Cái thì cô trên đường Độc Lập Đà Nẵng đó thì có cái trạm xe bus, mà thường thường là sáng chủ nhật là cái xe bus cho nó đổ mấy ông lính, mấy ông Mỹ này xuống. Cái thì là cô vừa đi ngon qua cái xe bus đó thì có một cái bà chị đó, bà cũng lớn tuổi hơn cô, bà mang một cái bụng thiệt là to. Bà đứng bà nói lý lý lý, mình quay lại mình ngó lại cái mình tưởng đâu có việc gì, ngừng cái xe đoàn hào có cái xe không đa đêm á, trong chạy ngon qua có kêu lại cái đứng lại cái bển nói tiếng Việt cái bển nói này mày cái thằng này này nó có nhiều tiền mà ông sa viên chứ không phải trong phim á, thì để là ông Tommy Lee Jones là lính nhưng mà ông này là sa viên, ông lớn tuổi rồi, ông tóc bạc rồi, cái bả mới nói này ông này nè ông mới qua Việt Nam ông nhiều tiền lắm,
Mà bây giờ đó thằng ông muốn về nhòa với tao mà tao đâu có đưa ông về nhòa được. Bà có 6 người con mà bà có bầu nữa, mà hình như chỉ có chồng Việt Nam. Cho nên chi là cổ chỉ đi làm ba, nó tao không có có đi với ông được. Nó thôi bây giờ mày chịu giùm tao đi. Tôi nói trời đất ơi, ổng dò ông nhìn ổng dò cho mình. Bỏ nó thôi kệ nó, chứ bây giờ mày chỉ mày chịu thôi rồi mày chạy, chứ ổng đâu có chạy theo kịp mới được. Thì hay chị em mình nó bòn tới bòn lui, ổng đứng đó ổng chờ. Thì mình trong nửa thì nó không, mà nửa thì cũng tội cho bà này, chứ mình cũng chả có hô tống gì, chỉ là ừ một cái thôi. Rứa đó mà con thấy không, cái đó là mới có duyên và cả cái nợ. Cho nên khi mình trên đời á, mình phải hiểu cái duyên là cái gì, rồi cái nợ là cái gì. Thì cái duyên là nó gặp như vậy đó. Nếu như mà không có cái nợ của ổng thì nó có dính, mà nó có nợ với ổng. Cho nên khi từ cái chỗ đó bả chạy đường bả, mình chạy đường mình, té ra ổng chạy theo ổng dính. Mà con thấy đó, cũng nhờ ổng, ổng qua bên này chỉ là bổn phận của ổng là đưa cô qua đến Mỹ, mua cho cô cái nhà, chỉ cho cô deposit the check, pay the bill, take care yourself and kids, then he died. You know? Đó là trong những cái ân nhân của mình. Khoảng đường rất là ngắn. Rất là ngắn. Tất cả những cái gì xảy ra trong đời cô là rất là ngắn. Đó là cho nên chi mình đạo lý nhờ Phật, đó là những cái kiếp của mình làm mà bị cái gì đó, cho nên như cô phải bị đọa xuống kiếp này để trả nợ tất cả những cái rùi bu đó, đó để cô làm được. Nói chuyện nghe mắc cười quá. Là những cái rùi bu. Đó đó cái việc mà cái bằng đó, cái việc rùi bu đấy. Rồi Wow. sau khi mà đó là gặp đó như vậy đó, thì thôi rồi ổng cứ nào là cứ 6 chủ nhật nào là ổng cũng bưng quà đến, rồi ổng có thằng con nữa, rồi ổng cứ nịnh bợ thằng con đó, rồi rất là cũng dính nè. Cho nên chi á, cái Việt Nam mình có nói rằng không tình cũng cái nghĩa, không có yêu thương gì hết nữa, chỉ là thấy cái tình thôi, thấy cái tình ổng đối đãi với mình với con mình, thấy cái nghĩa cử chỉ, cái nghĩa của người với người thì mình chấp nhận thôi, nó chả có yêu thương gì hết đó. Yeah. Rồi lúc mà cô tới San Diego 1970 đó thì bao lâu sau khi cái đó là cô bắt đầu có cái tư tưởng viết ra một bộ sách? Ôi, cái lâu không biết đó là khi mà về đến San Diego thì tháng 5, ta đến tháng 12, trời ơi cô, nó cô so lonely, cô đơn, và nó không có gia nhập gì với mình, nó không có cấu tạo gì, nó không có cái gì hết. Hồi đó là cuộc chiến Việt Nam còn diễn ra rất là Mạnh. mạnh ở Việt Nam. Chiều chiều lại đó là có cái news, evening news, là hồi đó ông Walter Cronkite, ông là người Phóng viên đấy nhỉ. thì là nói về cuộc chiến Việt Nam á, thì mấy cái người Mỹ, lính Mỹ chết á, họ khuyên xót, họ đưa lên trên hòm, hay là họ khiêng hòm bỏ lên máy bay, ví dụ vậy. Thì mấy cái người bên chồng á, là họ là gia đình Navy hết, chính là 2 đứa con ruột của ông xã của mình đó cũng là Navy, đóng quân ở Việt Nam, đã trở về rồi. Rồi cháu kêu bằng cậu, bằng chú á, đang ở Việt Nam. Cho nên khi mà những người ta thấy đó, họ cũng đau lòng chứ, họ cũng đau ruột, họ ngó mình, họ nói ôi Việt Nam mày bad lắm, kill my people, kill American này kia khác nọ. Nhưng mà tiếng Anh của mình đâu có rành, mà cái hiểu biết của mình cũng chả có là bao nhiêu mà để mà nói, chỉ nghe thôi. Nhưng mà luôn luôn là có câu hỏi là lý do nào mà nhà cửa to rộng đất nước như thế này mà bỏ đi mà qua bên Việt Nam mà cho chết, một cái vô lý. Mình cứ nghĩ vậy à, mấy anh mấy chị biết gì về đất nước tôi, biết gì con người của tôi, biết gì dân tộc chúng tôi đã trải qua bao nhiêu 1.000 năm chống Tàu, rồi 100 năm chống Pháp, rồi bây giờ chống Mỹ, nó xem xem mà họ đâu, mình đâu có dám nói được cái gì đâu. Đó rồi khi mà thấy mà trong tin tức mà nói nhà cửa đốt cháy, lòng mọc tiêu tan, bà con khóc bỏ chạy, nó tán lạc, mình thấy trời ơi là thiệt khủng khiếp. Ngồi nhìn vô mới thấy một cái cuộc chiến khủng khiếp à. Thì họ nhìn họ nó, why you people want to kill each other? We don't want to
kill each other, you know, war, look, you know. Cái mà ai mà biết đâu, cái rồi cái đè nén đó, gọi là cái đè nén tất cả những cái cử chỉ của họ, cái emotion, cái word, cái racist, tất cả trong cái thời kỳ đó là nó rất là sôi nổi, sôi động. Nó người Việt Nam mà sống với cái hoàn cảnh đó rất là cô đơn, mình không có gia nhập một cái gì hết, ngồi ông chồng mình thôi chứ không có ai biết gì mình hết. Thế sau đó cái cô không thích nữa, cô phải tìm đường trở về Việt Nam chứ cô không có sống ở Việt Nam nữa, ở Mỹ nữa. Ở Mỹ nữa. Cái rồi cái Mai, tất nhiên là tất cả cũng như cô nói là thiên định chứ không phải là cô định. Đùng một cái qua Noel một cái ông nhận được cái thơ là cái công ty của ông kêu ông về ở Việt Nam 3 năm nữa. Wow. Trả nhà trả cửa thả hết dọn về Việt Nam liền. Cái Rồi ông cô về về trước luôn. Hả? Rồi cô về luôn. Đúng rồi, ông về trước Đà Nẵng. Ông xếp đẹp ông đi làm ở ở An Khê. Cái rồi cái cô bay này mới lo nhà cửa xong xuôi, bà má chồng với bà em chồng bà giúp cho cô thấy kia hết tất cả mọi việc rồi cái mới đưa ba mẹ con cô về sau. Thì cô về đó là đúng dịp Tết năm 71. Thì ăn Tết ở Đà Nẵng xong xuôi rồi là mẹ con cô dọn vô An Khê. Ôi trời ơi, vô An Khê đó là năm 71 là tuổi Việt Nam là cô mới có 22 tuổi à. Chiều trời nói về tình duyên là thôi con có tin. Wow. Con có biết là cái năm mà gọi là Việt Nam mình kêu bằng cái năm cái tuổi này, năm này là cô có cái sao hào hoa đó con biết không? Wow. Con biết Cô là cô mới vừa mua. Đi tới đâu là gặp người ta tới đó. Cô mới vừa về Đà Nẵng ăn Tết xong xuôi một cái ăn Tết xong là cô dọn ăn thì dọn vô An Khê. Từ cái ngày mà dọn đến An Khê là 3 tháng sau là cô gặp bao nhiêu mối tình. Mà tự nhiên nó tới không? Nó tới một cách mà cái bằng toàn là duyên không? Chứ không có nợ. Mà hai anh Việt Nam mà anh hy sinh sau cái gặp mình cái ảnh hy sinh liền. À, là mình biết là vậy là mình với ảnh chỉ là có một cái cuộc gặp gỡ đó mà để chia sẻ những cái gì đó xong rồi là anh ra trận là hy sinh liền. Wow. Cái rồi một anh Việt Nam nữa. Ông bác sĩ ở Đà Nẵng mà có biết không, nó làm như là thôi miên vậy đó, mình cũng không tìm, mình cũng không hiểu, nó tự nhiên nó tới một cái mà cả hai bên chứ không phải là một bên, cả hai bên. Ôi trời ơi, mà cái mối tình thứ ba là có duyên, cũng có duyên chứ không có nợ. Thì sau người khi Việt đó Nam, người đến Việt Nam hơn người Mỹ, người Mỹ, yeah. Người cưới là người Mỹ là người đó mà cô cho là người tình đó. Yeah, lover. Lover đấy. Yeah. Đấy. Mà cô thương thì, luôn, thương rồi cô mến rồi. Đó, hai bên trời ơi. Đó, có nhiều người người ta lấy vợ, lấy chồng với nhau sống một đời chứ không tình thương thôi chứ chưa tới tình yêu. Mà khi cái tình yêu nó đến đó là đến giờ phút này là cô đã có hai đứa con rồi nhé. Cô đã có chồng Việt Nam rồi, có chồng Mỹ xong xuôi rồi đó. Nhưng mà cái tình yêu này nó đến với mình, nó không biết không, nó không cách nào mà diễn tả. Bởi vì cái bằng không có cái gì mà đẹp, cái bằng tình chỉ đẹp khi còn dang dở thôi. Khi nó càng dang dở bao nhiêu thì nó càng đẹp bấy nhiêu. Cô quen thì là không biết là đến chừng sau cái cô đưa ông xã cô về trước, còn cô ở lại với ông. Và wow. Đến chừng cái công trong cái số việc ông bồng cô, ông thở lên trên máy bay mà trực thăng mà bay khỏi ra khỏi ông khe đó, đó là ông đó. Chắc không có cái cuộc chiến mà năm đó là thôi cô ở lại, mắc kẹt ở Việt Nam rồi. Wow. Ông thấy không? Nhưng mà coi ông Ed lúc đó ông có biết là cô có một người tình on the side không? Đến giờ đó thì chưa biết, mà sau khi trước khi ông chết thì ông biết, cho nên là khi ông mất cô cho là ông die a broken heart rồi. Đấy, khi mà sau này cô với ông về bên này xong rồi thì mới biết, tại vì ông kia ông cứ gửi thư tình qua, ông cứ gửi thư. Con đọc cuốn sách sau của cô đó, ôi cha vui lắm đó, là mới tình yêu nồng nà thấm thía đấy. Wow, mấy năm cái đó, mấy năm cô? Đó là năm 72, cái năm đó là 71, cái rồi cái là cái con nhớ cái năm 72 đổ lửa đó mà di tản đó từ Đà Nẵng vô. Cái rồi cái là
cô với gia đình phải là di tản từ An Khê vào Sài Gòn. Cái rồi ổng về Mỹ, còn cô hoài đó là An Khê chứ người tình của cô. Cái rồi cái đường Việt Cộng tấn công An Khê, lấy An Khê, cái ông đó phải bỏ cô lên chiếc máy bay gửi đi vô Sài Gòn thì Mà cô ông mới ở thoát lại, ra được Việt Nam đấy. mà ông ở lại. Ông ở lại, ông phải ở lại, ông là hồi đó ông mới thiếu tá thôi, bây giờ ông về hưu rồi ông lên thượng tá. Ông là cô vấn đó, ông nói tiếng Việt giỏi lắm. Wow, mà ông còn sống không cô? Giờ ông còn sống, còn ông đó không biết không, cô có duyên mà không có nợ. Hai lần cái bằng engagement á là đã bắt đầu làm đám cưới, đã bắt đầu ngày đám cưới này kia phát nợ mà không làm đám cưới được không, hai lần Với ông này. với ông này được con thấy không. Nhưng mà sau này mình biết ra đó là tại vì cái nghiệp của ổng binh chủng nó nặng quá đi, còn mình bên này thì lại đi ngược lại, không có không 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 cái nợ này, cái karma debt á, cái nợ ông khiêng này khó 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 quốc áo lắm. Cho nên chi á rồi mới hiểu, mình hiểu ra là mình phải chấp nhận đó, là những cũng là những cái người ân nhân của mình, không có gặp ổng không có ái thì là không cách nào cô trở lại Mỹ, cô nhất định là về Việt Nam, là ở lại Việt Nam thôi chứ không trở lại Mỹ nữa. Cô thấy không? Cho nên chi tất cả cái gì, cái định mệnh của mình là phải, cái định mệnh đã nghĩ như vậy rồi, cho nên chi trời phải bảo là phải gặp cái người này để cho ông bỏ mình lên chiếc trực thăng đó, đưa mình ra khỏi cái vùng đỏ lửa đó là An Khê, là để mà mình rời tiếp đi về Mỹ. Cái hồi đó là mình đã có baseball Mỹ, có ái Mỹ, có con Mỹ rồi thì là đi thôi. Nhưng mà nếu mà không có gặp cái hoàn cảnh đó thì chồng cô không cách nào mà đưa cô về Việt, về Mỹ được nữa, chán quá rồi đấy. Thế thì đến chừng về xong xuôi rồi đó là năm 73, đầu năm 73 thì ông xã cô mất, cô thấy không? Wow. Cô mới về bên Mỹ trở lại thôi là ông xã cô mất. Vậy là cô đâu có ở chung với ông Ed bao lâu được? Đúng rồi, không có. Từ cái ngày gặp ổng cho đến ngày ông mất chưa đầy 5 năm. Cho nên chỉ là những người đó đó là họ, cái mục đích của họ mà xuống đây đó là giúp cho những cái người như cô có duyên nợ với họ, đưa cô và con đến tận đất Mỹ, sống trong một cái hoàn cảnh đó. San Diego, dễ gì sống San Diego. Cô có biết San Diego là cái chỗ nào đâu. Sau này cô travel toàn nước Mỹ, rất nhiều nơi, nhiều chốn, khỉ ho gò gái, cô mới thank you là đưa tôi về San Diego. Cô nói thật với cô, San Diego là một cái nơi con cũng đã đi hết nước Mỹ. San Diego là một cái nơi duy nhất á, mà 365 ngày đa số là beautiful, perfect. Coi như là Đấy. 300 ngày, 320 ngày là perfect, khí hậu perfect, còn hơn là tốt hơn Los Angeles nữa. Nó Đúng. trong sạch mà nó đã lắm. Đó, hiện bây giờ cô ngồi đây, con biết cô giờ dòm ra ngồi kia là 65 gần 70 độ, ngồi nắng ấm. Nếu như con nói chuyện với cô là cô ra ngồi cô nhổ cỏ rồi chứ đâu cô ở trong nhà. Thì cho nên chi rằng tất Thiên cả đàng những cái nhớ đó là đó, cho nên chi mình phải cảm ơn họ, mình phải sống như thế nào, cái nghiệp của mình trước kia làm sao mà mình gặp được những cái, tiếng Việt Nam mình gọi là cái bằng có rủi mới có may. Mình bỏ cái rủi đi, cái rủi đó không phải là rủi, cái đó là cái duyên, đừng có nói cái rủi nữa mà nói là cái duyên. Rồi mình mang cái nợ họ, họ có cái nợ với mình, cái nợ của họ trả cho mình á là đem mình về đây sống được an nhàn tấm thân, giàu có cực gì chăng đi nữa đó cũng là hơn ở Việt Nam. Rồi những cái năm đó đó, từ năm 73 mà ông Ed ông mất đó, tới những cái năm kế tiếp á, cô có đi học lại, học chữ hay là như thế nào, hay là cô có ghi trong nhật ký cái cuộc đời của cô không? Cái tư tưởng mà viết sách đó, nó từ đâu mà nó ra cô? À, cái 1960 Tết Mậu Thân, sau Tết Mậu Thân thì cô đang ở Đà Nẵng, thì hồi đó là cô có ông bồ người Mỹ, chưa có gặp ông chồng, cũng là civilian, ổng là làm về sửa máy bay trực thăng ấy. Thì cô sống với ổng ở Đà Nẵng, nhà cửa cũng rộng rãi thanh thang lắm, thì trong cái cửa đó, cái cửa mình đó, có hai cái chìa khóa, ổng có một chìa khóa, cô có một chìa khóa.
Thế sau cái bữa nó ông sai, tự nhiên 1-2 giờ sáng ông dựng cô dậy, ông không còn cái chìa khóa nữa đâu. Tôi nói hai cái ông cái tôi cái, ông tức ông gai ông bóp cổ cô, ông bóp cổ cô cái cô chết, cô đâu có thở được nữa, mà ông to đó còn mình nhỏ, hồi đó cô chừng cỡ 70-80 pound là cùng. Cái con biết không, cái cô chết, cái cô đi xuống một cái đường hầm đó, nó tối thui, tối đen, tối mò. Mà thấy cái sáng, thấy cái ánh sáng bên kia nó sáng vô cùng là sáng. Mình try to đi ra khỏi cái vòng này, qua cái chỗ sáng đó. Thì cái ông múc cái gáo nước lạnh, ông thấy cô đi rồi. Cái ông, cái xô trước trong bồn tắm mà nó nhỏ nước, nhỏ, cái rồi cái đựng trong cái xô đó. Ông lấy cái xô đó, ông tập vô trong mặt của cô à. Ông cũng sai mà cũng con thông minh. Ông tập cho trong mặt của cô á, cái rồi cái ánh sáng đó tự nhiên cái nó thành ra là cái nước lạnh này. Cô hiểu không? Cái nước lạnh này nó kéo cô trở lại, là cái ánh sáng đó nó cô chưa rít được cái ánh sáng đó. Chỉ là vừa tới ánh sáng đó là cái gố nước lạnh đó nó lên đến nó. Mấy cái ngày đó là cô nằm cô phải là nghĩ cái bằng định tâm á. Thì cô mới nằm mơ mơ màng màng, từ cái chỗ đó đó là cô thay đổi. Cô mơ mơ màng màng là cô thấy là Việt Nam chiến tranh sẽ chấm dứt. Mà ông anh của cô là anh thứ tư mà tập kết ra Bắc đó, là ông về ông sẽ gặp cô tại trong quê cô. Mà cái này là con nên nhớ là sau Tết Mậu Thân là một cái vấn đề là Máu mẹ đó. À. Rồi đó là cô thấy là cô được từ bên Mỹ cô về, tất nhiên nó như là một cái cuốn phim mà nó quay mà cái bằng Việt Nam thì cái bằng mơ hồ á. Cô hiểu không? Mơ hồ. Mà trong cái thời kỳ đó là cô đang đọc cuốn sách Bên Dòng Sông Trẹm. À, mà trong cuốn sách Bên Dòng Sông Trẹm đó đó là kể ra một đời cô gái của phụ nữ rất là bi ổi sau khi cô ấy đi tu. Rồi cô ấy bị đốt nhà, đốt cửa, đốt chùa, đốt chiền, rất là vất vả. Thì cô đọc cuốn sách đó thì cô để trên cái ngực của cô, thì cô nhắm mắt lại thì cô thấy cái đời của cô nó như vậy. Thì cái idea nó vô nó why don't I write something like this. Nhưng mà đến giờ phút đó thì cái đời của cô đâu có bao nhiêu đâu mà viết, nhưng mà nó từ cái chỗ đó. cái Nó tư tưởng làm như là một cái hột giống mà đẹp vô đúng chỗ, đúng lúc, đúng giờ, đúng khác. 1968 là cô đã có cái ý thức như vậy rồi. Đó, đó, trong cái thời đó tầm 69 cô mới gặp ông xã cô, mà trong 68 đó là cô sống đó. Trong cuốn sách cái này cô kể cô rõ ràng trong cuốn sách của cô á, hình như cuốn sách thứ hai á. Ừ. Thì từ đó đến sau đó là con biết đó là nói đến mô Phật, cái vision của cô muốn cái gì là ra cái đó, hay là thiên phú cho cô một cái gì, hay là nói đâu là cô nhắc được, nói một hiểu hai, mà học đâu là hành đó, mà Wow. hành đâu thì nó ra cái đó hết. Dầu có gấp vước, dầu có ngã, dầu có té gì chăng đi nữa, rồi cô đứng lên cô cũng đi. Cho nên chia rằng từ cái giờ phút đó là đời của cô. Đó là lần thứ hai, lần thứ ba gì cô thoát chết. Và chỉ cái lần đó là cô được đi qua bên kia rồi cô quay trở lại. Cho nên như từ đó đến nay đó là cô làm, là làm theo những cái là người thiên sứ xuống đây nhận lãnh những cái gì đó mà bề trên giao phó cho mình làm. Cho nên chị không dám đụng đại, không dám làm bậy, phải là làm theo như cái thiên sứ mà xuống đây làm. Rồi cái Thì năm bắt mấy đầu chứ. rồi cái năm mấy từ 68 rồi tới cái năm 80 mấy cô mới bắt đầu cô viết, hay là cô có nhật ký rồi cô cứ liên tục cô viết trong cái nhật ký, hay là từ đâu mà cái khối tư tưởng nó đẩy ra một cuốn sách? Cái thì đến khi mà cô về bên Mỹ này năm 70 rồi 71, 72 đó, mà ở chung với gia đình chồng đó, thì con nhớ là hồi nãy cô nói là mỗi khi mà người ta đánh giá Việt Nam của mình sao sao và chiến tranh như thế nào, người ta nghĩ theo kiểu của họ đó, thì cô phải take note. Question more than answer. Wow. Cô hỏi what do you know about my people? What do you know about Vietnam? You know, why do we fight? You know, hỏi mà không có câu trả lời, mình đâu có đầy đủ cái khả năng mà để mà trả lời với ai. Đó. Mà cô take note, bắt đầu từ đó là cô đã take note.
Thì là sau khi mà lần lượt ra là cô cứ biên chép thì không phải là mình muốn viết sách mà để mà mình nổi tiếng. Không biết là mình nghĩ như thế nào, cái lúc đó mình mới có 19, 20 tuổi, 20, 22 tuổi mà viết sách với mục đích rằng để let me show you. Ông cái cao đó, let me show you who we are. Let me tell you about my country. Let me tell you about our war. Let me tell you. Don't know why. Let me tell you. Tell you what? Không hiểu, không biết, nhưng mà let me tell you. À, không biết không? Tất cả những bài thơ, bài ca của cô mà thời kỳ chống Pháp, là mấy bà chị của cô mà ru cô trong cái nôi á, rồi mấy bà ru, mấy bà hát cho cô. Thời kỳ đó cô vẫn nhớ hết. Cô nhớ chống Pháp rồi chống khố xanh, khố đỏ đó. Wow. Ở đó có mấy cái ông đi lính Tây, lính Pháp gì đó. Rồi mấy bà bè, cô già, cô hát ra. Ôi trời ơi, nó vui. Mà nó cũng là hề. Mà nó cũng chính trị rất là sâu đậm. Nhưng mình đâu có biết, mình chỉ là như con két vậy đó. Người ta bài đâu mình hát đó rồi hát thuộc lòng. Nhưng mà khi mà mình đã thấm nhận được những cái lời What let me tell you á, rồi mình hát mấy cái bài đó. Con hiểu không? Let me tell you rồi tự mình ca đó. Rồi let me tell you rồi tự mình hát những cái bài mà trong Pháp, trong Tây rồi như thế nào như thế nào. Cái rồi nó gia nhập con nợ nó cấu tạo với nhau, hai cái này nó nối lại. Như thế nào mình không biết. Thì đến chừng mà cái năm 86 thì cô về Việt Nam. Hồi đó là cô chỉ là có một đống nốt thôi chứ còn nó không có một cái gì hết á. Năm 86 cô về Việt Nam thì cũng như là Việt Nam mình tiếng gọi là cái bằng trời giáng, trời đánh, cái tiếng trời đánh thì không không nói mà cái bằng trời giáng. Tất nhiên là nó làm mình một cái là tất nhiên sống cũng không sống mà chết cũng không chết, có xác mà không có hồn. Mà hồi đó cô có 5 căn nhà ở San Diego, cô có một cái nhà hàng, cô involved in just cái bằng stock, cô không có cần phải vất vả mà tranh đua hay là làm cái gì. Cho nên chị cô đã hồi đó là mấy em thấy ra riêng ấy rồi đó, mấy em con nuôi á, cô dọn lên Escondido này, cô có nhà hàng, cô ấy thôi, cô muốn là be rich American widow. À, cho nên chỉ là cô in real estate, cô có license làm real estate, thì cô có năm cô đó là một đất chỉ có 20.000, 30.000 đô thôi, chứ bây giờ là cả triệu đó. Thì là cô mới về Việt Nam trong khi cô có một cái nhà hàng cũng khá giả ở Temecula, rồi cũng có mấy trăm ngàn ở trong stock exchange, có 5 căn nhà cho thuê, rồi ở con cái đoàn hoan tụi nhỏ đi học UCSD computer science, cho nên chị cô không phải là mấy cái người mà phải là vất vả lắm. Về Việt Nam một cái không biết không, mà trước khi về Việt Nam đó là đi coi ông thầy, ông Lục á, thầy Lục ở rất là Sài Gòn đó, ông đã không cho đi rồi. Ông nói trời ơi bây giờ bà mới trồng một cái cây nó mới đâm chồi nở lá cho bà. À, là tất nhiên là sau khi ông xã thứ hai của cô mất rồi thì là cô bắt đầu là be businesswoman, thì là có nhà hàng rồi đi đi rồi có investment này kia khác nọ. Ông nói tất cả cái này đây là nó đang đâm chồi nở lá cho bà. À, nó sẽ là tu giúp cho bà về sau này, mà khi mà bà bỏ rồi bà đi á là tất nhiên là nó như là một cái cây bà nhổ lên nó khô rễ hết. Mà trời ơi anh ơi không đi sao cho được, vé máy bay đã có rồi, visa đã xin, mà phải xin visa hồi đó là năm 86, con có tưởng tượng không, xin qua United Nations mới đi được. Mà tự xưa cô cũng mò mẫm mà cô làm, tất nhiên tất cái gì họ cũng sắp đặt sẵn cho cô rồi, nghĩ đâu là được đâu, nghĩ đâu là có đó. Nó xong rồi đó cái cô về Việt Nam một cái cô trở qua bên Mỹ là thôi, thả hết, Mất hết. thả hết, mất hết, thả hết, mất hết. Cô trở lại số không đó, con Wow. không có còn làm được cái gì nữa hết, nó không có một cái gì hết. Cô involved với ông con mẹ, ông con artist, ông con cô 3 căn nhà, Mà người Việt ông Nam hay con cô thì người Mỹ cô? người Mỹ.
cũng là tình đó. Đấy, bỏ cái ông bỏ vừa vô thì gặp vỏ dừa đó. Cái con trở lại số 0. Cái cô mới dọn lên cái nhà hiện bây giờ cô đang ngồi đây nè. Cái nhà này hồi đó cô mua có 160 ngàn nè. Mà con biết đó là nó nằm ở trên một cái đồi, bữa nào con xuống con chơi, cho nên bây giờ cô làm retreat chứ. Rồi nó vô trong này á, là cô sống như là sống như ma, không có ai đó. Một mình cô, tại vì cô hết nhiều quá rồi. Tất nhiên là không cách nào nữa. Là kêu bằng tiền mất, tài cũng mất, tất cả cái gì hầu nó là gọi là kêu bằng the bottom of the, hết sống rồi. Nhưng mà có ba đứa con nó phải kéo mình trở lại. Không biết không, nói chừng là thời gian mà healing, là trong cái thời gian đó, là trong cái thời gian mà cô đi học hiểu về cái triết lý rồi đó, thì mình lái tất cả những cái kế mình đã học đó, bây giờ mình apply, là mình lái mấy cái người đó đó, tất cả những cái người đó đó là mình phải cảm ơn họ, và mình mới cho họ làm ân nhân của mình, đưa mình tới một cái giai đoạn này là mình phải đứng lên và quay đầu trở lại. Quay đầu trở lại thì mình làm được cái gì đây. Xong rồi cái cô mới involve cho là peace movements. Rồi hồi đó cô mới qua Liên Xô năm 88, cô qua Liên Xô, cô đi Cuba, cô đi kêu gọi đấu tranh về chiến tranh lạnh phở ngưng, một mình dân phụ nữ mà hồi đó 80, 88, 87, November 87 cô đi Liên Xô. Mà động lực nào mà cô đi Liên Xô Cuba, tại vì những cái năm đó là những cái năm Cold War là rất là mạnh, tiền đâu mà cô kêu gọi. Hồi đó là cô không có còn một cái gì nữa hết á, mà cô không biết là cái black visa cô cứ chót, cô cứ dùng, cô cứ xài, tại vì là cô involve với một cái khi mà cô đã, tất nhiên là cái gì nó cũng có cái pass phải không, trên con đường đi á, đến mục đích thì trong cái ngõ ba nó có những cái ngõ rẽ cho con, là bây giờ con muốn ngõ rẽ đi làm tiền, cô đã xây dựng như vậy, tự nhiên cô sụp một cái nó xuống không còn một cách nào. Bây giờ con có quay đầu hay là con tiếp tục con đi nữa? Cô không muốn đi theo cái đường đó nữa. Tất nhiên là cô đài đủ hết rồi mà cô bắt hết trơn rồi. Bây giờ cô quay đầu đó là cô qua bên làm peace. Là tất nhiên đó là involve với những cái tổ chức phi chính phủ. Tại vì cái tâm của cô bây giờ muốn làm giúp Việt Nam. Muốn làm kêu gọi hòa bình thế giới. Muốn làm kêu gọi Việt Nam và Mỹ phải có cái liên hệ, cái đoàn kết, phải có cái openness, phải có cái communication, phải có cái đáp lại. Chiến tranh lạnh phải ngưng. Cô hoài đầu. À, con thấy không? Tất nhiên là tất cả bên này á, nó không có đem đến cho cô cái hạnh phúc. Đến giờ phút này đó là cô mất hết rồi. Đem cô rất nhiều phiền toái, rất nhiều đau thương. Cô không có hết bì mà để đi dựng lại những cái đó nữa. Nó nằm trong tay của mình, overnight nó on gone. Nhưng mình đi qua bên này, mình kêu gọi được chiến tranh lạnh hồi đó đó, là giữa Mỹ và Liên Xô là một căng thẳng, vô cùng căng thẳng. Cô đưa hai đứa con Liên Xô về sống với cô tại nhà này trong 3 tháng, để đi tất cả những cái newspaper nào, nhà báo nào, nhà radio talk show, TV show, tất cả những cái gì báo chí cả giờ đóng đây chứ không phải ấy đâu, kêu gọi rằng nó có giống người Mỹ hay là người Liên Xô. Nếu như nó giống người Mỹ thì chúng ta nên chấp nhận nó là người Mỹ, không nên đánh với Liên Xô. Cái chiến tranh lạnh này nó còn hơn là cái sự thật, nếu như mình involve, nhưng mà mình involve mình biết là nó ngầm phía trong á. Hồi đó con biết là người Mỹ đó chuyên môn là mang mặt nạ đồ này kia, sợ Liên Xô tấn công đồ á. Cho nên chỉ là cô một có một phái đoàn 22 người đi, là hồi nó đã có cái tổ chức gọi là Youth Ambassador ở trên Seattle, Washington, là cô involve với họ. Mình phải trả tiền mình ra mình đi thôi, đi 2 tuần, đi từ Leningrad rồi tới Moscow, đi gặp toàn là những lãnh đạo cao cấp, là phải là mấy anh phải kêu gọi, rồi đi về bên này là phải đi vô những cái congressman, senator, tất cả những cái gì là phải kêu gọi họ, không có đánh giới Liên Xô.
Trong lúc đó là phải kêu Liên Xô giúp đỡ Việt Nam, vì Việt Nam quá nghèo, mấy anh giúp Việt Nam đánh Mỹ thì bây giờ Việt Nam quá nghèo, Liên Xô phải giúp Việt Nam. Nhưng mà qua đến Liên Xô thấy Liên Xô nghèo quá. Nhưng mà không kêu gọi. Như lúc mà cô qua bên Liên Xô, cô thấy người ta nghèo như vậy, cô lúc đó chắc đâu còn hồi hộp đâu phải không? Tại vì nếu mà thấy một quốc gia mà siêu cường như nước Mỹ đang có sự chiến tranh với một cái quốc gia Nga Xô như vậy mà người ta nghèo đói như vậy thì cô có còn lo không? Tại vì cô được thấy chứng kiến trước mắt cô là nó không có, it's not a big threat. Cái nghèo của họ nó không có giống như cái nghèo của Việt Nam của mình. Cái nghèo của họ, nhưng mà họ cũng ít nhất là họ cũng to, mập, lớn, không có đói khát mà bất vững như Việt Nam. Cái nghèo của họ, nhưng mà những cái nhà lầu, nhà business building của họ đó cũng rất là đúng mạnh, rồi. Phải không? Vòn ở trong đó, vòn không à. Không biết không, nó mạnh, nó có cái thế mạnh riêng của nó. Cái người nghèo, đúng, người ta đứng xếp hàng, người ta mua từng lon gạo, người ta mua từng vodka, người ta mua từng cái chai dầu, người ta phải đứng xếp hàng ngồi lạnh lẽo, trong nhà không có một cái gì hết. Cái áo của mình nó, họ muốn mình cởi mình cho họ, nhưng mà cô nhỏ quá chả có vừa ai hết. Nghèo, đúng, nhưng mà cái nghèo của họ, cái oai nghi của cái đất nước của họ nó mạnh. Cô hiểu không? Nó hiểu. Cái thế lực của họ nó vẫn đánh được, nó vẫn đánh với Mỹ được, nó vẫn đấu tranh với Mỹ được. Cái nghèo của họ, trong con lòng người không có gạo ăn, nhưng mà cái cường quốc của họ nó không có, có người hiểu không? Yếu. Đó. Xong rồi đó thì là đến giờ, cho nên chỉ là cô kêu gọi bên đó không được thì cô nghĩ rằng ô bây giờ chỉ là cầm Mỹ thôi, chứ còn Liên Xô không giúp gì được Việt Nam, nó còn nghèo như vậy thì làm sao mà giúp Việt Nam được. Thì cô hoài là Mỹ, cô mới 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 tranh thủ là gai quỷ dựng lên tổ chức phi chính phủ East Midwest. Còn phải trở lại cái vấn đề mà viết sách của cô là cái lúc nào cô bắt đầu chính thức viết sách năm 86 cô trở về rồi đó, hồi đó cô mới bắt đầu. Trong cái cô năm 88 cô trở lại Việt Nam lần thứ hai, cô đi xem một ông không có phải là kêu bằng thầy bói, ông đó là tướng số tử vi. Ông ta là bên Navy mà ông là về cái người cao cả nhất của bên Navy là cái grand của họ là cái gì? Dạ, con cũng không có rành bên Navy. Ông lớn lắm, cho nên chỉ sau khi năm Admiral, sau năm 75 mấy ông Admiral hay là gì đó. Ở đấy thì ông ta năm 75 thì đi cải tạo á, thì người ta cho ông vô trong cái thùng phi á, người ta nhốt ông trong cái thùng phi á, thì ở trong cái thùng phi đó ông chỉ là thiền thôi, mà ông thiền mà ông nhập định. Cái trường bề tây nhá ban cho ông một cái mission là ông giúp cứu nhân độ thế bằng cái cách rằng tử vi. Mà tử vi của ông là con phải thái thì con mới believe. You have to see it to believe. Những cái ông viết và những cái ông làm. Cách một năm trời cô mới nhận được cái tử vi của ông. Thì cô đi đó là có người bạn là bà giới đó, bây giờ bà ở đây, ở San Jose đây. Hồi đó là năm 88 đó nè. Là cô về lại với đoàn chiến cựu chiến binh Mỹ là gọi là Veteran for Peace đó. Là con biết là Tết, Tết Mậu Thân và năm Tết 88 là 20 năm. Thì phái đoàn ngày đó là về là for peace mà, cho nên khi họ về thì họ gặp lại ở Huế rồi ở Đà Nẵng những cái vật việc khi mà tấn công mấy cái Tết Mậu Thân đó, thì bây giờ họ về họ gặp lại những cái đối tác mà trong cái thời điểm đó. Thì cô là người translate back and forth, cho nên chi nó làm cho cô một cái mà gọi rằng nhìn ra à đây là đúng thời cơ mà để mình làm được những cái việc hòn gắn vết thương lòng. Là những cái lời mình dịch ra, những cái hành động cư xử của hai bên và những cái giọt nước mắt của họ khóc từ trong đáy lòng của họ, bao nhiêu năm này họ chứa đựng, bây giờ họ tỏa ra hết. Vài lon bia ở Huế đó, mấy cái ông Việt Cộng á, hồi đó ổng tấn công như thế nào, mấy cái ông lính quốc, ông lính Mỹ này hồi đó ổng tấn công như sao, bây giờ kể hết rồi.
nó sai rồi, nó kể bậy kể bạ, cười la, nhưng mà rất là vui. Yeah. Cười và khóc nó cùng lộn với nhau, cái quá khứ và cái hiện tại nó cùng một lúc. Thì bây giờ mình chỉ là lấy cái chỗ này đưa lên tương lai thôi. Cho nên chi là cái idea viết sách và cái idea mà để là làm được những cái hàn gắn vết thương và nối lại giữa Việt Nam và Mỹ là nó bắt đầu từ đây. Thì cái chuyến đi đó đó là chuyến đi mà gặp cái ông thầy đó, ông đã nói với cô rồi là cô hỏi tôi muốn viết cuốn sách này viết được không. Ông quay lại ông hỏi mục đích gì, bà muốn viết cuốn sách này để làm gì. Tôi nói tại vì muốn kể lại cuộc chiến tranh nó khốc liệt như thế nào và bao nhiêu nạn nhân chiến tranh sao. Ông nói với mục đích là bà không được chỉ trách, bà không được đổ thừa, mà bà phải nhận lãnh là cái sứ mạng của bà trong tất cả những cái gì bà đã làm ra, bà đã gây ra, thì bà bây giờ bà phải thú tội trong cuốn sách này. So Trời deep. ơi, Why so? quá sao ông nói mà có giờ cái nốt của sáng cô mới xem là cái nốt đó, cho nên cô nói là mấy cái này đó là mình phải là kêu bằng game ghép lại hết, là vì á là người đó biên cho cô đó, cái chị đó đó chỉ biên cho cô. Ông nói đó giờ bà đến đây là bà lãnh cái sứ mạng của trời giao. Hồi đó trời ơi, những cái gì ông nói cô không có hiểu. Bây giờ cái ông nói hết rồi, cái trước khi mà cô rời nhà ông, cô nói thầy nếu mà con tới trước giờ thì sao, hay là sao con tới bữa qua thì sao, thì ông nói thì bà phải lãnh cái nhiệm vụ khác, mà bữa nay bà đến cái giờ đó thì trời giao cho bà đến, bà nghe những cái lời đó, bà nghe những cái mục đích đó, cái mission của bà đó, thì bà về như vậy là thôi. Tôi hỏi rồi bây giờ đó con rất muốn là dựng lên một cái tổ chức travel agent, du lịch, đưa người Việt Nam ở Mỹ về Việt Nam thăm, tại vì mình đi 2 lần gớt rồi, thì bây giờ mình muốn làm đó ngưng ngay, bà phải đi ở tù liền, Wow. ngưng ngay, việc này không phải việc của bà. Trời ơi con biết không, ra cái chỗ của ổng mà nó shaky kìa. Tại vì là ông nói rõ ràng là thiên, địa là địa. Good, bad, evil, it's all in một tờ giấy nhỏ nhỏ. Mà cô cần vẫn giữ cái tờ giấy đúng không Cô còn vẫn tất cả những thầy bói nào cô đi, ông thầy nào, cô? cô giữ hết. Tại vì cô như vậy cô mới study được mà để theo. Họ chỉ cho mình cái lối đi. Và mình phải tìm mình đi vào rừng, núi, băng sông lội suối, mình vẫn đi theo cái đường họ chỉ. Nếu như họ chỉ đúng, nếu họ chỉ theo đúng cái tâm của mình là mình cứ như vậy mình đi. Rồi cô không những là để nó, mà cô còn sẽ đóng khung, cô treo lên để cho người đời học hỏi những cái người này có thật hay giả. Những cái người như ổng vậy làm cho những cô mới cái đường vạch ra rõ ràng cụ thể cho cô đi như vậy đó. Rồi cái năm nào lên, cái năm nào xuống, nó như là stock exchange như vậy đó. Một năm nào nó lên thì người ta make lots of money, rồi con này nào nó xuống thì người ta lose everything. That me, that me, I already see it, right? Do chỗ đó đó cô không làm gì ngoài ra những cái việc ổng đã chỉ cho cô làm. Thì ông nói như vậy là ok, bây ông nói là ok, viết sách là ok. Cô mới về về Mỹ rồi cô bắt đầu viết một cuốn sách. Đến trong lúc đó đó là năm 86 mà cô ở bên Việt Nam cô trở về đó, thì cô đánh tiếp đánh tiếp đánh tiếp. Cô hồi đó là cô invest cho cái Apple 2C Cô là gì? Cô computer. Yeah, cái Apple 2C computer. Hồi đó là năm 87, 86, 87 gì là cô đã mua cho cô một cái Apple 2C computer. Wow. Con thấy không? Yeah. Là cô cứ ngồi cô khổ. Cô đánh. Yeah. Mà tiếng Anh của cô đó là khi mà gõ vô trong cái máy vi tính nó không có đã bằng cái viết tay, bằng cái tay viết tay đó là nó automatically viết được, nên chỉ bề trên khi mà người trên giao phó cho mình là từ họ làm. Con biết không, cô viết tờ này cô lật tờ khác, cuốn này qua cuốn khác, con phải coi cái cuốn phim mà gọi là cái bằng communication with God and you get an idea, okay, that's based on true story too. Chỗ cô viết Communication with God.
communication with God. Ông đó sống ở Seattle, Washington đấy. Ừ, bạn của cô đấy. Đó thì là cô cứ ngồi cô viết cái thằng con đầu của cô đó, hồi đó nó high school, nó ở trong trường trung học đó. Cái nó ngồi nó đánh vô cho cô, nó cứ khỏ vô trong cái computer rồi cho cô, thì nó trút trẻ những cái tiếng Việt, nó bỏ ra những cái nó không hiểu gì đó. Cái cô làm là được 360 từ. Thì như vậy đó, là sau khi mà ở chiến ở bên bên Mỹ về, ở bên Việt Nam về năm 86, là cô lên được cái khúc đó, là cô cái năm cuối năm 87 một union đó, thế cô bạn chị phải đi cái này đó là cái writer conference. Cô ơi, con là ở con xin lỗi cô, cái máy nó mới break up. Cô nói lại từ năm 87, cô mới nói năm 87. Cuối năm 87 thì là bà khách của cô, bà vô nhà hàng cô á, bà có đem theo một tờ báo. Cô nghe không? Con nghe được. Ok. Bà mới đem cho tờ báo, bà mới nói Lệ Lý, mày phải đi cái buổi này nè, 3 ngày writer conference in La Jolla. Mà hồi đó mà đi viết xuống 360 trang rồi đó, rồi người bạn mới nói là writer's conference. Đây, tại vì là họ biết là cô muốn viết cuốn sách, cho nên chi là họ cũng giúp cô để tìm cái thì bữa hôm nay họ đọc trong báo này, người ta thấy cái sẽ có một cái conference ở La Jolla, cho nên chị họ đi. Mà hồi đó mà ghi tên mà đi cái nó là 375 đô, lớn lắm, một weekend nhiều lắm. Làm sao mà đi mà trong khi bỏ nhà hàng 3 ngày, làm sao đi? Rứa mặt cái gì nó thúc giục cô phải đi. Chứ thì là cô đi thì là trời ơi, không biết hiểu biết một cái gì hết trơn á, là cũng là có 300-400 người mà họ là những cái thành phần mà agent, editor, tất cả những cái nhà lớn publishing house ở New York qua. Thì cô như con nai tơ trong rừng đó, chả biết gì vô gì hết. Cái rồi cái nghe nói mà hồi đó tiếng Anh mình cũng đâu có giỏi gì lắm. Cái đến chừng khi mà group broke up to small group á, cứ 10 người group, 10 người group, rồi có một người editor, người ta nghe cái câu chuyện của mình. Thì mỗi người đó là chỉ là được 1-2 phút present your story. What you want to try to tell us, right? What in that 1 minute? Thì là người thì kẻ muốn viết sách là ly dị chồng, kẻ thì bỏ hút thuốc, người thì đi câu cá, I mean whatever they want to write, right? But then when my time này, trời ơi này, I've been raped này, I've been tortured này. I've been through the war in Vietnam. I am the Viet Cong. I am this. I did this. I came from this. What I'm here là. You know, within 1 minute. Mà khóc ròng rọi chứ không phải là ấy. Chứ không phải là nói. Trời ơi, có biết không? Mọi người người ta thâu cái câu chuyện của họ lại. Cái chuyện của họ lại nó. nó so different than what my right. Không có ai đá hòa nói lưỡi gì hết. Cái rồi cái ông đó ổng là Vietnam vet. Ổng thấu hiểu được. Cái xong rồi đó ổng không nói gì. Cái qua ngày thứ hai cũng không ai nói động gì hết. Trời ơi, đó là tối thứ sáu, là cái ngày thứ sáu là sai welcome in, right? Rồi ngày thứ bảy đó nè. Rồi trưa thứ bảy là họ làm như vậy đấy. Đến chừng tối thứ bảy cô về đó, trời ơi, cô khóc, cô nói cô ở nhà bà bạn của cô là bà Kathy Greenwood ở San Diego đây, ở gần La Jolla đó. Cô ở nhà bà, cái về cái bữa tối đó bà đi chơi với bồ bà, cô ở nhà mình cô không có nhà. Cô thiền, cái cô thấy những cái mà mình muốn á, tất nhiên là I want to sell my book, I want to meet somebody. Đó, chỉ là cái ước vọng của mình thôi. Cái cô thiền, rồi cái là cô khóc. Tất nhiên là nó làm như mình xả khóc. Thì bà đi vào bà nói, what the matter, why don't you turn on the light? Khi cô khóc ròng rọi, cô nói, oh, I am pray.
I'm free. I want to sell my book. I want to meet somebody. Đó, nói vậy. 6 ngày cô đi. Đó là sáng chủ nhật rồi. Là còn có đến trưa là hết rồi. Cái là sáng chủ nhật đó tập trung hết lại là mọi người là any question cái này. Cô đứng lên cô nói, here. Here. My story. Dọn vậy đó cô. Họ là họ nói tiếng Anh lóc lóc. Họ nói này, nó kêu cô chỉ here. It's my story. I come from Vietnam. Là. Con đã từng tham gia conference, writer conference, con cũng biết cái hoàn cảnh đó exactly như thế nào. Nó rụng rợn cho những người mà con nói tiếng Việt, con sang để ở Mỹ, con nói tiếng Anh. Mà con còn đã intimidated, con là đã vô bước vô mấy cái chỗ rồi là con nó rất là sợ hãi. Là tại vì những cái ông lớn mà họ làm cái này nhiều năm rồi, những người writer người ta viết cả chục năm rồi, con hiểu được cái tình trạng, cái feeling của cô cầm được cái này là... con ngồi con suy nghĩ lắc đầu. But cho nên chỉ là tất cả cái gì nó phải có cái duyên. Yeah. Mình phải nắm những cái duyên đó, mình phải hiểu và mình when you turn, you just stand up and do it, right? So after that, then he come, he said, I want to hear more about your story, but you have to work with it. Kêu ông editor. Yeah. Ông editor đó. Cái rồi cái ông mới nói rằng bạch you need to work with an agent, tất nhiên là phải có người agent làm. Cái I will introduce you. Wow. Trong cái ngày đó cô biết thì cô gặp ổng này, ổng chịu mua cuốn sách cô này, bà agent chịu làm agent của cô này, ông chê word muốn làm cùng một lúc luôn. Cho nên cái press cái đêm đó đối với cô đó là một cái là gọi là cái bằng thiên chỉ ngay xuống là số mệnh của bà là bà phải làm này. Ô trời ơi, đó là cuối năm 87 đến chừng tháng 3 năm 18 là cô trở về Việt Nam. Là cô hồi đó là đã có cái contract với Double D rồi. Double D là một cái sách book publication company rất là lớn, rất là nổi danh. Con thấy Double D lúc mà con nghiên cứu về cô, con thấy sao mà một người nói tiếng Việt, nói tiếng Anh chưa mà được một cái contract Double D, con rất là ngạc nhiên. Bây giờ con mới hiểu tại sao mà một cái công ty như là Double D họ họ dòm ngó tới cái việc của cô viết sách như vậy. Con rất là ngạc nhiên, cái đó Double D, you know, big big company. Mà con biết hồi đó là đã có 22 nhà xuất bản turn me down rồi. Oh really? Yeah, tại vì sao? Cô gửi đi 30 mấy tờ đó đó. Cô gửi đi cái kiểu của cô đó với một cái thơ á. Cho nên chỉ là họ không có muốn đọc và họ reject một cách rằng I don't want to deal with the commoners, hay là I don't want to, you know, deal enemy with enemy. Họ nhìn Việt Nam mình đó là một cái kế gì mà thù oán, ghê tởm, không muốn nghĩ đến, không muốn nói đến, không muốn nhắc đến nữa. Mà người ta thấy người Việt Nam người ta nghĩ là Việt Cộng, ý của cô nói là... Yeah, cho nghĩ tại vì câu chuyện của cô trong đó, cô kể lại hồi ở quê á. Là cô đó đứa cái rồi cô biết không, nhưng mà có một nhà xuất bản nhỏ thôi ở Denver đi đến cô tới nhà cô gặp cô và gửi người muốn viết câu chuyện với cô, nhưng mà ông trả cô có 2,000 à. Cái cô tự trong cái lương tâm của mình nó không nhận, không chấp nhận. Thành con của cô nó muốn cô nhận, cô nói rằng better than nothing. Nhưng mà cô nói rằng nó too small. Hồi đó cái đầu óc của mình cũng thông minh đủ là cái big one và cái small one. Cô hiểu không? Thế xong rồi cái cô từ chối cái đó. Mà sau này là Double D, cũng như con nói, không phải dễ vô được mấy cái dòng đó. Thì đấy. Mà cái sau khi cái là cô lên, khi mà cô ôi trời cho nó nói ra thì nó nhiều lắm về tâm linh đó con. Nói ra là rất nhiều. Thì khi mà cô, bà agent của cô gửi cho cô cái contract mà để sai với Double D đó, thì mới gửi lên cái địa chỉ này đây, cái nhà này cô đang ở đây. Thì là cô bay về Việt Nam là cô phải stop ở San Francisco. Ông Che Wood là ông co-rider với cô, ông gặp cô ở San Francisco Airport để cô đưa cái nó cho ông, để cho về ông ký tên, ông gửi lại cho bà agent của cô. Còn cô thì tiếp tục đi về Việt Nam. Trong cái chuyến đi về Việt Nam mà khi mà cô lên cô gặp cái ông thầy đó đó, con biết ông hỏi cô câu thứ hai, ông hỏi cô là sao không? Trước khi bà đi đây đó, bà đã có người đã phong danh hả? Tức nhiên là promote you từ người quân cho đến
từ người dân cho đến người quân. Cô chả biết ông nói cái gì, chả biết quân là cái gì, quân cái gì. Ông nói rồi đây đó, bà bây giờ bà mới đồ giếng thôi. Mà khi mà bà đào giếng, bà đào cho đến khi nào mà nước mà nó trôi, nó chảy ra, mà nó lên khỏi cái giếng, nó tràn trề ra đó, thì hồi đó bà mới được có là làm vua, mà dân tập nhờ bà. Trời ơi, ông nói gì, ông nói cô chả biết ông nói cái gì hết. Mà y như vậy đó, y như vậy. Tất nhiên là ông nói mình không tưởng tượng được cái chị mà lấy cái nốt đó biên rõ ràng đó, và chị còn hiện bây giờ chỉ qua chỉ sống ở San Jose đấy. Không có tưởng tượng được. Cho nên chị rằng ông nói rằng thì cái đó là cái contract đó đó, mà ông nói là promotion chứ cô đâu có biết là cái gì. Thì là từ đó về sau đó thì tự nhiên đó rồi nó đi lên. Nhưng mà cô nói với ổng, cô nói rằng con đâu có ăn học gì thầy, con chăn trâu mà ở quê, con đâu có học hành gì đâu mà viết sách viết đồ. Ổng nói mai là cô không học. Cho nên trời mới vô cho cô những cái việc này. Nếu mà cô ăn cao học rộng đó là cô làm những cái việc thấp đức. Amazing, cô ơi. See? Oh, wow. Cho nên chi là cô nên chấp nhận không ăn học của cô để cô làm được những cái việc này. Chứ nếu mà cô mà ăn cao học rộng đó, thì cô làm những việc thắt đức, cô bán nước, cô ăn, cô làm gì, cô nói cả một giây. Trời đất ơi, con để cô ra cái nhà của ổng rồi cô về. Một năm sau cô mới nhận được cái bốn lá số tử vi của cô. To rồi, cô phải đóng khung, cô treo lên tại nhà cô. Tại vì cái nhà này sẽ trở thành ra là một cái viện bảo tàng, những cái đó đó. Cái thì con biết đó là khi mà ổng đẹp ra, ổng nói những cái đó là cái nhận được cái tử vi của ổng là những cái năm nào mình lên và những cái năm nào xuống, là tất nhiên là quân tử là phải hoàng hậu á, là phải là có năm mà ra mặt, rồi cái năm là rút về núi. Thì ổng chỉ thấy cho mình thực hiện. Cho nên chi mà khi mà cái cúng cô dịp đó, cô biết đó là cái khi mà đông tay hội ngộ của cô mà cô phải rời là cô rời giao lệ cho họ. Khi mà mình đã đạt được cái mục đích của mình là mình rút, mình chỉ là làm đến đó là thôi, để cho họ hưởng, rồi cái nghiệp của họ tốt xấu nay xui họ hưởng. Cho nên chi cô found được cái second để cô làm theo cái việc của cô là red root. Cái việc của mình là làm theo những cái lời ông nói chỉ như vậy. Mình không có được làm mà ăn kiểu 300,000-400,000 đô một năm mà đi cái gì cũng first class. No, that's not what I'm here for about. No. Do chỗ đó đó, cho nên khi mà đông tay hội ngộ lên mà đã có mà hundreds of millions a year là nhường. Tự nhường, tự rút lui. Về núi ẩn nấp. Viết cuốn sách khác, làm việc khác. Right. Sợ lắm con. Yeah. Con mà con biết. Yeah. Cô ấy, rồi làm sao mà Oliver Stone... Không biết trời Phật là con sợ. Yeah. Làm sao mà Oliver Stone khám phá ra được cuốn sách của cô? Cái đó là cũng một cái mối mà gọi là cũng một cái duyên nữa. Là cái cuốn sách của cô khi mà ra đó là con không biết có thấy không, đó là Los Angeles Times. Làm là gọi condensed story in a Sunday magazine. New York Times, book review, front page. Một toàn cầu, chỉ là cần cái đó thôi. Cần cái New York Times mà nó open the door. Là đánh giá cuốn sách này như thế nào. Thì là họ theo như vậy họ lên. Thì chu cho là báo chí tất cả cái gì nó lên. Nhưng mà ông Oliver chưa có nắm được. Khi mà ông đọc cái Los Angeles Times down condensed book của cô rồi á, thì ông mới để ý. Trong lúc đó là ông đang quay cuốn phim The Bourne Four of July của ông Ron Covey. Đấy. Thì ông làm cuốn phim đó vừa xong, chưa có ra mắt, thì cái ông bác
Klein, ổng là documentary filmmaker. Ổng lên, ổng làm cái documentary, ổng hỏi ông Oliver về cái câu chuyện ổng đang làm cho ông COVID. Thì làm xong xuôi rồi, ông mới trao đổi say goodbye, thì ông kia mới hỏi ông Oliver là you have any more Vietnam story in you? Thì ông Oliver mới nói yes, one more. One more, that gal, that VC gal. See the one that I just read the review in Los Angeles Times about her book. Bob Klein said, I have her book in my car. You want? He ran to the car, get the book, give it to Oliver. Say, here. Oliver took that on his trip that day. Wherever he go, he landed. He called back. He said, Bob, I have to direct this movie. You can be the producer, but I am the direct this movie. And that is my Vietnam trilogy. Yeah, ba phim. You see? I mean, I did not try very hard at all. You know why? Because that I make a commitment. I make a commitment with God. Now, I'm talking about God. That is, I'm trời, okay? I don't want to misunderstand that God, okay? Nói rằng đó là bổn phận của con chỉ là work very hard and be very honest with what I'm doing. Okay? Tất cả những cái gì con làm là con làm theo lòng của con, tâm của con. Trời sai đâu con đi đó thôi. Còn nhiệm vụ của trời giúp cho con là connect me với những cái người mà có thẩm quyền. Giúp đưa những cái người mà đầy đủ khả năng để đưa cuốn sách này và cuốn phim này ra thế giới, thị trường thế giới. Because I don't know anybody. I don't know how to do it. But God knows what to do. I don't. So I give that to him. After 1988, I come back and viết ra ba tờ gọi là mission statements, yeah, or proposal or goal and objective. Okay, with all the English thing, right? So I, you know, write up just like, biết đâu viết gì, nhớ nó nói vậy đó. Tự trong tâm mình đưa ra thôi. Thì cô mới nhờ cái ông bạn của cô, ổng là người Việt Nam veteran, ổng là Mỹ mà ổng Navy veteran mà commander in Navy. Edited dùm cho cô. Ổng đọc, ổng nói, Lely, it takes you 10 lifetimes to do all this thing. I look at him and say, Peter, give me maximum 5 years, minimum 3 years. I complete all this for you. He thinks I'm cuckoo. Không tưởng tượng được, nói một cái lời đâu, nói mình ra mình cũng chả biết, tự trong tâm của mình thôi. Nào là viết sách, nào là phim, nào là foundation, nào là healing the wound, nào là teach movement. Tất nhiên tất cả cái gì á, nó tự tâm cô bỏ ra. Ông đọc cái đó, ông lắc đầu. Gọi là cũng như mắt mắt á. Không có cách nào mà làm được cái này. Cũng không khác gì khi mà cô về Việt Nam mà cô đưa cái proposal này cho họ. Và nói là đây là những cái công việc tôi muốn làm ở Việt Nam. Nào là mở trường học, bệnh viện, trẻ mồ côi, nước sạch nông thôn, cào kỳ xấu xí, tất nhiên là cái việc mình thấy là Việt Nam đang cần. Thì họ chỉ là nghĩ hai việc. Việc thứ nhất là CIA bỏ tiền ra cho cô làm. Việc thứ hai là cô khùng, cô điên, cô mất, cô giàu quá, cô không biết làm cái gì, cho nên cô tưởng tượng ra những cái kế mà nó dễ như vậy. Đất nước của họ, nhà nước của họ còn lo chưa được mấy cái đó, mắc gì mình về mình lo. Cái việc nó không bao giờ có. But that is what I see, that's what I think, that's how I feel, that's what I want to present. You know? I don't know how I did it, it just came. Cô ơi, con nghĩ là cái phần 2 mà con với cô ngồi xuống là phải có phần 2 chứ. Cái phần 1 này gần 3 tiếng rồi đó, 2 tiếng mấy, 2 tiếng rồi. Nếu mà con phải mà qua cái chapter tới mà về ngồi xuống bàn về bốn
tháng on set của ông Oliver Stone là con ấy là cái đó là cũng mất một tiếng nữa rồi. Đúng không cô? Con ngồi đó con có muốn nghe cả một tiếng. Rồi từ đó là con muốn nghe những cái foundation, những cái NGO work của cô. Con còn rất là nhiều câu hỏi. Thì con á, thì con nghĩ là bây giờ con với cô, nếu mà mình có mấy con ngưng ở đây làm phần 1, rồi con lên mạng, con cho lên YouTube, rồi con phân phối như vậy. Thì vài bữa nữa con với cô pick up từ cái giai đoạn mà ông Oliver Stone ông option hay là ông mua lại cái kịch bản, ông develop cái kịch bản rồi con muốn biết từ đó rồi go to the second half. Cái đó có ok với cô không? Ok con, nhưng mà là con nghĩ là người ta có hiểu cô nói gì không vậy? Dạ, cái đó thật ra không cần biết cô. Tại vì cái này là giữa con với cô đang làm việc. Con cần một cái sự ghi nhận của trên cái kêu bằng trên mạng. Có một cái, at least là cái người hiểu là sẽ hiểu. Và cái người không hiểu là cái này không phải là cho họ. Nhưng mà con nghĩ là những người mà hiểu được đó, thì cái này đối với con là nó là một cái rất là quý. Mà nếu mà đối với con là quý thì con biết phải có người thứ hai, người thứ ba cũng sẽ quý cái này. Thì cô cứ yên tâm là cái việc làm là cái phải làm cái việc làm con là một người con tạo ra cái kênh này là The Vietnamese. Con chỉ muốn ghi nhận những cái câu chuyện mà của người Việt Nam từ 5.000 năm về trước hay là 20 năm về trước, 100 năm về trước. Con cái gì mà dính líu tới sử, tiểu sử của nước Việt Nam, bên Úc, bên Pháp, bên Mỹ, bên Việt Nam là con muốn ghi nhận. Đây là cái sứ mệnh của con, là con muốn ghi lại. Thì con nghĩ là con người của con tìm tòi, con rất là mong mỏi được nghe những cái câu chuyện. Tại vì chính con lúc mà con là teenager, con coi phim Heaven and Earth, là con đã là coi cái phim đó là nó đã làm cho con rung động. Và con sanh ở đây, con không có biết một cái gì về cái chiến tranh, cái thời gian đó, mà con chỉ thấy là mấy cái phim mà Platoon hay là Full Metal Jacket hay là những cái phim chết chóc. Nhưng mà con đâu có biết là có cái personal story của một cô gái mười mấy tuổi bên Việt Nam, rồi tuần tự qua bên Mỹ. Cái phim của cô nó làm cho con rất là affect cái cách nhìn của cái thời chiến đó. Thì con được ngồi ngày hôm nay với cô là cả là một cái vinh dự. Mặc dù even nếu mà chỉ có con và cô coi cái này là cũng là enough để nó ra. Cô có một cái chỗ mà tell cái story là con very interested để nghe cái này, và con cũng hy vọng là qua những cái 1, 2, 3 năm mà cái này nó ở trên YouTube, rồi con phát triển, rồi con market cái kênh của con, thì họ sẽ có cơ hội để nghe những cái câu chuyện này. Thì con hy vọng là cô có thời gian con với cô vài bữa nữa là ngồi xuống thâu phần 2. Con hy vọng như vậy là ok với cô. Yes, ok với cô. Tại vì là cái này là có một cái đóng góp về văn hóa, về cái knowledge, về những cái wisdom. Chứ khi mà ai muốn gặp cô, họ nghĩ là cô muốn là ca tụng về cái thành quả của mình, hoặc Hollywood, hoặc những cái gì đó. Nhưng mà đối với cô thì cái đó tìm hiểu đủ trên mạng, trên đồ. Còn những cái mà nó gọi là hidden, những cái mà chôn giấu bề sâu, những cái cô vừa kể ra đó là nó chưa có một cái nào mà để nói về cô. Cho nên chị cô thích cái đó, cô cũng đồng ý với con là không phải là ai cũng ăn được ớt. Ớt nó cay, thật là cay. Chỉ là một số người biết ăn ớt, nhất là người Quảng Nam mới ăn ớt được. Cho nên chị cái này nó cũng hơi cay và hơi mặn. Cho nên chị ai mà có duyên thì dạ, cô hỏi cái câu hỏi đó. Con ngồi con suy nghĩ tới những người như là đàn anh của con là Việt Thanh Nguyễn. Đã ngồi chung với cô, có nói ok enough cho con rồi. Cô chị Diệp Vương, chị ngồi và giới thiệu con với cô là cái đó là đủ thành phần. Hai người đó là đủ thành phần cho con không nhắm mắt, con đi cái đường của con không cần biết là bao nhiêu người coi hay là bao nhiêu người để ý này. Con chỉ biết á, là hai cái người đó mà đã liên hệ với cô rồi, đó là cái đó là gold standard, đóng dấu mộc là ok cái này we're ready to go, this is I have to keep going with this story. So, yeah, con thấy là cái đó là
Còn nếu mà cô mà đi lên mấy cái đài rồi này nọ rồi con không thấy cái là con chưa nói tới Oliver Stone mà làm cuốn phim ra cái đó thì cả là một cái a different level. Nhưng mà từ cái Oliver Stone rồi đến tới anh Việt Thanh Nguyễn rồi chị Diệp, rồi chị Diệp mới cũng giới thiệu con qua Bác Lê Xuân Khoa. Con không, những cái này là con không biết một cái gì. Con nghĩ là cái thế hệ con 45 tuổi, không không có ai mà trong cái thế hệ của con mà 45 tuổi, even những người 50 tuổi chưa chắc họ đã đi tìm và lục lạo để biết cái văn hóa và cái sử của người Việt Nam mình sau thời chiến hay là trước thời chiến. Những cái này là nó quá quan trọng đối với con, mà con được cái cơ hội làm này là con rất là mừng, con vui lắm cô ơi. Well, that's good, con. That's very good. Tại vì là cô biết anh Khoa là trời ơi, từ hồi lúc ban đầu đến bây giờ, cho nên chỉ là thấy ảnh với là anh gì ở lớn là Sài Gòn, anh Đinh Xuân Thái. không, anh gì có cái nhà hàng đầu tiên ở Monza đó, Yeah, chưa con. thấy cái tên con, chưa cô thấy, chưa thấy tên ảnh ở đây nhá. Mà cho nên trên cộng đồng Việt Nam mình thì có nhiều người lắm, nhiều người mà cô biết, nhưng mà như thời kỳ mấy ảnh đi sớm hơn mình thì mình cũng thời kỳ đó thì gặp mấy ảnh, nhưng bây giờ mấy ảnh cũng lớn tuổi hết rồi thì cho nên Yeah. là cũng ít có gặp nữa. Con cũng gấp làm cái này đó cô, là tại vì nhiều người lớn tuổi rồi, nếu mà mất những người như là bác Khoa mà mất là Đó. nhổ nợ đó, là kêu Đó. bằng cái này là big problem, thì con rất là chạy nhanh, con cố gắng, con thâu con truy lùng, con đi tìm những cái câu chuyện mà của người Việt Nam, và con cũng đồng thời con cũng phải con những người rapper hay là những người nhạc sĩ bên Việt Nam mà 23 tuổi 18 tuổi con cũng do spend a lot of time để nghiên cứu cái đời của họ, tại vì đó cũng là một cái văn hóa của người Việt Nam mình tổng quát. Cái đó rất là quan trọng. Con cảm ơn cô once once again, con cảm ơn cô, rồi có gì vài bữa nữa con với cô dàn xếp part 2 cho trong cái Ok. review này. Con cảm ơn Very good con con. so much. Con nói nhiều quá hả? Trời, đối với con là chưa đủ á, con xin lỗi cô. Chưa chưa đủ chưa đủ thỏa mãn cái sự tìm tòi Tò của mò của con con. hả? Con tò mò lắm con ơi. Con hỏi cô một một nguyên một ngày còn được nữa, nhưng mà Nhiều lắm, cô cũng có nhiều việc mà để kể lắm, nhất là việc tâm linh. con cảm ơn cô, rồi có Ừ. gì Có để gì con, cô con hát, cô ca rồi cho cô nghe nữa nhắn. chứ. Chắc chắn là phần hai là bao gồm tất cả. Ok. Chào cô. Thank you con. Ừ. Biết cô có Yeah. thể kể con về cái lúc mà pre-production với ông Oliver Stone không? Trong cái thời gian đó thì cũng là rất là vui, nhưng mà là cũng là Nói naive á, là cô không có rành về phim ảnh. Thì cái thằng con của cô, thằng giữa đó, hồi đó nó đã làm việc với ổng rồi, cho nên khi rằng nó cũng biết thì nó là người trợ lý cho cô. Tommy làm lâu với lại Oliver Stone trước khi mà bắt đầu cái project của cô luôn. Right, yeah. 1989 á, là ông Oliver xuống San Diego gặp cô và có dự một buổi fundraising cho cái tổ chức của cô mà để gây quỹ về làm việc ở Việt Nam á. Thì thằng Tommy là nó mới ra trường high school thôi, thì nó mới xong xuôi rồi thấy ổng happy và cởi mở đó, cái nó mới lại nó nói rằng tôi muốn làm việc cho anh. Tôi nó giới thiệu nó là ai, rồi nó nói rằng I want to work for you, whatever you want me to do I will do. Mà nó 18 tuổi nhưng mà nó đẹp trai lắm, nó mau mắn lại làng lắm nhá. Rồi ổng nhìn nó cái là ổng nói ok, call my office, you get it. Cái rồi cái nó dọn lên trên Santa Monica, nó ở trên đó nó làm việc cho ổng ngay rồi từ năm 89. Thì cho đến năm 72 à 92 á thì nó bắt đầu cái phim của cô. Thì nó đã có kinh nghiệm rồi, thì nó là người research, thì nó cần cái gì nó hỏi cô, rồi cô với nó làm việc chung với nhau. Thì cũng dễ cho cô mà cũng dễ cho ông Oliver nữa, tại vì ổng không có thời gian mà hay là những cái người mà không rành về cái tư tưởng của cô hay là về những cái suy nghĩ của cô á, thì là rất khó làm việc. Cho nên chỉ là có thằng con của cô thì là mẹ con thì làm việc rất là sát với nhau, rồi đưa đoàn về Việt Nam mà để làm scout location.
Cho nên chỉ là đưa đoàn về rồi về quê cô để ổng research mà ổng đi tìm cô thì tất cả những cái gì cô nói trong cuốn sách nó có đúng hay không. Rồi đi những cái chỗ nào mà cô đã nói cô ở hay là những cái chỗ mà cũng như gặp hai người lính Mỹ đấy, hay là cái nhà của cô ở như thế nào, cái quê của cô từ sanh đẻ lớn lên có đúng như vậy không, thì ổng về và đưa cái đoàn 5 người scout location về. Thì đúng y như vậy hết. Thì hồi đó thì mới bắt đầu vô đề là làm việc. Thì xin phép nhà nước Việt Nam mà để mà quay ở Việt Nam đó, thì hồi đó là không phải dễ, là rất là khó khăn, là vì cái cơ sở gọi là cái infrastructure đó, nó không có. Những cái thông tin và những cái về mà cái technology đó, nó không có gì hết đó, cho nên chị rất khó làm việc đó. Thì về đó có làm việc với chính phủ Việt Nam 2 lần, nhưng mà cuối cùng phải qua bên Thái làm, chứ còn không có làm được ở Việt Nam. Mà tại sao mà làm ở Việt Nam không, nếu mà infrastructure không có, là tất nhiên chính phủ cho phép phái đoàn phim vô làm, hay là họ cho phép nhưng mà những cái dụng cụ không có? Both. Khi mà họ ok làm á thì là với mục đích là họ phải kiểm duyệt, mà đối với ông Oliver thì cái kiểm duyệt là rất là khó khăn, là vì mình làm từ sáng tới chiều là họ phải gỡ ra liền. Mà trong thời kỳ đó thì Việt Nam mình cũng mới mở ra, chưa có rành những cái việc này đó, lớn nhỏ như thế nào, cái đại quy mô của nó là một cuốn phim trời ơi, đâu phải là làm như Việt Nam mà 200-300 ngàn. Cho nên chi rồi cũng khó khăn. Thứ hai nữa là cái con người cũng không có một cái kinh nghiệm nào hết đó. Còn bên Thái thì giàu gì họ cũng có đi qua tìm ở bên Phi trước, ở nơi mà ổng quay cái phim ngày sinh ngày 4 tháng 7 á, thì qua đó trước. Nhưng mà qua đó thì tất cả những cái gì là cái phim trường hồi đó nó không có còn nữa. Thì họ đi, tại vì cái nhà của cô là ở ngay ở chùa Nông Nước, thì cái background á là có cái chùa Nông Nước. Thì khi mà ông về ông Thái như vậy thì phải đi tìm cái nơi nào mà nó đúng như trong phim. Con Thái là ở bên bên Phi, ở bên Thái nó có một cái núi thật là sao á, rồi cái đồng ruộng thật là đẹp, là y như vậy. Là cái làng của cô là ông về ông nói là đúng, nơi đó là đúng. Thì khi mình cái nhạc cụ đó mà chở qua Thái Lan á là cũng 2 tấn á con, đủ hết. Còn áo quần con biết là 1.000 bộ, cái gì cũng 1.000 cái nón, 1.000 bộ đồ, bộ đồ tất nhiên là mua vải rồi may á. Nhưng mà hồi nó cô chưa có rành, là về mua tàn là nón mới, áo quần cũng may mới hết tất cả. Trời ơi, đi qua bên Thái Lan đó người ta phải nhúng buồng, người ta phải xé ra, người ta làm cho nó rách rưới đi cho nó cũ. Uổng dễ sợ luôn cô tiếc. Cho nên chỉ là khi mà cô trở về làm cái phim thứ hai mà kêu bằng Vườn Hồng á, Làng Hồng á, ở ở Quảng Ngãi á, thì là cô thông minh rồi, cô mua mới, cô ra ngoài chợ cô đổi lấy cũ, rồi áo quần cũng vậy. Cho nên chỉ người dân cũng được nhờ, mà mình về mình khỏi có phải lo. Thì khi mà về chở đồ hết qua Việt Nam rồi, thì từ ở Việt Nam chở qua Thái Lan, thì cô về bên đó cô ở 3 tháng, dựng lên cái làng của cô. Làm rất là vui mà nó khỏe lắm, tại vì cô cũng có 30 người Thái á, người ta làm cho mình chỉ là chỉ huy cho họ làm thôi. Rồi làm xong rồi mới bỏ trâu vô, bỏ heo vô, bỏ gà, bỏ vịt, bỏ chó vô. Cho nên rồi nó mới thành ra là Ring the Village Alive Again. Rất là kỳ công. Cho nên chỉ là làm, họ không phải là lấy cái gì đã có mà họ sai from scratch. Không biết là lúa đó là phải 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 cấy 3 lần, làm ruộng 3 lần. Lần đầu thì là lụt trôi hết, cái lần thứ hai đó bị hạn không có nước, cái lần thứ ba đó phải là đem bao nhiêu máy bơm vô, rồi chở bao nhiêu phân vô để được kịp á. Ôi trời, làm kỳ công á. Cho nên giờ cô học được mấy cái đó rất là cái kinh nghiệm mà mình không bao giờ nghĩ là mình được có. Cái này Cho cũng nên như chị về Việt Nam thấy người ta làm lơ lơ làng làng, mình thấy uổng.
cho nên chỉ là cái phim nó không có giá trị là do cái chỗ đó. Làm cái mấy người làm phim Mỹ là người ta làm tới nơi tới chốn. Tới nơi tới chốn rất là kỳ công, con biết không? Một một scene là có thể là người ta quay đi quay lại 5-10 lần. Rồi trong 5-10 lần đó chỉ có một lần là được trong cái 10 lần đó. Cho nên chi là chú cho cái bằng ngoại cảnh và trong cảnh đó, rất là tốn công. Có mấy ông đạo diễn người ta còn 20-30 lần người ta quay tới quay lui, người ta kỹ lắm, có ông cả 100 lần ông quay tới quay lui. Đúng. Có một con biết là cái weather, cái thời tiết ấy, nó cũng rất là ảnh hưởng. Cho nên chi là mình ở trong quê á, là mình biết về những cái mà khi là cái bằng mưa là mưa núi, mưa là mưa biển, mà không biết là cái vùng ở Thái An là chỗ mà gọi là kêu bằng cả núi và cả biển, thì chiều là trời mưa. Cho nên chi ông Oliver Stone mới thường hỏi cô là sao bữa nay có quay được hay không. Thì là cô đó được rồi, để tôi gọi ông trời cái tôi trả lời lại. Thì tất nhiên là mình coi thử là cái mây á, gọi là mây non hay là mây già, mây mưa hay là mây không mưa. Thì mình lại mình cố vắng chảo là sẽ mưa hay là sẽ không mưa. Nhưng mà từ đó rồi cái gì ông cũng kêu cô hết. Cô làm với ổng bao lâu cô? Cô làm với ổng là bắt đầu cái ngày mà ổng option cái cuốn sách của cô là năm 89. Mà đến bây giờ là ổng có cái gì cũng kêu, cũng rủ, rồi cũng mái. Thì là trong cái thời gian đó là 2 năm dài đó. Tất nhiên là năm 89 là ổng option cái cuốn sách của cô. Rồi thỉnh thoảng là gặp nhau. Rồi cô có lên nhà của ổng mấy lần ở Santa Barbara đó. Là để mà mình trao đổi, mình nói những cái gì mà ổng hỏi đâu mà mình nói đó. Rồi cái ổng mới lần ổng mới lấy cái đó, thông tin đó, ổng mới viết cái kịch bản. Mà con biết là cô rất là impressed với cái sự viết kịch bản của ổng. Những cái người cô nghĩ đó là mấy cái người mà ở Hollywood như ổng á, là họ đọc cuốn sách của mình rồi tự họ suy nghĩ ra rồi họ viết theo cái kiểu cách của họ. Nhưng mà đối với cuốn sách của cô và những cái sự viết của ổng đó là ổng copy từ cuốn sách của cô qua bên cái kịch bản. Như một trang vậy là 2-3 câu hay là cái nào mà ổng thấy cái cần á, thì là ổng vô. Khi mà ổng gửi cho cô first draft mà để mà đọc á, cô rất là impressed, cô rất wow, cũng chính là hú hồn á. Mình sợ ổng viết ra tầm bậy tầm bạ, nó khác đi với cái idea của mình. Nhưng mà sau khi mình đọc cái đó rồi là mình thấy ông này hoàn toàn ổng làm rất là chu đáo, câu nào là theo câu đó chứ không có thêm không bớt gì hết, không có phân ra câu may mắn cái đó. Đúng, không thêm không bớt. Khi mà ổng thêm ổng bớt cái gì là ổng nói với mình cho rõ ràng cụ thể là lý do là ổng thêm bớt. Ví dụ như là ổng nói trời ơi, hai cuốn sách của bà mà nói hết mà kể những cái cuộc tình của bà có đó thì là cái phim này 7 tiếng mới xong. Và cho nên cho tôi phải là gom lại grab nó trở lại, group là còn có một nhân vật thôi, cho nên chỉ là mới được. Mà cũng là con biết là ổng là muốn 3 tiếng mà ở Warner Brothers thì nó chỉ là muốn 2 tiếng, cho nên cuối cùng là 2 tiếng rưỡi đấy. Vì cô quay là 4 tháng phải không cô? 3 tháng ở Thái, 1 tháng ở bên Mỹ. Rồi cái lúc mà cô quay như vậy đó, cô có làm quen với những người Việt Nam, tài tử Việt Nam không cô? Thì ở bên Thái thì sự thật ra là chỉ là mấy cái người mà trong đó thì toàn là mới hết, lần đầu tiên hết. Cho nên chị cũng chả có ai là tài tử Việt Nam. Con biết là trên 30.000 người mà chỉ là lựa chọn được cô Lê Thị Hiệp đấy. Cho nên là những cái thành phần actor hay là actress, actor đồ là toàn là mới hết, nhân vật mới hết. Chỉ là có chị Kiều Trinh đó, là hồi nó có gặp chị là ổng cũng muốn cho chị đóng cái vai mẹ đó. Nhưng mà cuối cùng không được rồi, cho nên chị cô Chong Chen đó là cổ đóng vai mẹ thì rất là cũng ổn cho chị Kiều Trinh. Nhưng mà là trong thời điểm đó thì nó như vậy. Rồi cái người mà chị Lê Thị Hiệp ấy, thì
là ông cast như thế nào, ông tìm cái cô đến cái chị đó như thế nào? À, khi mà đi gọi là casting call á, là trước nhất là xuống San Diego, nhưng mà cô bận quá, cô không có organize được. Cái xong rồi đó, cái là cái cô Heidi Levis, cổ là người casting director đó, là cổ thứ hai tuần sau cổ xuống đây, cổ quay phim ở đây. Thì cổ mới gặp, cô mới giới thiệu cổ như vậy, là bây giờ không có, mình không có thời gian giúp cổ, nên đang giới thiệu cổ qua cho cô Kiều Trinh á. Thì chị Kiều Trinh làm việc với cổ. Đó thì là cổ mới cái bằng keo gọi cộng đồng Việt Nam để ra mà casting nhé. Yeah. Rồi ở trong Little Sài Gòn, ở trong chỉ nhiều tiểu bang lắm, toàn nước Mỹ là chỗ nào mà cộng đồng nhiều, cộng đồng Việt Nam là có hết. Đó thì ở trong San Jose á, thì bữa hôm đó là cô không có ở đó, nhưng mà có nghe nói là cô Hiệp này với lại cô Em, là hai chị em đi swap meet chứ. Ở trên đường đi á, thì mới thấy người ta đứng sắp hàng làm gì đó, họ cũng chả biết là làm cái gì nữa. Cho nên chị hai chị em Hiệp Cầu Hòa là kêu để Ngân lại qua thử. Rồi cái Ngân lại thì người ta mới nói là người ta chọn lựa tài tử để đóng cái phim này. Thì hai chị em cũng là hoan vui rất đời. Nhưng mà không biết suốt một ngày vậy là chỉ một người cần có một phút thôi, mà hai chị em này đi vô cùng một lượt. Cái mà cast cái ái của ông Oliver là cô hai chị em cô Hòa với cô Hiệp vô cùng một lúc, mà cái vai mà ông cast là cái đây là hai chị em chị và chị Lan á, chị ruột của cô với lại cô á, là khi mà ông thấy cô Hiệp này đó mà hai chị em cãi lộn với nhau mà cô Hiệp này cổ quấn cho cô Hòa một bậc tai thật là tái lửa. Thì ông thấy như vậy là tất nhiên là cái hành động và cái động tác cô Hiệp rất là mạnh, và cái đưa cái dũng cảm của cô này ra là gọi là kêu bằng ông có thể rằng ông quốc với cổ được. Hồi đó cổ có mười mấy tuổi chứ mấy, 20 hình như 20 tuổi. Oliver Stone chứng kiến cô Hiệp này cô Hoa hồi lúc nào? Hồi vào casting nha, là tất nhiên là khi mà người ta có một cái phòng nhỏ nhỏ, người ta đưa vô trong cái phòng đó để cho người ta cast cái role đó. Thì người này ra người khác vô, người này ra người khác vô. Thì khi mà hai chị em này vô thì mỗi khúc đó là phải có một cái video. Họ video. Xong rồi đó, cái xong xuôi suốt một ngày đó có thể họ lựa 10 người hay là 20 người, ví dụ vậy. Người ta mới gỡ lên trong Oliver để cho ổng chấm. Thì là hay là không được thì họ đi dùng khác, không được thì họ đi dùng khác. Cho nên khi là ba mươi mấy ngàn người, mà chỉ là có khi mà ổng thấy cô Hiệp mà đánh bật tay vô cho cô em của là cô Hòa đó. Nhưng mà cái đó là đánh là ổng hay là cái người casting director kêu đánh, hay là tự nhiên hai chị em đang cãi lộn với nhau bình thường? Thì khi mà nó có cái script, đúng rồi. À, trong script đó, thì trong là script phải đánh cái... À, ok, yeah. Là cô Hiệp đánh cô em rất là cãi với nhau. Rồi rốt cuộc hai chị em có lọt vô phim, người em có lọt vô phim không cô? Không, chỉ có mình cùng Hiệp thôi. Hiệp cứ Hòa, nhưng mà có Hiệp thôi chứ còn không có Hòa. Mà lúc... Cô biết là cô... Dạ, cô nói đi cô. Cô nói là cô nghĩ như cô Hiệp á, là cái mạng của cô đó và cái missing in life á, là cổ chỉ là xuống đây chỉ là carry cái movie này áo thôi, và có chồng được hai đứa con, thì khi đó làm xong bổn phận rồi là cổ đi rất là nhẹ nhàng mà rất là thong thả, không biết không, vì không có tưởng tượng được mà nhờ cái đánh bạc tai đó mà được cái role này. Thì khi mà mình nhìn lại là mình thấy rằng tất cả cái gì trên đời này có cái duyên, và những cái duyên đó đúng giờ đúng khác thì thành tựu trở lại, thì nó đưa ra những cái mà kết quả được, có hoa, có bông, có trái, nó đầy đủ. Là Việt Nam đạo Phật là gọi là cái duyên đó. Mà cái người mà ông Oliver Stone lựa là chị Hiệp này đó, thì lúc đó cô có cái lời ý kiến gì cho ông Oliver Stone là cái người này được hay không được không?
Ông có hỏi cô không? Không. Khi mà họ đã nhận rồi á, họ đã nhận rồi thì họ mới cho cô, họ mới hỏi ý kiến cô. Yeah. Mà hồi đó làm sao cô nói là không được. Trong khi người ta đã chọn 30 mấy ngàn người mà bây giờ chỉ có 5 người. 5 người để cho họ đưa cô coi rốt ráo lại đó. Thì là điều thứ nhất á, là cổ là người Đà Nẵng. Cổ ở cùng quê của cô đó. Là nó cái tư tưởng nó giống nhau, cái action nó cũng giống nhau. Đó. Thì là cho mẹ, gia đình cha mẹ họ cũng là đồn hòn chứ không phải là để mà cái này nó vô tình nhưng mà là cố ý. Yeah. Cho nên cái gì mà nó vô tình mà nó đưa lên như vậy là tất nhiên meant to be. Thì là cô thấy cổ là cô chấp nhận ngay. Thì khi mà họ đưa cho cô xem lại và ổng họ cũng có nói rằng trong 5 người nhưng mà chỉ là còn là có 2 người thôi. Là vì khi mà cô này có vấn đề gì là có một người standby để take it over. Thì là cô Hiệp đó là xuống ở đây, lần đầu tiên thì xuống ở với cô 1 tuần, rồi sau đó xuống ở với cô 2 tuần, rồi cũng như mẹ như con vậy đó. Wow, mà trong cái thời gian mà chị Hiệp ở chung với cô như vậy đó thì cô có làm những cái gì, động tác gì để cho chị Hiệp học hỏi về con người của cô không? Đưa những cái hình ảnh hồi mình còn nhỏ cái cỡ tuổi đó đó. Yeah. Như ông Oliver thì ông cũng có chỉ rằng là mình cũng train nữa cổ. Mình train cái tánh nết hay là train cái hồi nhỏ cái cỡ tuổi của mình như vậy đó. Mình làm cái gì rồi cũng như hai mẹ con tâm sự với nhau đó. Thì cổ thu được cái gì cổ thu thôi chứ mình đâu có biết làm sao hơn. Yeah. Nhưng mà cổ rất là sáng dạ, nói đau hiểu đó, nói một hiểu hai. Và những cái cử chỉ và cái động tác là rất là gọi là nó perfect. Nó really? Perfect. Wow. Ừ. Mà con người của chị Hiệp đâu có phải là người tài tử diễn viên gì đâu phải không cô? Đúng, đúng. Đấy, đấy. Cho nên chị nó đặc biệt là cái chỗ đó. Chứ nếu như mà người tài tử mà chuyên môn á, thì họ nẻo na, nẻo nải rồi ta đai rồi cũng như là nhũng nha, nhũng nhẽo á. Cho nên chị mình không làm việc được. Cô yeah. thì thực tế. Ừ. Cho nên chị cô này cũng như mình như vậy. Cho nên chị nói dễ là nhất như là sang áo sang quần lên là làm việc thôi chứ không có gọi là princess. Yeah. Không biết là khi mà đã mà làm kêu bằng những cái acting thì khi mà những cái acting đó mà mình là acting trên cái acting đó nữa thì nó mất tự nhiên. Yeah. Nó mất tự nhiên đấy. Cho nên chị cô cũng đã thấy nhiều người khi mà làm việc với người ta và thấy người ta catch những cái người mà vô chỗ đó mà gọi là cái bằng nhũng nho nhũng nhẽo á, nó thì không có ai đạo được, nó phải tự nhiên và nó phải là từ ở trong một cái tim óc họ ra tự nhiên như nhiên vậy thôi chứ không có muốn ác được cái gì. Ừ. Mỗi lần mà con nghĩ tới cái sự liên hệ của cô với cái người như là chị Hiệp á, con lúc nào con cũng thắc mắc là cái sự liên hệ nó mạnh thế nào, hay là nhiều khi một người như cô là cái này là cuộc đời của cô không chấp nhận cái người tài tử đó, thì trong đầu con lúc nào cũng replay cái sự relationship của hai người. Nhưng mà bây giờ ngày nay nó rõ ràng là cô bằng lòng và cô yểm trợ và support những cái việc học của chị Hiệp về cái movement của cô, cái con người của cô. Đúng rồi, tại là vì rằng không phải là dễ nghe con. Yeah. Cô thì cô luôn luôn là cô tin là nếu meant to be thì meant to be. Yeah. Thấy không? Tại vì một cái việc này nó không phải là một ngày hay là hai ngày mà nó cả mấy năm trời. Khi mà mình có tư tưởng viết cuốn sách rồi đấy, một cái tư tưởng mà làm thành phim, rồi phải tìm lựa những cái nhân vật từ ông bác chí ông chú, bà cô, bà dì, ba mẹ này kia khóc nọ, thì tất cả phải đi theo một cái hệ thống gọi là nề nếp đâu vào đó hết, ở trong một cái làng đó rồi như thế nào. Thì những cái vai đó mình kể trong cuốn sách thì họ có bóc cái vai đó ra và họ sẽ là đi lựa tìm những mấy cái người đó, chứ không phải là dễ. Yeah. Người trên trời, người dưới biển, không biết không, dưới đó mà cuối cùng lại đó, thì ông Oliver ông nói rồi, ông nói đây cũng như một trận giặc vậy, đi ra một cái bãi chiến trường vậy đó, người thì lính, người thì general, người thì làm công, kẻ thì ở đợ, thì là du thái là nó như thế là phức tạp lắm, nhưng mà cuối cùng rồi đó thì nó mới đau vào đó được. Thì là mình cứ như vậy đó mình làm thôi, mình chỉ là kêu bằng stand by và help họ
giúp họ được cái gì, mình hỗ trợ họ cho 101%. Chứ còn không có mà làm nửa chừng rồi than hay là trách hay là buồn hay là phiền. Nó đã on bài như vậy rồi là mình phải tin. Nó thí dụ như chẳng hạn bây giờ mình vô trong nhà hàng mình kêu gọi món phở, mình cứ suy nghĩ không biết họ nấu thịt gà hay họ nấu thịt bò hay họ nấu như cách nào, mình ra cái rồi mình thấy cái tô phở cái ôi hết ngon, tại vì cái tư tưởng của mình cứ nghĩ tới nghĩ lui này nọ, cho nên chứ thôi cứ để cho họ nấu đi, để cho họ làm việc, còn mình chỉ là standing by whatever need help I'm there. Yeah. Như vậy cho nên nó cũng ổng cũng dễ làm việc với mình mà mình cũng dễ làm việc với mọi người. Những cái kế mà mình thấy trong quê của mình như chẳng hạn như là hát ru con một cái đêm khuya dậy ở đâu một cái bài hát ru con, người mẹ ru con hát, thì là con biết 3 giờ sáng mình phải dậy mình hát cho mấy cái người thâu nhạc á. Yeah. Họ đi theo mình. Rồi cái chợ nó đông cá như thế nào, mấy giờ chợ đông thì mình cũng phải dậy đi ra đó để cho nó có cái sự ồn ào, nó phải có những cái sôi động như là cái chợ đấy. Sống hết, nó gọi là rất là sống động, chứ không có làm mà gọi là superficial. Cái này là cô thấy là rõ ràng, rất là good. Thì cho nên cái cuốn phim vừa rồi mà gọi là Five Day Blood đấy, là ông Oliver đó là giới thiệu cô với ông Buckley để mà làm cái phim đó. Nhưng mà ông nói cái này không, tuy không có làm với người Việt Nam mà cũng không có say violet rồi gì hết, vậy cho nên chi ổng ấy trong Oliver thích cô, rất là thích cô làm những cái việc mà xông pha ra như là một người nông dân vậy đó, cài bừa tất cả cái gì cô làm cũng được hết, cho nên chi ổng rất là tin cô những cái gì mà cô làm được, không có cô là ổng không làm được. Yeah. Không có confidence nổi mà để làm, cho nên chi thương là chỗ đó, người ta không có phải là cho ổng là biết hết tất cả, không, cái gì ổng cũng depend ở những cái người biết hơn ổng, cho nên chỉ người đó là thông minh. Người đó phải có bản lãnh lắm mới có cái tự hào là ok, giao quyền lại cho cái người mà thật sự họ biết như là cô. Cái người mà thiếu tự tin hay là cái người nào mà mặc cảm không bao giờ giao chìa khóa xe cho người khác được hết đó. Đó. Cho nên chỉ là cái đó mà khi mà cô gặp ổng một hai lần đầu là cô đã thấy là người này không phải là người mà cơ bằng thường, người tầm thường. Tại vì nhìn qua cái con người, nhìn qua cái tướng đi, cái cử chỉ, cái gọi là cái body á, nó rất là cân đối. Tất nhiên là không phải là ai xuống trái đất này cũng là hoàn toàn perfect, nearly perfect là đủ rồi. Mà khi mà mình nhìn ổng, những cái con người mà như ổng là nó có những cái gì đó mình nhìn được, mình hiểu được. Cho nên chỉ là cái thứ nhất là mình phải trust, nó phải có cái trust. Hả? Khi mà mình đã tin tưởng ổng rồi đó, những cái gì mà ổng không biết ổng hỏi mình offer, mình suggest, mình advise, làm hay cả ổng thấy thế not is him, nhưng mà mình không có force. Yeah. Mà thường thường cái gì mà cô suggest ổng nói you do it, cho nên chỉ cô có bãi vai trong đó là như vậy đó, whatever I suggest he just say you do it. Cô làm xong cái cuốn phim đó đó cô, rồi nó ra rạp đó, thì cô có đi với ổng đi quảng cáo phim với ổng không cô? Có chứ con, cô đi cái private jet. Đi trên private jet đi những cái nước nào mà hình như là 7-8 nước gì ở Âu Châu. Thì rất là đặc biệt là vì nó về ở trong cái mà làm ra thì mình mới biết. Không phải là mình khoe, nhưng mà mình mới biết rằng khi mà mình đã vô trong cái nó gọi là cái guide đó, cái movie guide hay là cái phim gì đó, thì nó có những cái mà đặc biệt là cái gì cũng phải first class, từ nhà ăn cho chỗ ở, tất cả những cái gì chẳng hạn tới phi trường đó là phải có xe của nhà nước đó ra đón rước. Mấy cái này là nó PR nó làm sẵn, Warner Brothers nó không phải là nhỏ. Trời ơi, làm mình mới thấy cái vĩ đại của nó, mình mới thấy cái kế mà nó cơ bằng. Cho nên chỉ là ra một cuốn phim mà để mà cơ bằng promote cái việc mà release một cái movie premiere, nó không phải là nhỏ, nó không phải là nhỏ, mà phải có là cho người ta xem, người ta thấy. Đó thì khi Việt Nam cũng vậy, về Việt Nam cũng là nhà nước ra phi trường đón, rồi đưa vô VIP room, rồi mới họp hội này kia phát nọ. Ở đâu cũng vậy hết, rồi đưa thẳng về những cái khách sạn nào đó.
Rồi chẳng hạn như cô đi ra những cái nước lạnh đó, như là qua bên UK, qua bên Anh đó, lạnh quá, lần đầu tiên cô đâu có biết, vậy là họ phải đưa cô đi mua mấy cái ô nỉ, ố 3-4 ngàn đô một cái luôn, để cho cô mặc, chứ không thôi lạnh chịu không nổi. Rồi đi đến đâu mà người ta thấy mình cần một cái gì là người ta đi đi làm liền, mà tội nghiệp cho cô, Hiệp với cô là vì gia đình cô, Hiệp cũng như gia đình của cô không có nằm về ở trong cái gọi là cái social class mà để mà mình mời họ đi cho nó đầy đủ support, không biết không. Vậy cho nên chỉ là ba má Hiệp cũng có đi đến thăm cô, nhưng mà tiếng Anh của họ rất là minimum, vậy cho nên chi rồi cũng cô đơn là vì không có cái không có ai support hết. Cô cũng vậy, gia đình cô ở Việt Nam và gia đình mình ở nông thôn ở quê thì làm sao họ hiểu biết được những cái tầm cỡ cái quốc tế như là cái phim Heaven and Earth được. Thì cho nên chỉ là cái thiệt thòi là cái chỗ đó, là vì mình không có, khi mà mình vinh quang lên như vậy thì là không có ai đứng sau mình mà kêu bằng oh it's good job. Chỉ là bạn bè, chỉ là những cái người mà trong cái giới đó thôi, chứ còn gia đình và con dòng họ thì không có ai hết, Không tham có gia. ba đứa con. Cái đó một cái nỗi buồn, tại vì cái cuộc sống mà của cô cái thời gian đó là về gia đình và về cái làng hay là về những cái này và dính líu trực tiếp với lại những người gia đình của cô, thì không có họ được chứng kiến những cái vinh quang, những buổi lễ lớn đó, nó rất là thiếu thốn. Đấy đấy là cái chỗ là tất nhiên là được mấy người mà trong một cái làng quê hẻo lánh như cô mà được đưa lên trên bản đồ quốc tế như vậy, mà đối với làng quê của mình đến giờ phút này không biết họ có biết hay không, họ xem mà có khổ một cái là không biết họ, khi mà cô đi ra những cái nước khác mà họ đứt cái tiếng của họ địa phương đó, thì sự thật cái con là mình không cho là cái nó của mình nữa, nó lạ, nó xa lạ, mà nó không có còn mình hiểu được những cái lời nói và những Cử chỉ. cái cảm tình đó nữa, nó xa lạ, nó giống như của ai á. Cho nên khi mà họ thấy mình ở trong cuốn phim đó, tuy rằng là cô Hiệp thì như má của cô qua bên này á, đưa bà đi xem cái premiere, thì bà ngồi bà nói ủa sao cô Hiệp cô đi trên trên bức tường á, tất nhiên là cái màn ảnh á đấy. Ý cho nên chỉ là họ chưa bao giờ đi xem mấy cái phim ở trong rạp hát thì họ làm sao họ hình dung được đấy, uổng không thấy không. Cho nên chứ nhưng mà thôi, rồi có kiếp sau nữa trong một kiếp này không, nên là hy vọng đầu thai trở lại để tái sanh nơi khác, mà để cho có những cái mà gọi là kêu bằng modern hơn, hơn thế kỷ 21. Mà cái cuộc đời của cô đó, sau khi cuốn phim nó ra rạp rồi chiếu được thời gian như vậy, rồi cái cuộc đời của cô có biến đổi sau đó không, hay là thật ra cũng như bình thường thôi? Cũng như bình thường thôi, chỉ có bận rộn hơn và người ta kính nể mình hơn, nhưng mà người ta cũng ganh ghét mình nhiều, rồi họ cũng thương xót cho mình khi họ đọc cuốn sách và họ xem cuốn phim thì họ thương xót cho mình nhiều, thật thân phận gái, và cũng trải qua rất nhiều. Nhưng mà cô luôn luôn nhắc lại là đối với những cái người mà chưa bao giờ từng trải ra như cô á, thì họ cho cái đó là kêu bằng ngoài sức tưởng tượng. Nhưng mà đối với những người Việt Nam mình ở trong nước và những cái người như chị cô và mẹ cô á, thì không cách nào so sánh với cuộc đời của cô và cuộc đời của họ được. Cuộc đời của họ là họ trải qua chống Pháp bao nhiêu chục năm, rồi cái sống cùng uống nước cái giếng đó, rồi cũng ngủ y cái giường tre đó, rồi cũng ở ngay cái này nhà đất đó, suốt một đời của họ họ chưa bao giờ hiểu một cái gì khác hơn. Thì cho nên chi rằng không có mình nói rằng ôi tôi trải qua nhiều lắm, không, cái đó để người khác nói, người người ta chịu hơn, nhiều cam khổ hơn mình họ nói. Chứ còn cô là cô luôn luôn cô nói rằng đối với các bạn thì tôi trải qua nhiều như vậy đó, nhưng mà đối với những cái người như mẹ tôi, chị tôi và bao nhiêu người Việt Nam khác thì tôi không có trải qua gì hết. Tại vì cô 14 tuổi cô mới rời làng, trong thời gian là ít nhất mình cũng 10 tuổi
thì mình mới biết cái này cái kia. Thì đến mà 14 tuổi thì trong có 4 năm thôi, mình đã trải qua như vậy rồi. Rồi đến chừng mà 16 tuổi thì cô trở về thì cô đã có con rồi. 17 tuổi cô bắt đầu cô đi làm cho sở Mỹ. Rồi 19 tuổi thì cô có chồng. Rồi năm 20 tuổi cô qua Mỹ. Thì đối với cuộc đời của cô, tất cả cái gì rất là ngắn, thâu gốc lại cho cô, để cho cô vượt qua hết rồi cô đi thôi. Cho nên chỉ là cô không có thấy cái curious được, là nói rằng cô trải qua này nhiều. Không nói được. Cái đó để cho những người chịu nhiều cảnh hơn mình họ nói, chứ còn cô rất là lucky. Con hỏi cô, ngoài ra cái cuốn phim này đó, cô nghĩ là mai mốt mà người ta nhắc tới tên cô đó thì cô muốn là người ta nhớ tới những cái gì về cuộc đời của cô? Nhớ là một người rằng trải qua bao nhiêu vấn đề như vậy rồi cũng không thay đổi gì nhiều. Là humble, kindness, giving back, và cuối cùng thì là để lại cho nhân thế những cái gì mà trong tương lai ai chưa hiểu Việt Nam thì hiểu thêm. Và ai chưa đọc những cuốn sách mà từng trải qua những cái thời gian cho bằng cái tuổi trẻ thanh thiếu nhi của mình á, và cũng như bao nhiêu người Việt Nam cái cỡ tuổi đó mất hết, chiến tranh lái hết cứ thấy của họ. Thì hy vọng rằng những cái người lãnh đạo trong tương lai đó, họ nhìn thấy như vậy rồi họ cũng có những cái tư tưởng rằng không nên tạo chiến tranh nữa, mà nên phải làm cho có những cái hòa bình. Và cái nhất là phải tha thứ, bỏ cái hận thù tranh chấp, mà để mà sống nhau trong một cái vũ trụ cho nó thanh bình, thái bình, an khang, lạc nghiệp. Là cái đó là mọi người trên thế gian này ai cũng mong muốn, chứ không có ai mong muốn trải qua như cô, hoặc là trải qua bao nhiêu người trên đất nước Việt Nam cũng như bao nhiêu nước khác. Hiện nay mình ngồi nói đây họ cũng vẫn trải qua y như vậy. Không kém con. Nhưng mà cô ơi, con hỏi cô cái câu này nha. Câu này, cái câu hỏi này con cũng thường hỏi những người trong đã từng trải qua đó, là cô nhìn lại cái cuộc sống của cô và cô so sánh với lại những người con của cô và cháu của cô đó, thì cuộc sống của những người con cháu của cô nó sướng 1000 lần hơn là cái đời sống của cô. Con cũng chắc lẽ là con đoán là cô không bao giờ thay đổi cái kinh nghiệm sống và những cái gì cô đã trải qua để cho nó sung sướng như là các con của cô. Nhưng mà cô cứ nhìn lại cô nói cái đời sống mà khó khăn và những cái mà cô đã trải qua nó quý hơn sống một cách sung sướng thái bình không? Nếu mà cô nhìn lại, cô có nghĩ là maybe những cái đau khổ nó không đến nỗi nào, cô nhìn lại nó không đến nỗi nào gần hơn là sung sướng rồi. Con cái nó như là những người con của cô làm sao mà nó bằng cái những cái lớp kinh nghiệm của cô được? Là con có biết cái bài ru con là nói rằng dưới dầu cầu giáng đông đinh, cầu tre lắc lẹo gặp gần khó đi mẹ dắt con đi, con thi trường học mẹ thi trường đời. Thi trường học á, nó có cái tốt riêng của nó, mà cái trường đời á là nó kinh nghiệm nó dài hơn, sâu hơn. Cho nên chia rằng con cô thấy cháu nội của cô mà cỡ tuổi của cô bây giờ là 14-15 tuổi, con gái đó. Thì cô cứ nghĩ trời ơi, cỡ tuổi của mình hồi nó nghe là đi sáng sớm ra là đi chăn trâu đó, rồi nó đâu có được ngồi trên lưng con trâu như mình, nó đâu được bắt rặn con trâu, nó đâu được xoay lỗ tai con trâu như mình. Bây giờ rờ đến con trâu là nó sợ, con thấy không? Đi về đó là đi bắt cá,
Trời ơi, bây giờ làm sao mà nó được xuống ở dưới ao, dưới sông mà xúc con ốc, con tép, bắt cá, rồi đi mốt lúa, đi gạt lúa, đi cái lúa. Nó không có cái kinh nghiệm đó con nè. Uổng, tội. Còn cái kinh nghiệm của nó thì bây giờ sáng ngày ra cha mẹ wrap up ở trường. Yeah. Rồi đến cái giờ thì pick up đem về nhà. Rồi ăn uống này kia khác nọ, rồi đi làm những cái việc là bên này đó thì cô không có nghĩ được làm mấy cái đó. Nhưng hồi trước á, là cô cũng đi đánh, gọi là đánh banh, đánh đồ con nít, đồ lội sông, lội bơi đồ, mà lội bên này xong qua bên kia xong mà ăn cắp một trái dưa hấu á. Chứ rồi làm cái phao mà trở về. Trời ơi, 10 tuổi mà đã được lội như vậy rồi. Còn bây giờ mấy đứa này bây giờ đâu có dám lấy nước nữa, như không có cha mẹ nó đứng sát bên cạnh. Cho nên như cái trường đời mà dạy mình á, là nó rất sâu và nó rất dày, và nó làm cho con người của mình nó thành ra cứng, đồng sét. Bỏ đâu cũng không sợ chết, bỏ đâu cũng không sợ đói, bỏ đâu cũng không sợ gì hết. Cho nên chỉ là mình làm của Việt Nam mình tiếng là cái bằng ẩu hay là nghị lực hay là phi thường. Nhưng mà không, tại vì cái gì mình cũng đã trải qua hết rồi. Bây giờ thấy cái ao, trời ơi muốn làm sao xuống nó bắt cá, xúc ốc. Thấy cái đống cỏ nào mà thiệt ái thì xuống nhổ. Nó tự nhiên cái con người của mình nó đi theo như cái kế mà mình làm như vậy. Còn con cháu của mình thì nó đâu có được mấy cái đó. Là cô cho cái đó là hạnh phúc, vì nó không có boring. Yeah. Nó không có cái gì mà trời ơi, con biết không, đắp một cái ao rồi tát hết nước ra, cái rồi bắt cá, rồi đem về rồi cúng, rồi cho người này rồi cho người kia. Bây giờ con cháu của mình nó đi bán cái bánh Girl Scouts. Không thấy không? Cho nên chỉ là đói là trèo lên cái ổi là hái rồi bỏ ăn rồi ơi. Thấy người ta cháo mía nhiều là đào xuống lỗ đem vô trọng bẻ mía ra ngoài ăn. Làm những cái mà con nít làm nó free. Yeah. Mà nó trời ơi, sống cái thời gian đó thì nó thật với con, chứ làm bên cha mẹ cái tình thương mà cha mẹ mà nồng nàn á, không bao giờ ôm hôn hít hay không bao giờ gì hết, nhưng mà nó có cái tình thương là củ khoai cũng chia làm đôi, không biết hôm trái bắp cũng chia làm năm. Những cái mà cơ bằng ở thôn quê á con, trời sáng trăng thì trải chiếu ra rồi đếm sao, hay là kể chuyện trăng gió mây mưa. Mấy cái đó con của mình bây giờ nó không có. Cho nên chỉ là cô thấy là tiếc là cái chỗ đó. Yeah. Không có I love you, không có mẹ yêu con, mẹ thương con. Đúng rồi, đó. Nhưng mà cái tình, nó cái tình yêu mà kêu bằng miếng cơm mà kêu bằng mẹ nhai, bỏ lên ngón tay rồi đút vô trong cái miệng của con á. Miếng cá đó thì phải nhắc rửa ra, mua một con cá về mà ăn, mà để cái xương thì mẹ muốt, một cái thịt thì cho con ăn đó. Mấy cái tình cảm đó chỉ có Việt Nam mình thôi. Chứ còn qua bên này thì cái gì cũng đầy đủ, cái gì cũng sung sướng, nhưng mà nó sướng cái riêng, nó khác. Nó không có cái tình cảm đó. Cho nên với các người Việt Nam của mình nặng tình, nặng nghĩa với cha mẹ là chỗ đó. Nhai cơm xuống nước, con ăn chơi cho mẹ nhờ. Đấy không? Thì cái tiếng bây giờ mà nói mà tiếng nhai cơm xuống nước thì hỏi thì ai hiểu. Ở quê thì hồi đó là phải vậy thôi. Yeah. Con nghe cô kể con cảm động quá. Tại vì con được cái tình yêu của mẹ của con rất là sâu đậm. Nhai cơm cho con hồi nhỏ cũng làm tất cả những cái mà cô kể. Nhưng mà vợ của con thì tại vì là thế hệ mới, không có những cái đó, nó không có, không thể nào mà so sánh được với mẹ con được. Bởi vậy cho nên chỉ biết rằng ở nhà quê mà như là con út như cô đó, là áo quần gói gắm là bao nhiêu lượt bà chị tới, bà chị tới, bà chị tới, ông anh tới, bà chị, rồi cuối cùng mới tới cô. Mà để cho ấm thân, mà để cho sống, cô sanh bị thiếu tháng đó. Cho nên chi là cha mẹ phải vất vả lắm, mà trong thời gian đó chúng có chiến tranh như Pháp nữa. Cho nên chi là gia đình phải phấn đấu lắm, ở quê mà không có ấm đủ cái sưởi ấm mà để mà cho cô sống.
mà có cái nghị lực nào đó cho cô sống sót thì cũng là một cái mà gọi là mai phước. Chứ còn ở trong làng là tại vì cực quá đi, con đông mà là tổng cư chạ tới chạ lui, nhà cửa bị đốt 5-3 lần, mà về mỗi lần về thì cô cánh trong cái gánh á. Cái cô nhớ một cái là để cô ngồi ở dưới gốc cây mít của nhà ông bác á, nhà mình thì đốt rồi không có chỗ vào nữa, cho nên như là để cô ngồi trên cái trong cái thúng để ở dưới gốc mít mà chờ ở thấy cái giấy mít chứ con, cái giấy mít trên cây mít nó đồn đen mà mình đói bụng mà mình thầy mà con nít làm sao biết rồi lên được. Đến chừng mà bò ra được á, thì không có là làm sao mà rớ lên được cái giấy mít đó, mà chỉ là lượm than thôi, mà lượm than đó mà ăn. Nhà nó cháy rồi giờ than đó không. Đó rồi cha mẹ thì ai cũng bận rộn bể mà kiếm ăn rồi xây lại cái nhà đó. Còn mình thì con nít cứ bò chỗ này chỗ kia lượm gì ăn hết đấy. Nhưng bây giờ mình nghĩ trở lại mấy cái thời kỳ đó mình mới thương cha mẹ mình, thấy không? Như là mình biết về là trong cái đâu phải là nói cha mẹ mình muốn sanh mình ra là mình ra được. Mình phải tự mình lựa chọn cái gia đình đó, mình đào thai vào để cho mình sanh ra một cái gia đình đó đúng thời kỳ điểm đó để mình làm được cái gì đó. Hồi đó mình không biết thì nó ôi con nào cũng như con nấy vậy, năm bảy người con nó đói khát gì đó rồi cũng sống mà trời nuôi lên cái máy. Nhưng mà khi mà mình đã học Phật Pháp, mình biết rồi là tất cả những chúng sanh trên trái gian này là ai cũng 9 tháng 10 ngày chọn lựa một cái gia đình đó vô. Và cái tình thương hay là tình cảm tới đâu là cũng do một cái nghiệp chướng của mình. Thì hồi đó mình chọn lựa vô cái gia đình đó, cái má cô là đã 46 tuổi rồi, đâu có còn sanh được nữa nữa mà cô lột ra. Lọt ra thiếu tháng thiếu ngày, trong khi là lạnh lẽo cực khổ thì không có ai nghĩ cô sống. Thì con cứ nghĩ đi, những bây giờ mình thấy con của mình như là cháu của mình nó xuống như là cục bột nữa, rất là đầy đủ. Nhưng mà là không biết rồi mai sau nó có lớn lên, nó có ngồi nó nghĩ lại cho ba má nó như mình bây giờ ngồi nghĩ lại ba mẹ mình, không thấy không? Rất là khó. Cho nên nó rằng tội nghĩ là con em gia đình Việt Nam mà ở trong nông thôn thì khổ lắm, ở đâu cũng vậy, Bắc Nam Trung gì cũng vậy, nghèo khó đói khổ mà lại chiến tranh, mà con người thiệt vô thường thiệt. Cô mới vừa đọc cuốn sách vừa xong là cái bằng trên đường mòn Hồ Chí Minh mà do những cái người phụ nữ người ta say đó. Ôi cha, mình không có so sánh bằng một cái lông chân của họ, cho nên chị đừng có nghĩ rằng mình trải qua nhiều. Đấy cái người đó kìa. Cô về Việt Nam cô lập ra những cái NGO phải không cô? Mà cô có hai cái NGO. Yeah. Cái NGO trước là đó là Đông Tai Hội Ngộ đó. Là cô giải thích cho con cái NGO tiếng Việt dịch ra làm sao cô? Là tổ chức phi chính phủ. Thì hồi đó về Việt Nam thì không có ai nghĩ cái gì mà phi chính phủ. Không biết là Việt Nam là cái gì cũng phải là do chính phủ chứ không có cái gì phi chính phủ. Còn ở bên này NGO là do tư nhân đứng ra làm, là phi chính phủ. Ai muốn làm thì làm thôi. Thì khi mà những cái năm đầu tiên mà kêu bằng 85, 86 mà người như cô mà trở về Việt Nam là một vấn đề khó. Thì bữa hôm đó cô cũng có nói rồi đó, là cô về Việt Nam xong rồi thì cô thấy rằng bây giờ chỉ là một cách là giúp Việt Nam thôi. Chứ cũng đó, cái nghèo khổ của mình hồi bé con đó, là bây giờ nó mới tác động cho mình trở về giúp những cái người nghèo khổ như mình, cô thấy không? Dạ. Yeah. Đó là đó. Thì về thì hồi đó là làm cái gì cũng phải là qua nhà nước Việt Nam, rồi bên Mỹ này làm gì cũng phải qua nhà nước Mỹ, tại vì hai bên là chưa có quan hệ ngoại giao và cấm vận, cho nên chỉ những cái người Việt mà sống ở đây mà có quốc tịch Mỹ nhưng mà về Việt Nam làm việc không phải là dễ dàng. Thì làm được cái gì thì mình làm. Nói vậy chứ học cái gì cũng người ta nói đó, là ông bà mình đã nói rằng nếu như mà con có một cây kẹo con lẫm vô trong miệng con cái nó đau mất tiêu. Nhưng mà con chia năm xẻ bãi ra thì người này được một chút, người khác được chút.
về đào cái giếng, ví dụ vậy, là được cả làng, cả xóm. Tại vì mình lớn lên, mình đã nhờ cái giếng đó mà mình sống. Thì cha mẹ mình đã nhờ cái giếng đó mà phụ giúp cho một cái làng luôn, hai ba làng luôn. Đó thì mình đã thấy cái nó rõ ràng. Bây giờ mình về mình đào một cái giếng, mình giúp cho một cái làng đó, cái xã đó. Như vậy là người ta đâu có biết mình là ai, nhưng mà họ nhờ miếng nước đó hủ. Thì cái đó là cũng là một cái kế mà nên làm. Thì đến chừng mà đào giếng xong rồi thì gán vô những cái găng tơ, gán vô những cái ống nước là nước sạch nông thôn đấy, là đưa về những cái làng quê hẻo lánh. Chưa bao giờ họ, khi mà mỗi lần mà đi gánh một đôi nước không phải là dễ, họ phải chèo cái thuyền họ đi. Bây giờ mình đem tắm tận nè, rồi lần lượt qua là giáo dục, rồi y tế, rồi về hố xí, rồi tất nhiên là phần từ A to Z, làm cần đâu thì mình làm đó, kêu đâu thì mình đáp ứng đó, nếu mình có khả năng. Thí dụ là cái đào cái nước giếng á cô, ngày nay Việt Nam mình có đầy đủ cái đó chưa, hay là những cái việc như vậy là vẫn còn thiếu sót rất là nhiều trong những cái làng nhỏ nhỏ? Ở trong quê thì không bao giờ đủ đâu con, tại vì làm trước, nếu như mình không làm đồng hoàng là làm trước hư sao. Rồi hai nữa là mình đưa lên những cái nó gọi là cái bể nước á, cái bể nước rồi cái nó mới chảy trở xuống được, bơm nước lên thì nó mới chảy trở xuống. Thì khi mà lau ngày thì nó nứt, nó bể. Rồi tiếng Việt Nam mình á là cây bằng choa chung, chết không ai khóc. Chứ không phải như bay này mà mình thấy cái giếng đó là trong cộng đồng này nhờ. Thì bây giờ nó hư hay là nó bể thì mình tự động mình đứng ra mình repair, phải không? Mình bổ nó này kia khoác nọ. Nhưng mà Việt Nam mình thì không có. Để vậy rồi kệ cho nó, làm gì làm của tao đâu, tao sửa vậy thôi. Cho nên chỉ làm trước hư sao, làm cái gì cũng vậy hết. Người ta để xuống cấp quá chừng rồi nó trở lại là số 0. Ở trong thôn quê á, thì giàu gì mình có bỏ ra một số kinh phí mà để cho có người lo này kia khoác nọ, nhưng mà cái trình độ người ta tới đó thôi. Tới đó thôi. Cũng đó thì bây giờ trong ở trong vùng miền Tây đồ đó thì cũng có đầy đủ, mà nước không phải là nước mà đưa vô tận nơi, mà còn nước mà khử trùng khác trùng đồ hết nữa rồi đó. Cho nên chỉ được cái đó là người ta ủng hộ cái đó rất nhiều. Rồi hố xí cũng vậy nữa, hồi trước là ra đồng. Việt Nam mình có cao những cái bằng không có gì sướng hơn là cái bằng gì đó ăn cá rô ở đồng gì đó, nhưng mà bây giờ mình phải là cho người ta làm ở trong hố xí trong nhà, thì cái đó cũng là một cái niềm tốt. Nhưng mà hố xí là cái gì cô? Cầu tiêu. Bathroom hả? Đó. Như cái bồn tắm nó nhà nào mà đầy đủ tiện nghi thì cả luôn cầu tiêu bồn tắm luôn. Thì mấy cái này thì nó cũng lần lượt chứ mình sống trong 21 rồi, mình thời điểm này mà không lẽ cứ ra ngoài đồng mà không biết là nó lạnh, nó lẻo, mà nó rất là mất vệ sinh, mà trong cái thời kỳ mà như dịch như vậy thì bây giờ làm sao. Ôi chà, kể ra mà làm việc về xã hội thì không thấy đâu con, không bao giờ thấy. Tại vì cái lớp này lớn lên mà không tha đổi thì cái lớp sau nó cũng tiếp tục như vậy. Nhất là phụ nữ, nhất là con em, con gái á, cực lắm. Cái hố xí trong trường học và những trong bệnh viện, trong trạm xá đồ còn sơ sài lắm, còn xa xui lắm. Cho nên chi mình cũng nên cần về giúp, và về cũng là làm sao mà cái giáo dục á, con em á, đưa nâng cấp, nâng cao cái hiểu biết lên thì mới nhờ được. Cái đó mới là cái khó. Cái khó đây. Dạ. Nâng cấp cái trình độ dân trí mà trong những cái làng nhỏ nhỏ là cả là một vấn đề. Cả một vấn đề đó. Bây giờ mà mấy năm cuối cùng đây á, cô lên trên những cái vùng miền núi mà cái vùng người thiểu số á. Dạ. Y như vậy Việt Nam của mình hồi 30 năm về trước như vậy. Không khác gì. Không khác gì hết. Rồi những cái lúc mà cô tạo ra cái NGO đó cô, làm sao mà cái tài chính và cái support, cái tiền mà ủng hộ tài chính, cái đó làm sao mà mình khuyên tiền được cô? Trời đất cũng thương cô, là tiền trong cái phim và hai cuốn sách của cô. Mà hồi đó mà cô đi lecture những cái trường đại học này, trường đại học kia,
Hello, cô đi làm những cái việc mà gọi là kêu bằng consulting đó, là đưa hết vô cho trong trong đông tây hội ngộ, đưa hết tất cả những cái gì. Không những như vậy đó mà cô còn refinance cái nhà của cô ba bốn lần, năm bảy lượt, rồi cô vay chỗ này cô mượn chỗ kia, thiếu đâu là mình phải bỏ đó thôi, mình làm cho nó được việc. Chứ mà bây giờ mà cứ là không có tiền thì chưa làm được thì biết hồi nào cho nó được. Thì thôi mình cứ làm đi, mình làm đi, mình làm cho khi nào mà không còn một cái gì nữa hết rồi hồi đó hả tính. Chứ còn hồi đó mà đi xin mấy cái người Mỹ là nhất là cộng đồng Việt Nam mà nói đấy, mà xin tiền về mình giúp đỡ Việt Nam là vô cùng khó khăn. Mà nếu như mà mình mà cần mà viết những cái dự án, viết grant rồi này kia là mình phải có tiền thuê mấy cái người đó viết. Rồi tiền thì vô không không biết, nhưng mà tiền mình phải ra cho họ viết trước đấy, cho nên chỉ là cái ra nó nhiều hơn. Cho nên cô nghĩ là thôi mình cứ làm nhỏ nhỏ vậy rồi đưa hết tiền về Việt Nam, tại vì 1.000 đô ở bên Mỹ không có tới đâu, nhưng mà hồi đó mà 1.000 đô đem về Việt Nam là vô cùng lớn. Rồi cô còn hiện giờ còn làm NGO không cô? Cô cũng làm, cô làm, nhưng mà cô làm trực tiếp á, bây giờ thì dễ dãi hơn rồi, chứ hồi trước thì phải qua tổ chức này qua tổ chức nọ. Nên nhưng mà mấy năm sau này thì cô về cô làm trực tiếp, chứ những bệnh viện á, như bệnh viện ung bướu á, về những cái nạn nhân bị ung thư á con, nhất là trẻ em, tại vì cô với cô Hiệp đó là đã hứa là đã làm như đó. Chứ còn bây giờ nói gì cho Việt Nam cũng đầy đủ rồi con nè. Còn bây giờ cái khó khăn là những cái thành phần mấy cái người ở trên miền núi đó, mà họ bị những bệnh này kia khó, nọ đến bệnh viện cho là miễn phí đó, nhưng mà phải có tiền chứ không phải là nó miễn phí hoàn toàn không. Rồi khi mà gặp những cái khó khăn như chẳng hạn như người ta mất đi rồi không có đường về, không có tiền để về xe, rồi cho nên mình cũng giúp được cái gì mình giúp, tất nhiên là giúp tặng chỗ giúp Nga tại đó rồi thôi, chứ còn cô không có làm dự án lớn như hồi trước nữa. Bây giờ tuổi này thì bây giờ cô trở lại về văn chương, cô còn những cái mà cô mong muốn làm mà chưa làm được thì cô làm thôi, chứ còn cô Con cũng định hỏi cô là cô còn một cái cuốn sách nào cô đang viết hay là cô working on không? trong 35 năm này là cô làm bao nhiêu dự án Việt Nam lớn nhỏ. Nhưng mà ngồi ra dự án thì nó có nhiều câu chuyện, nó đi theo cái dự án. Cho nên chỉ bây giờ cô muốn lựa một cái số hình đó để mình làm một cuốn sách mà gọi là kêu bằng table, coffee table, photo books. Thì cái đó thì mình kể những cái câu chuyện nó đi theo cái tấm hình đó. Cô kể cho cô một cái thí dụ thôi. Hai cái thí dụ. Thì khi mà nói với cô phụ tá mình nó là con ra con nói với em bé đó đi bán giấy số đó, vô ăn tô phở rồi đi bán cho nó ấm bụng. Cái thì cổ không đi, cổ mắc cỡ cổ không đi, cái cổ mới biểu cái cô mà dọn bàn á ở trong nhà hàng đó, cổ nói em ra kêu cái thằng đó nó vô nó ăn cái tô bún với cô. Cái thì mình thấy mình cũng đã khó chịu rồi, cái cô kia có kêu cái chú nó vô thì chú nó tưởng đâu là mình mua vé số, cho nên chú hứng hở chạy vô nói con ngồi đây ăn với cô tô bún mà con ăn con đi bán nó ấm bụng. Kêu tô bún lên té ra là chú không có hai cái tay. Thì bây giờ đó rằng hỏi ủa thì mình kêu tô bún mà không có tay thì làm sao ăn con. Nó kêu cô ơi, một là cô đút con, hai là con cho cô ổ bánh mì thì con cầm hai cái cỏ này nè, thì mình lật đật mình đi thì cái cô kia có ăn rồi, cô nói con đút cho chú đi chứ còn chú làm sao chú ăn. Cái cô nó ai làm kỳ rứa không đút, kêu cái cô trong nhà hàng đó, kêu cô bồi bàn đó, nó em đút cái cho cái thằng này đi. Cho nó cô à, cô đi làm với tôi là cô làm nhân đạo, cô không cách nào mà cô đối xử với một người tàn tật như vậy, cái đó là vô nhân độ chứ không phải là nhân độ. Có mấy hôm cô thả cái tô phở của cô xuống mà cô đút cho chú đó ăn, ăn hết cái tô phở của chú rồi đút cần nguyên của cô bao nhiêu đút cho chú đó ăn. Mà cô biết không, những cái cử chỉ đó đó cô thấy con người nó không có một cái tình người, nó không có cái gì mà gọi là kêu bằng touch trong cái soul. Đó. Cô không bao giờ quên, không bao giờ quên cái chú bé đó chừng cỡ 10 tuổi thôi.
mà hỏi con ăn sao, bị lý do nào cái tai con vậy, thì nó nói là hồi trước nó đi lượm mà đồ đồ xa xí bán á, cái rồi gặp mì nó nổ, hồi nó mới có 8-9 tuổi gì đó. Cho nên chứ bây giờ đó là ăn thì chỉ là ăn được bánh mì rồi cầm hai cái chỏ tay này mà gặm, con nghĩ mà cứ tưởng tượng đi đó. Mà trong khi mà mình nhờ người nhất rồi mình nhờ người thứ hai mà không có ai, cái nó kỳ đó, làm cái đó, làm mấy cái đó kỳ đó, thì mình nghĩ thêm cái tình người đâu đó là một. Cái thứ hai nữa là trời ơi, khi mà những cái mùa đông mà về Đà Nẵng làm việc á, làm xong rồi cái cô depressed dễ sợ luôn. Một bên thì bao nhiêu việc làm không hết, tiền thì không đủ đâu vào đâu, mà cái weather là mùa miền Trung mà những cái mùa tháng 9, tháng 10 nó lạnh mà nó u ấm mà nó nặng nề lắm, thì nó depressed, thì cô mới vô thành phố Hồ Chí Minh để cô lặng lượt cô bay về. Mà về trong thành phố lại còn depressed hơn nữa, đông đúc ồn ào nó nấu nhiệt, mà trong khi mình thì trong ban việc viện mà để mà làm tính tới tính lui, mới xách điện thoại mới gọi bà bạn, anh nói nè đi ăn tối không, để có người nào mà mình tâm sự cho cái nỗi buồn của mình nó bớt nhẹ đi á. Thế cô nói được đó, đi. Cái thì đi thì mình đã trong thâm tâm mình đã nghĩ là chỗ nào mình muốn đi rồi, thì cô tới cô ăn mặc cũng hơi sang chút, mình nói trời ơi đi mấy chỗ này bình dân lắm mà ăn mặc sang như vậy vô trong nó thấy kỳ lắm. Ở nó đi đâu mà nó sang, nó nói tại vì hồi trước là mình thường ăn ở chỗ ngõ 6, ngõ 7 gì đó, nên cho nên chứ bây giờ mình lên chỗ đó mình gặp cái gì mình ăn nấy cho nó vui. Cái cũng nói trời ơi chỗ nó ăn người đi sinh không à. Tôi nói đó cho nên chứ tôi cần đi tới mấy cái chỗ đó, chứ còn đi mấy cái chỗ sang trọng thì tôi không đi. Cái thì cũng ráng đi theo mình, đi lên trên đó cái mình mới nói với cái chủ quán đó, nó chỉ cần một cái bàn thiệt dài chừng khoảng là 15-20 người. Thì cô này cô nói ủa chị mời ơn như rứa. Tôi nói tôi có bạn nhiều lắm, mời họ. Cái kêu rô ngồi ở ngồi săn nó không biết rồi, lần lượt đó là thôi các em đi xin đó, bắn dây bố đó, bắn dây số đó, rồi cục tới cục chân đó không hồi tới. Mấy cái người chủ quán nó đuổi họ đi, nó không, họ là khách của tôi, cho nên chỉ rằng tôi mời họ đến đây ăn với tôi bữa cơm, thì các cô cho họ khăn á, khăn lau tay với lại khăn lau mặt á. Rất là mình giờ nhìn, mình ngồi ngoài đường mình nhìn vô trong nó là cặp này ôm cặp kia, nào là bia lon bia chai tùm lum tà la dưới đất, mà trong khi người ta cục tay què chân đối khác đài đường mà không để ý đó. Cái cô mới bưng bồng họ, bồng mấy cái người cục chân bồng lên thả trên ghế, rồi lau tay mấy cái người không có tay, mình phải lau tay mặt cho họ, kêu nước uống cho họ đàng hoàng. Cái cử chỉ đó mà con biết không, tất cả những cái người trong nhà hàng nó lần lượt người ta thả tay ra, người ta không ôm nhau, người ta không hung hít lâu lúng gì ở trong nhà hàng, người ta bắt đầu người ta lượm lên đàng hoàng, người ta giữ nề nếp, ta không có làm ảo đả như trước đó nữa. Cô biết không, có mấy trăm đô thôi mà cô đãi được 22 người, mỗi người ăn y như vậy. Đến chừng mà cô về, cô biết không, uplift cái spear của cô đó, không có bác sĩ nào làm được, không có một bệnh viện nào mà giúp được cô áo cái depression. Depression nữa là do cái ngoại cảnh nó đưa đến cho mình. Mà bây giờ mình muốn làm sao mà uplift mình ra khỏi cái hoàn cảnh đó là mình phải tạo cái hoàn cảnh, phải không, cái cảnh. Ôi cho con biết không, như vậy là cái cô đó mà đi chung với cô bây giờ cô cũng vẫn còn đó, mà mỗi lần mình nói lại cái cô mắc cỡ, cô nói tôi không ngờ chị làm những cái việc đó, tôi thấy chị người Việt Kiều được về. Tôi nói Việt Kiều cũng là con người chứ đâu có Việt Kiều rồi thằng thánh gì mà nói. Bao nhiêu vấn đề câu chuyện như vậy, cho nên chỉ là cô muốn kể trở lại để đem động lòng người. Khi mà động lòng người, tất nhiên là động lòng trời, động lòng Phật, là người nào cũng có trời và Phật trong tâm ta, thì mình phải kéo họ ra khỏi cái toa đai đó, mà để mà be humble, mà giúp đỡ cho người khác. Ôi cha, cho nên chỉ là cô muốn viết lại và chụp mấy cái hình ảnh cảnh như vậy đó, mà để kể lại những cái câu chuyện đó.
nghe bằng chuyện tình cảm của người đối với người thôi. Thì là nói cái câu chuyện như vậy đó, cô muốn viết cuốn sách rồi kể là rất là cảm động, mà nó rất là không phải là mình nói rằng tôi làm tôi kể không, cái này là mình cho họ thấy rằng if you depress or if you cần những cái mà gọi là cái bằng thoát ra những cái cảnh đó, volunteer đi qua những cái nước thứ ba đó, đi qua những cái nước mà cần sự giúp đỡ của mình đó, giúp họ. Mình đối với họ mình có thể hơn họ, nhưng mà sự thật ra đó là cái hoàn cảnh mình qua đến đây đầy đủ thì mình nên giúp, giúp được cái gì mình giúp, giúp rồi đi, nó không có cần phải là trả ơn trả nghĩa gì hết. Qua những cái cử chỉ hay những cái việc như vậy đó thì là cô thấy rằng mình xuống đây có một cái bổn phận và cái trách nhiệm gì để mà give feedback. Thì trong những cái đó, cái nữa là thằng con của cô, thằng Tommy đó, thằng làm phim bây giờ đó, nó về với cô, nó đi chợ Đà Nẵng với cô. Cái nó nói mẹ con thích ăn bún này, con thích ăn bún kia, con nói con ngồi xuống đi, con ngồi xuống mẹ gái cho ăn. Cái nó nói mẹ ăn không, nó nói mẹ ăn, con cứ ăn trước đi. Thì khi mà nó ngồi xuống đó thì bà bấm với 6 tới mời, ông kia tới mời, tất cả cái gì mời, mỗi lần người mà tới mời đó, mình biểu con á, con mời họ ngồi đó ăn với con. Cái rất là lần á, giúp được. Điều thứ nhất á, là mấy cái người đó đó, họ có một tô bún, họ ăn ấm lòng để cho họ đi buôn bán tiếp theo. Giúp cho cái chị mà bán cái gánh bún á, chị bán hết, chỉ về chỉ nuôi con chị. Con của mình á, nó ăn, rồi còn mình á, là nhường cho họ. Về mình khỏi có sợ đau bụng. Chứ còn mình ăn ra ngoài chợ, ăn bạ mình đau bụng. Mà không phải là mình đau bụng đó rồi không để cho người khác ăn, cứ để cho ăn. Cho nên chị nhớ, nó thấy cái cử chỉ như vậy, cho nên chị nó cũng làm y như mình vậy đó. Bây giờ nó đi ra chợ là nó cứ hãy là ngồi xuống ăn là ai ngồi bu là mời ăn hết, mời ăn hết, đâu có bao nhiêu đâu. Yeah, không bao nhiêu hết, không bao nhiêu hết á. À, nhưng mà mấy cái cử chỉ đó con đẹp lắm, đẹp lắm, đẹp những cái người xung quanh mình, đẹp những cái kỷ niệm cho mình nữa. Yeah. Cái gì cho mình nữa con đó, nên chỉ rằng cái vui thì cô không kể, mà cô kể mấy cái buồn đó, nhưng mà là không phải là buồn, cái này là nó thực tế, nó thực tế, nhưng nó không có superficial sâu phấn lòi lạc những cái mà ăn ngâu ngủ kỹ, cái đó thường quá rồi, đối với mình thì thường quá rồi. Nhưng mà cô, cái lúc nào mà trong cuộc đời của cô mà nó thay đổi cái cách nhìn của charity và cách nhìn về giúp người, cô đâu có phải là cô sanh ra là cô bắt đầu cô giúp người, nó phải qua một cái chu kỳ hay là nó qua một cái sự biến trong cái cuộc đời của cô, một cái giai đoạn nào đó, ok, cô tỉnh thức, cô nói oh my god, phải giúp người ta. Là cái giai đoạn đó là hồi nào cô trong cái sự nhớ của cô nghĩ lại đó, thì có phải là 1, 2, 3, 4 cái chuyện gì nó xảy ra rồi từ từ cô biến là một người có thêm nhân đạo, giúp người ta không? Hồi nhỏ ở quê thì không biết rồi, như chẳng hạn như mà mình đi bắt cá, bắt con cá ngon thì trước nhất là mình về mình kho, mình nấu gì đó, mình dâng lên mình cúng, cái đó là nó đã trong tâm mình rồi. Rồi cái thứ hai nữa là đem qua cho ông bác bà cô bên cạnh. Rồi cái thứ ba nữa thì đưa lên cho ông già bà già ông ăn, còn mình ngồi múc xương. Thì mấy cái đó nó tự nhiên rồi, không nói đến. Thì cái khi mà qua bên này á, thì như chẳng hạn con cháu của mình mà tới nhà người ta chơi thì cái giờ ăn cơm thì họ biểu rằng đi về cho tao ăn cơm. Con mình nó về nó cũng than với mình, nó nói I don't like that. Khi con của họ tới nhà mình thì biểu con của họ ở với mình, ăn cơm với mình. Gọi về hỏi má mày thử mày ăn cơm đây được không? 10 lần như 10 là ok. Nhưng mà khi con mình tới nhà họ ăn cơm, giờ ăn cơm của họ là họ đuổi con mình về. Thì mình thấy cái này là I'm not accepting. Đó, phải không? Cho chỗ đó mình nói rằng I'm not like that. Nhưng mà ba đứa con của cô bây giờ cũng như vậy thôi, không có thích mấy cái đâu. Cái khi mà thật sự mà làm nhân đạo đó là năm 75. Các em qua đây mà cô nói bữa hổm đó là nuôi giúp các em. Rồi mấy cái người mà mình bảo lãnh, không bỏ lãnh mà họ ở trong kem phép sinh người ta ra đó. Thì mình đưa họ đi mua cái này, đi sắm cái kia, giúp họ, nhất là bên mấy ông, bên sư, bên chùa và bên khắc sĩ tịnh xá mình đang quan đó. Thì từ cái chỗ đó rồi kinh sách mình lần lượt mình mới hiểu lần lần ra, rồi những cái lời đạo lý của thầy giảng đồ ra, rồi mình thấm nhận.
Cho đến cái khi năm 86 cô về Việt Nam, trời ơi, cô nói cô shock. Cô không tưởng tượng được. Cô không có hình dung được. Hồi nhỏ cô ở quê cũng nghèo cũng đói, nhưng mà mình không thấy cái đó nghèo đói, mình thấy ai cũng như vậy thôi. Cái khi mà mình qua bên này, mình sống nó đầy đủ trong bao nhiêu năm rồi, bây giờ mình trở lại, nó không có tưởng tượng, không có hình dung được. Cái đó là cái quà đầu của cô. À, 86. 86. Cô thấy cái sự mà khác biệt giữa cô với lại cái người sống trong cái hoàn cảnh đó. Cô thấy cái, nó khác biệt quá. Quá khác biệt. Quá khác biệt. Cho nên chỉ rằng mình có hai choices, right? Trên đời mình có hai cái đường lựa chọn. Ừ. Có thể là mình nó forget it. Yeah. Lướt qua. Không kịp của họ, phải không? Họ bỏ qua đi. Họ sống, họ làm gì làm. Còn mình bên này, mình cứ tiếp tục mình sống. Hoặc là làm sao mình sống được. Mình phải tự hỏi chứ. Làm sao mình tiếp tục mình sống trên giường này mà áo em được. Mà khi họ thiếu thốn trăm bề. Họ không có hỏi cái gì. Họ cũng không cầu xin gì mình. Thí dụ thôi. Mình trăm, hơn 100 pound. Về mà cái chú đọt một chiếc xích lô chở mình là đã mệt cho chú rồi, mà còn lên dốc nữa. Thì thôi nói chú để tôi xuống tôi đi bộ. Chú dắt cái xe không tôi đi bộ. Chú không cho, nhưng mà không, tôi làm được, tôi muốn đi bộ. Cũng cự nự với chú. Rồi chú cũng để cho mình đi bộ. Rồi thấy một cái chú có tí tẹo mà chú đẩy một chiếc xe chuối. Không biết cái chuối nó nặng biết là bao nhiêu mà đuổi một chiếc xe chuối cả trăm lần hơn chú nữa mà chú rón chú đọt. Mấy cái nó bay này nó kêu bằng stroke. Cô bị ngã xuống chết liền mà họ cũng vẫn làm. Thôi thôi chú, tôi đẩy chú, tôi giúp đẩy chú đi qua khúc của tội. Mấy cái nó tự mình làm chứ cũng chả ai biểu mình làm. Không chả có ai biết mình làm hay không làm luôn. Nhưng mà mình làm. Tại sao? Tại vì thấy họ mình thấy tội quá đi. Ta đối khác, người ta thiếu thốn. Mà trời có thương cái nữa là cái gì mà cô biếu họ 70 đô, 100 đô con. Cái tiền đó người ta lên phấn phắc đó con. Người ta lên phấn khởi lắm. Người ta làm ăn được hết, bao nhiêu người bây giờ cũng vẫn còn nhét đó. Mình thấy người ta tội quá. Mình cho mà họ biết cách họ làm cái gì. Phần đông là con biết làm gì trước nhất không? Không. Họ đi ra họ thỉnh Phật Bà Quan Thế Âm về thờ. Cái rồi từ đó có họ lên đó con. Cho nên chi là nhiều cái kế mà mình không có nghĩ đấy. Thì cho nên chứ trên đời cô nghĩ rằng giờ cũng cỡ tuổi này lớn rồi mà những cái việc có cơ hội như con đây là cũng như cô nói đó, tất cả những trên đời này là mình nghĩ rằng tạo điều kiện cho mình. Thí dụ như hồi nó về Việt Nam, mình làm việc ở Việt Nam là 10 lần như chục, cô luôn luôn cảm ơn nhà nước Việt Nam đã tạo điều kiện cho cô để cô về đóng góp. Nếu bây giờ cô muốn mà họ không tạo điều kiện cho cô thì không có đóng góp được. Nhưng bây giờ mà nghe những cái lời các sư, các thầy giảng là mấy cái này là cái duyên. Khi mà cái duyên nó đã đến rồi đó thì họ tạo điều kiện cho mình đóng thêm vô những cái duyên đó. Thì nếu như mình có lòng, mình có lòng từ bi, mình có sự hỷ xả, mình có sự nhịn nhục, mình có những cái mà gọi là kêu bằng passion đó. Phải không? Kiên nhẫn, kiên trì thì mình làm được việc. Thì cái việc đó mình làm trước sau vậy mình cũng chết thì thôi mình làm cho nó xong đi. Đấy. Cho nên trên đời này cái gì cũng là một cái cơ hội con ạ. Cái gì cũng cơ hội hết. Thí dụ như là cô thường nói đó là năm 75 người ta nói những mấy người qua bên này đó người ta mất hết trơn hết trội thì người ta cũng đau khổ, người ta mình cũng buồn. Nhưng mà sau này cái lớp con cháu của họ sau này ai cũng có ăn học, có trình độ dòm ăn khá là cũng được cái duyên. Mà để mà cộng sản vô năm 75 cho nên chị họ mới được qua bên này. Đó, họ sung sướng hơn, ăn học đầy đủ, tướng tá lên tới công trăng luôn nữa. Cho nên nếu như mà không có những cái cơ hội đó thì làm sao mà mình nở mặt nở mày như hôm nay. Cho nên chứ mình bỏ qua những cái kết xui đi. Bỏ qua cái kết xui xẻo. Mình phải lấy những cái kế mà gọi là kêu bằng cái may mắn. Cái gì cũng may mắn đối với mình hết. Nhưng mà từ mình nhìn thôi. Con người lúc nào cũng phải nghĩ tới những cái quá khứ bị nặng. Đấy. Ai cũng vậy. Chính con cũng cảm thấy những cái mà con thất bại. Con cũng lúc nào con cũng ngồi con nghĩ về cái quá khứ rồi con... cứ lúc nào cũng bị nó đàn ép
không làm những cái việc khác được, kể cả những người mà trong đi 75, người ta không, nhiều khi cái đau thương, cái mất mát của họ nó nặng quá, khó mà buông được cái quá khứ. Nhưng mà bây giờ con hỏi, what can you do in the past, right? Nothing. Nhưng mà con can do a lot more for the future, right? Cái quá khứ là nó một qua rồi, nó nằm vô trong cái history rồi, nó cũng như là một cái kiếp trước của mình rồi. Không khác gì cái kiếp trước. Không khác gì cái kiếp trước. Thì mình sống hiện tại đây thì mình cố gắng mình tu bồi, mình làm sao mà để giúp cho được cái kiếp sau mình xuống hơn, mình đầy đủ hơn, mình vui vẻ hơn, mình hạnh phúc hơn. Cái đó là cái mà mình cần. Chứ bây giờ cái quá khứ, chờ ở bây giờ mà con bao nhiêu tiền của con cũng không lái được cái ngày quá khứ lại, nó qua rồi. Đấy, cho nên chỉ mình phải hiểu cái chỗ đó. Mà bên triết á, học bên triết thì con thấy mấy cái đó là đúng. Người mình là đi lên mà gọi là bằng tiến lên, progress. Đừng có để đứng một chỗ, làm sao đứng một chỗ được. Nước có khi nào mà đứng một chỗ đâu, gió có khi nào mà đứng một chỗ đâu. Cái lúc mà ngồi mà nghĩ tới quá khứ, mà nghĩ tới những cái chuyện hay hoặc là cái hạnh phúc của cái quá khứ á, rồi mình ngồi mình nghiệm, rồi mình cảm tạ trong cái nghiệm đó đó, rồi mình grateful á, thì nó mang rất là quyền lợi, nhiều cái power, nhiều cái lực lượng để đi tới. Chứ còn mà ngồi mà suy nghĩ về những cái thất bại hay là những cái mà đã đau đớn đó, thì nó không mang, nó còn dìm xuống cái cơ hội tương lai nữa. Đấy. Con biết là cây tre đó, con nhìn vào cây tre nó có bao nhiêu mét, mét á, mét tre. Mỗi mét là một, gọi là cái bằng một cái giai đoạn, phải không? Nó lớn lên một khúc, nó có một cái mét. Con người cũng vậy, mỗi cái lóng tre đó là mình là gọi là cái bằng một 12 năm, hay là một dớp, ví dụ vậy đi. Thì là khi mà mỗi cái cây tre mà nó lên được một mét là mình sống lên được một giai đoạn như vậy, phải không? Mà nhờ nó như vậy cho nên chỉ con biết là gió bão phong trần nó cũng vẫn đứng được, nó không có nghiêng bên này, nó không có ngã bên kia. Những cái cây mà không có những cái mắt khúc như vậy đó thì nó chao nhào, nó đổ nát, nhưng mà cây tre thì không, có thể nó nằm xuống một hồi rồi nó cũng vẫn đứng lên được. Con người mình cũng vậy, tất cả những cái khúc mắc trên đời đó là nó tạo cho mình một đứng vững, hiểu được, nhìn tới được xa hơn. Chứ còn mà nếu mà không như vậy, cứ sợ tôi đi ra nước tôi sợ chìm cháy chìm, mà tôi đi lên máy bay thì sợ máy bay rớt, mà tôi lái xe thì bị đụng xe, thì thôi tôi làm cái gì bây giờ. Đó, cho nên chứ mình đừng có phải sợ. Cái này là nó gọi là free will mà. Việt Nam mình có nói là trời sinh voi thì sinh cỏ, đúng. Trời sinh tôi ra thì trời bảo đảm cho tôi nếu như tôi làm việc với ổng. Chứ còn mà bây giờ mình cứ cái gì cũng là complain và than phiền, kêu trời thon đất, thì mà nghe, họ nghe một lần thôi chứ họ nghe riết cũng tội họ chứ. Con được ngồi với cô hôm nay, trong bao nhiêu thập niên con biết về cô và đời sống của cô, con rất là cảm tạ khi trời đã cho con một cơ hội để được ngồi với cô nói chuyện một cách cô cởi mở, và cô nói kể cho con rất là nhiều chuyện vừa hấp dẫn mà vừa làm cho con sẽ suy nghĩ trong rất là nhiều năm, nó ảnh hưởng cái sự phát triển của chính tâm hồn của con. Con cảm ơn cô đã mở lòng và kể cho con tất cả những cái chuyện của trong đời của cô. Rồi con hy vọng là con sẽ có được cơ hội sau này vài tháng vài năm nữa là con ngồi được với cô. Cô thí dụ con ra sách mới hay là cái coffee table book thì con với cô ngồi nói chuyện rồi catch up again. Yeah, well, đó là cũng một cái cơ hội con cho cô. Nếu mà con không liên lạc cô, con không cho cô hội này thì con có bao giờ biết chiều sau của cô đâu, mà cô đâu có làm sao chia sẻ với con được. Cho nên cái gì nó cũng có cái duyên con nè.
Nếu như mà ta không có cái nợ thì ít nhất cũng có cái duyên. Thì là cũng cảm ơn trời Phật là cho con gặp cô, mà chia sẻ được cái gì chia sẻ, mà nếu mà con thấy cái gì cần edit á, thì con nên cắt đi cho để đưa lên người ta thấy, cũng kỳ tội nghiệp người ta phí thời gian coi những cái. Còn cái gì mà con thấy mà đóng góp được để cho họ học hỏi được cái gì thì con cứ giữ. Con cảm ơn cô rất là nhiều. Con sẽ bữa nào con xuống San Diego con chắc phải liên lạc với cô xuống thăm cô. Please, đấy con thấy nhà cửa của cô rộng rãi thảnh thang á. Không có lo sợ là ái gì hết. Free. Mà cô chích thuốc hai lần bữa hôm qua là tập second one rồi, cho nên chỉ là safe rồi. Con cũng mới chích hôm hai ngày về trước. Ấy vậy hả? Là first hay là second đấy? First shot. Giỏi đó. Rồi, cô được đi thăm con, thăm cháu rồi. Hai tuần nữa cô được đi thăm con, thăm cháu rồi. Wonderful. Thank you. Con cảm ơn cô. Once again, thank you so much. Okay. Con chào cô. Good luck. Okay, con. Đi xuống thăm cô nha. Con cảm ơn cô. Không có gì con. Bye bye con.